Chương 1901 theo sự tiến đến của trường sinh đế tử, cả bên ngoài vùng đất đổ nát, bầu không khí cũng đã chuyển sang vi diệu. Dù sao uy danh của trường sinh đế tử đang rất nổi, cả ở cửu thiên tiên vực cũng có uy danh hiển hách. Mọi người hết nhìn về phía trường sinh đế tử rồi lại nhìn về phía quân tiêu giao. Hai người này, một kẻ là người đứng đầu thế hệ tuổi trẻ cửu thiên, một kẻ là người đứng đầu thế hệ tuổi trẻ tiên vực. Lần đụng nhau này, có ý tứ, khí tức của hắn còn sâu xa hơn cả trước đó nữa đám người vương diễn nhìn sang trường sinh đế tử nét mặt cũng hơi nghiêm túc lên tuy bọn họ và trường sinh đế tử không có thụ oán gì thậm chí còn là thiên kiêu cấm khu thuộc về phái thanh tẩy nhưng cơ duyên của vùng đất đổ nát chỉ có nhiều đấy cho nên bọn họ cũng coi như là đối thủ cạnh tranh hơn nữa còn là một đối thủ cạnh tranh mạnh như vậy áp lực chắc chắn không nhỏ hình như bản công tử và ngươi không có giao tình gì không cần phải xưng huynh gọi đệ đâu quân tiêu giao dùng giọng điệu hờ hững đáp lại hắn cũng sẽ không chơi trò lá mặt lá trái. Chuyện nguyên rủa thánh thể đã chú định quan hệ của hắn, và đào trường sinh là đối nghịch rồi. Hả? Ta và quân công tử chỉ mới gặp mặt nhau lần đầu, không ngờ quân công tử đã có ý đối địch với ta rồi. Vẻ tươi cười trên mặt trường sinh đế tử cũng hơi thu lại, nhưng vẫn bình tĩnh như cũ. Đảo trường sinh các ngươi đã làm ra chuyện gì, chẳng lẽ trong lòng không đếm số được sao, cần gì phải chơi trò lá mặt lá trái chứ? Quân tiêu giao nói trắng ra. Mọi người đang có mặt ở đây nghe quân tiêu giao nói xong đều chẳng hiểu gì cả. Chỉ có một số ít nhân vật thế hệ trước dẫn đầu cấm khu là, trong mắt lóe lên một chút vẻ suy tư. Cái mà quân công tử nói, có phải là chuyện nhất mạch thánh thể xuống dốc hay không? Trường sinh đế tử cũng rất thẳng thắn, cứ nói thẳng ra như vậy, không hề có chút kiên kỵ gì. Nhất mạch thánh thể. Rất nhiều người đều mờ mịt. Nhưng cũng có người nghĩ tới chuyện nhất mạch thánh thể, vốn đang hưng thịnh lại đột nhiên trở nên vắng vẻ nhất mạch thánh thể xuống dốc là bởi vì hai sự kiện sự kiện thứ nhất là siềng xích thiên đạo sự kiện thứ hai là nguyền rủa thánh thể mà siềng xích thiên đạo trời sinh giới hạn sự trưởng thành của thái cổ thánh thể còn nguyền rủa thánh thể thì lại khiến cho thái cổ thánh thể không thể chết ra cuối cùng nếu như không phải chết bất đắc kỳ tử thì chính là điên dại còn không thì là mất tích bí ẩn quả nhiên là các ngươi làm trong mắt quân tiêu giao lộ ra một tia lãnh ý thì ra địch ý của quân công tử là bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này ạ à nhất mạch thánh thể ngông cuồng nghịch thiên, vốn cũng không nên tồn tại hậu thế, sự xuống dốc của bọn họ cũng hợp tình hợp lý thôi mà. Hơn nữa bây giờ có vẻ như, quân công tử đã lột xác thành chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai rồi, nhất mạch thánh thể có lẽ đã không còn ý nghĩa gì với ngươi nữa. Quân công tử cần gì phải truy cứu chân tướng đã phủ bụi chứ? Giọng điệu trường sinh đế tử hết sức lạnh nhạt, nhẹ nhàng. Nhất mạch thánh thể phải chịu đau đớn lẫn dài vò cả thời gian dài. Vậy mà ở trong miệng hắn ta lại có vẻ nhẹ nhàng như vậy giống như là chuyện đương nhiên. Trong mắt quân tiêu giao từ từ ngưng tụ ý lạnh. Tâm trạng của hắn rất hiếm khi bị dao động sinh ra tức giận. Nhưng vào lúc này, trong lòng hắn có bất bình. Hắn nghĩ tới thái cổ thánh điện hoang liêu, nghĩ tới võ hộ vẫn luôn nín nhịn khuất nhục, còn có ninh trần đáng thương, tiểu huyên huyên và 300 người canh giữ điện. Bọn họ đều là người bị hại. Những người này đều đã từng dốc hết sức lực thủ hộ tiên vực, nhất mạch thánh thể bình định loạn lạc. Ở dưới cái nhìn của trường sinh đế tử, lại là nhất mạch phải nên xuống dốc xem ra đảo trường sinh các ngươi cho rằng bản thân mình đã làm chuyện đúng đắn nhỉ mặt quân tiêu giao không chút cảm xúc giọng điệu nói chuyện không hề có chút độ ấm bộ không đúng sao nhất mạch thánh thể không nhìn rõ thực tế mỗi một thời đại thánh thể đều mưu toan muốn ngăn cản thanh tẩy quy mô lớn giống như châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình ngươi nghe được những lời mà trường sinh đế tử nói mặt mày đám người nhan như mộng diệp cô thần đều lạnh đến cực điểm nhất mạch thánh thể tự cho mình có công lao rất lớn với thiên vực Mỗi một thời đại thánh thể đều ngăn cơn sóng dữ, muốn ngăn chặn loạn lạc quy mô lớn. Thế mà ở trong mắt của Trường Sinh Đế tử lại biến thành không biết tự lượng sức mình. Điều này khiến cho trong mắt bọn họ lộ ra sát ý, Trường Sinh Đế tử nhìn thì có vẻ ôn hòa hướng nội, nhưng thật ra lại là kẻ khiến cho người ta chán ghét hơn cả đám người Vương Diễn, Cổ Thiên Diệt. "Được, đã như vậy thì bản công tử sẽ để cho ngươi cảm nhận được đau đớn còn sâu sắc hơn cả nhất mạch thánh thể." Quân Tiêu giao gần từng chữ một. Lời của hắn, nói được làm được vẻ mặt của trường sinh đế tử cũng hoàn toàn lạnh xuống, vốn còn định kết giao bằng hữu, bây giờ xem ra đã không có khả năng rồi. Người không nể, mặt bản đế tử, bản đế tử sẽ khiến cho kẻ đó biết cái gì gọi là hối hận. Trong đôi mắt đẹp của trường sinh thiên nữ ở bên cạnh, cũng hơi lộ vẻ lạnh lùng châm chọc, đế tử đại nhân nguyện y hạ thấp giá trị bản thân xuống cho người cơ hội, vậy mà lại không biết quý trọng, thật là ngu rốt mà. Trường sinh thiên nữ vừa nói dứt lời, quân tiêu giao còn chưa nói gì, A cửu ở bên cạnh hắn, mái tóc phiêu động, một đôi mắt sâu hun hút toát ra vẻ lạnh lùng sắc bén, có ánh sáng hỗn độn bắt đầu khởi động, trong lúc đóng mở, tựa như trời trăng liên tục thay đổi, ai cũng không có tư cách nói chuyện với thiếu chủ kiểu này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. A cử bảo vệ quân tiêu giao, đương nhiên là không cần nhiều lời. Ồ, trọng đồng giả. Trường sinh đế tử lộ ra vẻ mặt khác thường. Nữ tử có thiên phú như vậy, thực lực còn mạnh như thế mà lại cam nguyện làm người hộ đạo trường sinh thiên nữ kia bị khí tức của A cửu đè ép, bỗng dưng cảm thấy áp lực. Hơn nữa không chỉ có vậy, ở bên kia, Diệp cô thần cũng bước từng bước một đi ra, một cỗ kiếm y nghiêm nghị bùng phát dâng lên, ùn ùn kéo đến nghiền ép trường sinh thiên nữ, nữ tiện nhân, còn nói nhiều thêm một chữ nữa thì tính mạng của ngươi khó mà bảo đảm đấy. Lời nói ác nghiệt vang vọng bên ngoài vùng đất đổ nát. Lời của Diệp cô thần có thể nói còn đơn giản thô bạo hơn, không hề nể mặt trường sinh thiên nữ. Bằng hữu lẫn đối thủ mà Diệp cô thần kính trọng, còn không tới phiên một ả à, tiện nhân nói này nói kia. Tất cả mọi người đều sững sờ. Người ở bên cạnh quân tiêu giao này, sao người này còn mạnh hơn cả người kia thế hả? Ngươi, nét mặt trường sinh thiên nữ cũng hơi thay đổi. Nàng ta đường đường là đệ nhất mỹ nhân cửu thiên, vậy mà lại bị người ta mắng nữ tiện nhân. Hai bên thái dương trắng nõn của nàng ta đều có gân xanh gồ lên. Vẻ xa cách lẫn bình thản kia cũng khó mà giữ tiếp được nữa. Nhưng nàng ta trong lúc mơ hồ cảm nhận được một luồng ý chí áp bức khiến, cho người ta phải khiếp sợ tiến đến. Nàng ta phẳng phất như nhìn thấy bóng dáng cao ngất của một vị cầm kiếm cửu thiên, thống trị vũ trụ. Bóng dáng người kia khiến cho nàng ta vô cùng sợ hãi. Điều này khiến cho mặt mày trường sinh thiên nữ trắng bệch. Trong khoảng thời gian này Diệp Cô Thần đang bồi dưỡng kiếm chủng, tốc độ tiến bộ của hắn ngược lại rất kinh khủng. Hơn nữa hắn còn lĩnh ngộ được vô ngã kiếm đạo. Bây giờ cho dù hắn có đối đầu với huyền tôn thì cũng không hề yếu nhược. Trường sinh đế tử thấy thế, hơi chắn ở trước người trường sinh thiên nữ, cỗ áp lực kia trong nháy mắt biến mất. Trong mắt hắn ta có phù văn lưu chuyển, sâu hun hút, nhìn Diệp Cô Thần nói, lẽ nào là người có quan hệ với vị kiếm trùng kia, có điều người của bản đế cũng không phải người mà ngươi có thể đụng vào được. Bên này, quân tiêu dao mỉm cười nhẹ nhàng nói, chư vị đừng nên vì ta mà tức giận, kéo tầm thấp xuống. Gặp ấu trùng la lối thì cứ tìm cơ hội nghiền chết là được rồi, không cần phải tranh chấp quá nhiều đâu. Quân tiêu giao phớt lờ lời rêu giao của trường sinh thiên nữ, đôi cẩu nam nữ này, hắn sẽ tự mình trừng trị ở trong vùng đất đổ nát, sẽ khiến cho bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là thế gian hiểm ác. Quân tiêu giao muốn dùng cách thức nhục nhã nhất, đau đớn nhất, khiến cho trường sinh đế tử phải phát điên, chết trong tuyệt vọng. Hắn nói được thì làm được. Có lẽ vì nguyên nhân quân tiêu giao và trường sinh đế tử, đối nghịch nên cả bầu không khí bên ngoài vùng đất đổ nát đều hơi ngưng trệ. Phần lớn tu sĩ cửu thiên đang có mặt ở đây đều không coi trọng quân tiêu giao, hắn gây thù chuốc oán nhiều lắm, hơn nữa mỗi một người đều rất mạnh. Thiếu chủ đế vẫn thần sơn, vương diễn, nắm giữ trùng hồng mông tử khí. Tiên ma động thiên, đại ma vương cổ thiên diệt, chính là thiên ma chi thể. Thao vương đứng đầu thú quật tứ tiểu vương, không chỉ có huyết mạch thao thiết, mà thôn phệ tiên kinh còn bị gã biến đổi tạo ra một con đường hoàn toàn mới. Trường sinh thiên nữ, cũng tu luyện tiên kinh của đảo trường sinh, thực lực khó lường. Về phần trường sinh đế tử thì lại càng không cần phải nói nhiều, Danh hiệu của hắn ta, chính là đại danh từ chắc chắn mạnh mẽ. Có thụ oán với nhiều yêu nghiệt đứng đầu cửu thiên như vậy, quân tiêu giao muốn bình yên rời khỏi vùng đất đổ nát này, có thể nói là khó như lên trời. Còn ở bên phía của hắn, đám người côn hư tử, nhan như mộng, thực lực đều không đủ nhìn, có thể tự bảo vệ mình cũng đã không tệ rồi. Vân Thiên lại cũng là có lòng mà không có sức, không cách nào tham gia vào loại tranh phong này. Về phần A Cửu, ngay cả tư cách tiến vào vùng đất đổ nát còn không có, nàng chỉ hộ tống bầu bạn với quân tiêu giao đi đến đây mà thôi. Người duy nhất có tư cách giúp quân tiêu giao, kề vai chiến đấu cùng hắn cũng chỉ có mỗi diệp cô thần. Nói chung, bên phía quân tiêu giao vẫn hơi nghiêng về thế yếu một chút. Nhưng sự thật có thật là như vậy hay không? Đây chẳng qua chỉ là suy nghĩ ý kiến chủ quan của người bên ngoài mà. Thôi, với quân tiêu giao mà nói, một mình hắn đã đủ để quét ngang toàn bộ kiêu tử cửu thiên rồi. Bên ngoài vùng đất đổ nát, thời gian giống như động lại, bầu không khí khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Ngay lúc đang ở trong kiểu tâm trạng bị đè nén này, đột nhiên, từ trong vùng đất đổ nát lại lần nữa truyền ra động tĩnh khác lạ. Ở bên ngoài, quy tắc sức mẻ lộn xộn sôi trào lên giống như là đang bắt đầu tẩy dừa. Bốn bề dậy sóng, quả thực y như là mặt biển đang có cuồng phong bão táp. Chẳng qua thứ đang cuồn cuộn nổi lên đó cũng không phải là nước biển, mà là đạo tắc và phù văn sức mẻ. Ở ngay trong chuyển động khác lạ này, Bỗng nhiên, mặt ngoài cái hình cầu khổng lồ tựa như tinh vực, kia bắt đầu từ từ nứt ra thành một cái lối ra nhỏ. Thứ mà trong đó chiếu dọi ra là một cái quang cảnh hỗn loạn, khiến cho người khác không cách nào nhìn rõ được, ngay cả thần niệm cũng không có biện pháp thẩm thấu vào trong. Vùng đất đổ nát đã mở ra rồi. Tất cả mọi người lập tức sôi sụp lên. Đây chính là một cơ duyên lớn cả kỷ nguyên cũng khó mà gặp được một lần. Là ở trước lúc loạn lạc, trao tặng lễ vật tốt nhất cho kiêu tử cửu thiên. Dù sao chờ sau khi nghi thức chủ tế mở ra rồi, phần lớn lợi ích đều sẽ bị người chủ tế, còn có các đại lão cấm kỵ của các cấm khu lớn phân chia. Những thế hệ trẻ tuổi bọn họ đây, rất khó nhận được nhiều cơ duyên từ trong đó. Nhưng bây giờ, chỉ cần dựa vào năng lực của bản thân mình là, có thể thu hoạch được vật chất tiên đạo, cớ gì mà không làm chứ. Cho nên, sau khi vùng đất đổ nát vừa mở ra, rất nhiều kiêu tử cửu thiên đều gấp không kịp trở hóa thành từng luồng sáng cầu vồng, biến mất ở trong. Mặc dù trong vùng đất đổ nát đầy rẫy các loại nguy hiểm đáng sợ, nhưng không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Đám người thao vương, cổ thiên diệt nhìn quân tiêu dao một chút rồi tiến thẳng vào vùng đất đổ nát. Quân tiêu dao là nam nhân thì đừng có rút, bản thiểu trụ ở vùng đất đổ nát chờ ngươi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Vương diễn nói xong cũng chắp tay tiến vào vùng đất đổ nát. Trưởng sinh đế tử cũng nhìn quân tiêu dao một chút. Giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ, nếu như ta là ngươi thì cách tốt nhất chính là quay người rời đi dù sao vùng đất đổ nát ngăn che tất cả nhân quả, đến lúc đó, e là ngay cả cơ hội đi ra cũng không có, chật chật. Trường sinh đế tử khẽ lắc đầu, bước từng bước một đi vào vùng đất đổ nát. Trường sinh thiên nữ đi theo bên cạnh hắn ta nhìn thoáng qua quân tiêu dao khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười mỉa, cũng đi theo vào. Rõ là khiến cho người ta khó chịu mà. Giờ phút này, cho dù là nhan như mộng cũng tức đến có chút nghiến răng. Quân tiêu dao là nhân vật bực nào, ở tiên vực cho dù là đế hạo thiên cũng không dám mảy may coi thường hắn kết quả những kiêu tử cửu thiên này nguyên một đám đều là mắt mọc ở trên đỉnh đầu không coi ai ra gì quân tiêu giao ngược lại tỏ vẻ không sao cả dù sao bây giờ hắn đã qua lứa tuổi đánh nhau vì thể diện này rồi trong lòng không hề bận tâm không sao tầm mắt nhận thức của mỗi người luôn luôn có hạn độ cách ngồi đáy giếng thì sẽ không cách nào tưởng tượng ra được sự hùng vĩ của côn bằng hắn quay sang hỏi côn hư tử côn huynh có biết bên trong vùng đất đổ nát có những cơ duyên gì hay không hắn muốn hỏi thăm trước một chút côn hư tử suy nghĩ rồi nói ở vùng đất đổ nát thứ thu hút người ta nhất đương nhiên là vật chất tiên đạo còn sót lại rồi quân huynh có điều không biết ở chỗ sâu bên trong vùng đất đổ nát có một nơi được xưng là hố tiên mỗi một lần thành tiên môn hóa hiện ra tuy đều nằm ở chỗ sâu bên trong vùng đất đổ nát nhưng có khi địa điểm sẽ bị lệch đi mà mỗi lần thành tiên môn hóa hiện ra hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thừa ra rất nhiều vật chất tiên đạo, dần dần đã tạo thành từng cái hố tiên. Trong hố tiên có tồn tại tiên mạch, chính là vật chất tiên đạo chìm ở trong lòng đất, trải qua năm tháng dài đằng đẵng cô động nén thành. Tuy rằng tiên mạch không tinh khiết, nhưng sau khi tìm được là có thể từ đó tinh luyện ra vật chất tiên đạo tinh thuần. Nếu như may mắn thì còn có thể tìm được tiên mạch cấp 1, có thể tinh luyện ra nhiều vật chất tiên đạo hơn. Sau khi quân tiêu giao nghe xong lại hỏi, tiên mạch còn có chia cấp bậc nữa sao? Côn hư tử lên tiếng giải thích, Tiên mạch chia ra làm tiên mạch cấp 3, tiên mạch cấp 2, tiên mạch cấp 1. Phân biệt dài 10 dặm, trăm 100 dặm, ngàn dặm. Cấp bậc cao hơn thì vật chất tiên đạo có thể tinh luyện ra đương nhiên cũng nhiều hơn. Cho nên quân huynh tốt nhất là nên tìm thêm mấy cái tiên mạch cấp 1 nữa, chẳng qua cái đó còn cần phải dựa vào vận may. Sở dĩ sinh mệnh cấm khu, để cho tất cả thiên kiêu đều có tư cách tiến vào vùng đất đổ nát, cũng là vì muốn để cho bọn họ khai quật thêm một ít tiên mạch, cũng có thể cướp đoạt. Quân Tiêu gật nhẹ đầu, vậy còn ngoài vật chất tiên đạo ra thì sao? Truyền thuyết kể lại ở trong vùng đất đổ nát có một khu phù Văn Bí Địa, thích hợp dùng để lĩnh ngộ pháp tắc nhất, nhưng ta khuyên Quân huynh đừng nên đi, bởi khu phù Văn Bí Địa kia quá mức quỷ dị, nghe nói có một loại nguyền rủa thần hồn nào đó, không ít thiên kiêu đều chết bất đắc kỳ tử ở chỗ đó. Nhắc tới phù Văn Bí Địa, giọng Côn hư tử cũng có chút kiêng kỵ. Dù sao hắn cũng không cần lĩnh ngộ nhiều pháp tắc hơn, cho nên hắn không thể tới gần loại địa phương đó mặt quân tiêu giao ngược lại có vẻ hứng thú. Mục tiêu của hắn ngược lại là lĩnh ngộ 3.000 pháp tắc. Ngày sau trong lúc nhắc tay diễn hóa ra 3.000 đại đạo, chấn áp toàn bộ kẻ địch. Quân tiêu giao cần phải lĩnh ngộ đầy đủ pháp tắc. Nguyên rùa quỷ dị thần bí à. Quân tiêu giao ghi cái này vào trong lòng. Ngoài ra, nơi thần bí nhất, cổ xưa nhất vùng đất đổ nát, không đâu qua được tế đàn bất hủ. Đây chính là nơi người chủ tế bắt đầu nghi thức chủ tế. Quanh năm đều tràn ngập uy áp kinh khủng, thiên kiêu cơ bản không có khả năng tới gần nghe đồn ở trong tế đàn bất hủ có một loại cơ duyên lớn hiếm thấy nhất nào đó vượt qua toàn bộ cơ duyên bên trong vùng đất đổ nát nhưng nếu vậy thì cũng không phải là thứ mà những thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi chúng ta có thể chấm mút đây chính là đồ vật có liên quan tới người chủ tế chỉ có người chủ tế mới có tư cách tiếp xúc nhắc tới tế đàn bất hủ côn hư tử cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng có thể nói cho dù là tất cả cơ duyên thuộc về vùng đất đổ nát cộng lại thì cũng kém hơn tế đàn bất hủ nhưng hết lần này tới lần khác Tế đàn bất hủ lại không có duyên với thiên kiều bọn họ. Sau khi quân tiêu giao nghe xong, ánh mắt sáng lên. Không phải hắn có một cái chủ tế lệnh sao? Có lẽ đó chính là một loại tín vật để có được tế đàn bất hủ. Cái này với quân tiêu giao mà nói, quả thực là cơ hội trời ban. Trước đó quân tiêu giao cho rằng nếu chủ tế lệnh đã ban thưởng thập tinh thì chắc chắn sẽ có tác dụng lớn. Không ngờ bây giờ tác dụng của nó đã xuất hiện. Tế đàn bất hủ là nơi mà hắn nhất định phải đến bởi vì nơi đó rất có thể sẽ tìm được bí mật liên quan đến chủ tế giả. Quân tiêu giao suy nghĩ kỹ càng, nhưng ngoài mặt lại không tỏ vẻ gì. Sợ rằng không ai có thể nghĩ tới cơ duyên lớn nhất của vùng đất quy khư, chỉ có mỗi quân tiêu giao mới có tư cách mở ra được. Hắn mà ăn thịt thì đám trường sinh đế tử đến cả nước canh cũng khó mà uống được. Được rồi, chúng ta đi vào thôi. Quân tiêu giao mỉm cười. Chuyến đi này rất tốt. Lúc quân tiêu giao vừa đặt chân vào vùng đất quy khư, thần niệm của hắn cảm nhận được có thiên kiêu cũng cùng bước vào, hơn nữa còn cố ý che giấu khí tức. Tam thiên tử địa phủ, quân tiêu giao cười lạnh, nhưng không đánh rắn động cỏ. Nếu đồ ăn đã tự dâng lên miệng, thì hắn cũng đành phải nhận thôi. Khi quân tiêu giao bước chân vào vùng đất quy khư, cảnh tượng trước mắt hắn biến đổi ngay lập tức. Đến khi nhìn lại, hắn đã đi vào trong vùng đất quy khư. Phóng mắt nhìn ra xa, có thể thấy được đây là một vùng đất cổ xưa tĩnh lặng. Vũ trụ không gian xung quanh vô cùng sâu thẳm, giống như là đã ngưng động lại, bao nhiêu năm qua không hề nhúc nhích. Ở nơi này, thời gian giống như cũng trôi chậm hơn, mang theo cảm giác bụi bặm và tăng thương của lịch sử. Giữa trời đất xung quanh có vô số ngôi sao vỡ nát, khe hở không gian cổ xưa qua bao nhiêu kỷ nguyên vẫn chưa được lấp đầy. Còn có những di hài không biết tên giống như đã hóa thạch, tản ra uy áp khiến người ta sợ hãi. Đây là một vùng tế thổ khiến người ta có cảm giác trang nghiêm, còn mang theo điểm rủi cổ xưa. Đây chính là nơi cửa thành tiên giáng lâm thật à? Quân tiêu giao tỏ vẻ nghi ngờ. Theo lý thuyết, những thứ có liên quan đến tiên hẳn là phải vô cùng siêu nhiên, kết quả là nơi này lại giống một vùng tế thổ mang điểm chẳng lành. Phía sau cửa thành tiên thật sự là con đường thông đến tiên cảnh giới sao? Quân tiêu giao thắc mắc, có lẽ trong chuyện này vẫn còn bí mật kinh thiên động địa, thậm chí ngay cả chủ tế giả có lẽ cũng không biết rõ, suy cho cùng ngay cả chủ tế giả cũng chưa đi đến nơi sâu nhất trong cửa thành tiên. Đáng lẽ vùng đất thành tiên phải vô cùng may mắn, kết quả là nơi đây lại vô cùng quái dị âm u còn có tế đàn bất hủ và nghi thức chủ tế kia nữa, sao mình lại có cảm giác đây không phải thành tiên mà là hóa ma nhỉ? Quân tiêu giao lắc đầu. Những bí mật vạn cổ này người bình thường không tài nào biết được, trong sử sách cũng sẽ không ghi lại. Vì vậy chỉ có thể chờ sau khi cửa thành tiên, dáng lâm mới có thể biết được chân tướng. Chuyện quân tiêu giao muốn làm lúc này chính là vơ vét cơ duyên của vùng đất quy khư. Nhóm diệp cô thần, côn hư tử không có ở bên cạnh hắn. Hiển nhiên vùng đất quy khư có quy tắc không gian riêng của mình, sau khi người ta bước vào thì sẽ đi đến những địa điểm ngẫu nhiên khác nhau. Quân tiêu giao thúc dục thần niệm, muốn dùng thần hồn cảm nhận tình hình xung quanh. Cuối cùng, hắn phát hiện ra phạm vi bao phủ của thần niệm hắn đã nhỏ đi rất nhiều. Phải biết là với nguyên thần hàng xa cấp của quân tiêu, giao bây giờ, hắn dùng một ý niệm càn quét cả một tinh vực là chuyện không thành vấn đề, thế nhưng ở vùng đất quy khư lại phải chịu hạn chế cực lớn. Nơi đây quả là có chuyện quái lạ, cắt đứt quy tắc tiên vực, chẳng trách lại thần bí đến vậy quân tiêu dao bắt đầu tiến lên dựa theo cảm giác có hạn của bản thân tiếng nhắc nhở của hệ thống cũng không vang lên trong đầu hắn hiển nhiên nơi đây mới chỉ là bên ngoài vùng đất quy khư phải xâm nhập vào vùng trung tâm mới có thể đánh dấu được quân tiêu dao không quan tâm lắm bởi vì chính bản thân hắn cũng muốn đi vào nơi sâu nhất và tế đàn bất hủ cũng nằm ở nơi trung tâm đó bóng dáng quân tiêu dao lượn quanh vùng đất quy khư xung quanh vắng vẻ yên tĩnh tạo cảm giác vô cùng quái dị có điều quân tiêu dao đã từng đi qua rất nhiều nơi nên đương nhiên hắn sẽ không e ngại cảm giác này. Ở nơi xa bỗng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Quân tiêu dao nhìn sang, thì phát hiện ra một cửu thiên kiêu tử vô tình lún xuống một vũng bùn. Thân thể của hắn ta thối giữa với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Chỉ trong thời gian 10 nhịp thở ngắn ngủi, hắn ta đã biến thành một vũng nước màu đen bốc mùi hôi thối, tan vào trong vũng bùn. Chẳng trách phải cần mấy con chốt thí và tạp nham, toàn bộ nơi này toàn là chuyện quái dị. Quân tiêu dao khẽ lắc đầu, trong mắt không hề chứa sự thương hại muốn lấy được thứ gì thì cũng phải chịu nguy hiểm mất đi tính mạng là chuyện quá đỗi bình thường sau đó quân tiêu dao gặp phải một số chuyện lạ một vị tu sĩ bất cẩn đạp phải một vũng bùn không đáng chú ý hóa thành một vũng máu trên một nhánh cây khô cằn có một cái xác khô không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng rồi quân tiêu dao càng đi sâu vào bên trong thì càng cảm thấy nơi đây giống một vùng đất ma quái hơn có liên quan gì tới thành tiên đâu chứ chẳng lẽ là do chủ tế giả huyết tế vạn sinh linh tiên vực tạo thành tội nghiệt quá lớn nên mới khiến cho vùng đất thành tiên mang điểm lành biến thành khu vực ma quái. Quân tiêu giao ngẫm nghĩ, khả năng này không phải không thể xảy ra. Tội nghiệt là tồn tại hoàn toàn có thật, đại tội nghiệt bẩm sinh của Diên Triệt chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Chẳng qua là chủ tế giả quá mạnh mẽ, cho dù oán hận, tội nghiệt, nguyên rủa của vạn sinh linh tiên vực hội tụ lại với nhau, cũng không thể làm gì được chủ tế giả, bọn họ có thể gánh nổi nhân quả này. Thế nhưng quân tiêu giao tin chắc rằng khi những tội lỗi này chồng chất lên nhau, cuối cùng sẽ có một ngày nó cắn trả. Lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để đánh bại chủ tế giả. Lúc quân tiêu giao còn đang ngẫm nghĩ, hắn bỗng cảm nhận được một gợn sóng pháp tắc khe khẽ. Trong vùng đất quy khư, phạm vi mà thần niệm dò xét được đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng thần niệm của quân tiêu giao đã vượt xa những người cùng thời, thế nên phạm vi cảm nhận của hắn vẫn rộng hơn những người khác một ít. Chẳng lẽ là phù văn bí địa? Trước khi đi vào đây, Côn Hư Tử từng nói rằng bên trong vùng đất quy khư có một phù văn bí địa mặc dù nơi đấy tràn ngập chuyện quái dị và chẳng lành, nhưng đó lại là một nơi lĩnh ngộ pháp tắc tuyệt vời. Quân tiêu giao ngẫm nghĩ rồi tiến thẳng về phía kia. Đến khi tới gần hắn mới phát hiện đó là một vùng trũng lõm xuống. Nơi đó tràn ngập sương mù, khiến người ta không nhìn thấy rõ. Thế nhưng quân tiêu giao, có thể cảm nhận được ở nơi sâu nhất có sức mạnh pháp tắc phù văn chuyển động, chiếu dọi hư không, huyền ảo vô cùng. Quân tiêu giao tiến vào trong đó mà không chút trần trừ. Ngay cả bảy vùng đất không thể tưởng tượng nổi ở thiên vực, mà hắn cũng tùy tiện đi vào chứ đừng nói đến chỗ này sau khi hắn đi vào trong bỗng có một cái bóng xuất hiện ở đó không xa một giọng nói lạnh lẽo âm u vang lên dám đi vào vùng đất kia tự tìm đường chết à nhưng đúng lúc lắm không cần đế tử đại nhân ra tay chỉ cần ta là có thể giải quyết ngươi rồi bóng người này chính là trường sinh thiên nữ sau khi đi vào phủ văn bí địa quân tiêu ra phát hiện sương mù mênh mông này cũng có khả năng ngăn cách thần hồn phạm vi cảm nhận của hắn lại thu nhỏ thêm một lần nữa sương mù xung quanh dày đặc, khiến cho người ta không nhìn thấy rõ. Người bình thường rất dễ sợ đến nỗi hoảng loạn, có cảm giác khủng hoảng. Bỗng nhiên ở phía trước có một bóng người xuất hiện. Quân tiêu giao bước tới thì phát hiện hắn ta đứng yên không nhúc nhích. Các hạ, ngươi. Quân tiêu giao vươn tay ra kiểm tra, bóng người kia ngã sầm xuống đất. Chỉ có cơ thể mà thôi, nguyên thần đã tan mất rồi. Quân tiêu giao khẽ cao mày. Đây là một thiên kiêu đi vào cùng bọn họ, thế mà đã chết đi chẳng rõ lý do quân tiêu dao lại tiếp tục đi vào sâu hơn, thi thể ở đằng trước cũng càng ngày càng nhiều. Có một số người chỉ mới đi vào, tất nhiên là do họ không tin, muốn tới phù văn bí địa thử vận may nên mới chết ở đây. Còn có rất nhiều thi thể cực kỳ cổ xưa, một số người còn không thuộc kỷ nguyên này, đã chết ở đây từ rất lâu rồi. Nhiều thi thể như vậy, quân tiêu dao nhăn mày. Đúng lúc này, một bóng đen bỗng đánh về phía hắn. Bản năng chiến đấu của quân tiêu giao cực kỳ mạnh. Ngay khi bóng đen kia tập kích, quân tiêu dao đã phản ứng lại kịp hắn nhún người né đi đồng thời lấy tay làm kiếm tùy ý vung lên chém đứt không trung chém bóng đen kia thành hai nửa ai quân tiêu dao lạnh lùng nhìn sang sau đó hơi sững sờ bóng đen kia chỉ là bóng đen mà thôi nó giống như một đám sương mù màu đen ngưng tụ lại giống như một lọ mực cô đặc cuồn cuồn hồn lực nồng đậm phun trào mang theo một luồng oán niệm sau khi bị một kiếm kia chém ra làm đôi nó lại tụ lại một lần nữa công kích vật lý không có tác dụng à quân tiêu giao bất ngờ. Hắn bỗng nghĩ tới một loại sinh linh, âm ma thần, thường xuất hiện ở những vùng đất cực âm, quỷ dị. Nó được hình thành từ âm khí oán niệm hội tụ, cộng thêm một loại hoàn cảnh cơ duyên phù hợp nào đó. Quân tiêu giao ngẫm nghĩ, bản thân vùng đất quy khư này đã có một số vật chất tiên đạo, cộng thêm âm khí oán niệm lẫn vào, trải qua vô số năm tháng, cuối cùng có thể ngưng tụ thành âm ma thần. Thế nhưng oán niệm của âm ma thần này từ đâu mà ra? Nếu như đến từ đống xương trắng la liệt dưới mặt đất, vậy chắc chắn phải có nguồn gốc dẫn đến cái chết bất đắc kỳ tử của những thiên kiêu đến đây rèn luyện những suy nghĩ này chỉ thoáng qua mà thôi xung quanh lại xuất hiện thêm nhiều âm ma thần số lượng lên đến hơn trăm những âm ma thần này không chịu sự công kích vật lý có thể nói ngay cả huyền tôn cường giả rơi vào cảnh này cũng phải sứt đầu mẻ chán cực kỳ nguy hiểm âm ma thần có thể ăn mòn thần trí cắn nuốt tiêu diệt linh hồn vô cùng kinh khủng nhưng đối với quân tiêu dao mà nói những chuyện này cũng chẳng đáng là gì sức mạnh nguyên thần khởi động trong đầu hắn, phát động thần thông hiện thế nguyên thần, đại nhật như lai pháp tướng xuất hiện. Một Phật đà màu vàng kim cao vạn trượng hiện ra bên trong thức hải, chấn áp bát cực, phổ độ tam thiên giới. Ánh sáng phổ độ mênh mông chiếu rọi khắp nơi, khiến quân tiêu giao trông giống như đức Phật độ thế. Những âm ma thần kia bị ánh sáng đại nhật như lai chiếu vào thì nhanh chóng hòa tan giống như tảng băng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Chúng phát ra tiếng khóc chói tai, bỏ chạy tứ phía. Bản thân quân tiêu giao chính là linh hồn thần thông, cộng thêm thuộc tính hoang cổ thánh thể trí cương trí dương quỷ tà bất xâm, thế nên những âm ma thần này hoàn toàn không làm gì được hắn đây chính là sự quái dị của phù văn bí địa sao quân tiêu dao lẩm bẩm hắn tiếp tục đi sâu vào bên trong đám âm ma thần dọc đường đi không dám tiếp tục lại gần hắn nữa cuối cùng quân tiêu dao đi đến nơi sâu nhất trong phù văn bí địa hắn phát hiện ở nơi đó có một bệ đá nhuốm máu tươi trên bệ đá là một cái đầu lâu cổ xưa đã sứt mẻ xương của cái đầu kia trong suốt lấp lánh trông giống như thủy tinh, dù đã sứt mẻ nhưng vẫn mang nét cao quý bí ẩn. Hơn nữa, những phù văn pháp tắc trong không trung mà quân tiêu giao, từng nhìn thấy khi trước lại được phản xạ từ những khe hở, trong cái xương đầu thủy tinh này. Bên trong xương là những phù văn pháp tắc lạ lẫm đan xen vào nhau. Mấy chục loại, không đúng, ít nhất là trên trăm loại pháp tắc biến ảo. Quân tiêu giao nhìn một lúc cũng phải lên tiếng thán phục. So với ba 000 pháp tắc thì trên trăm pháp tắc cũng chẳng đáng là gì nhưng phải biết là chỉ có tên điên như quân tiêu giao, mới nghĩ đến việc muốn lĩnh ngộ hết 3.000 pháp tắc mà thôi. Bình thường, điều kiện trở thành trí tôn chỉ cần lĩnh ngộ một loại pháp tắc là được. Mà bên, trong cái xương đầu thủy tinh sứt mẻ này lại có khoảng trên trăm pháp tắc xen lẫn. Có thể lĩnh ngộ trên trăm loại pháp tắc, đây chắc chắn chính là xương đầu của một nhân vật cấp cao, cao cấp hơn cả xương mi tâm, xương ngực, xương tay đại đế gì gì đó của bao huynh đệ biển luân hồi nhiều. Đại đế, không, chẳng lẽ là một bá chủ? Quân tiêu giao suy đoán, có thể lĩnh ngộ trên trăm loại pháp tắc là một việc rất đáng kinh ngạc. Suy cho cùng đâu phải ai cũng yêu nghiệt như quân tiêu giao, có đủ thiên phú và sức lực để lĩnh ngộ thật nhiều pháp tắc. Nghĩ đến đây, quân tiêu giao không trần trừ nữa. Hắn ngồi xếp bằng phía trước cái xương sọ kia, sau đó chậm rãi dùng thần niệm giao tiếp, lĩnh ngộ pháp tắc trong đó. Đương nhiên hắn vẫn phải đề phòng, bởi vì suy cho cùng rất có thể nguồn gốc của những âm ma thần kia có liên quan đến cái đầu lâu xương thủy tinh này ngay khi quân tiêu giao vừa để thần niệm tiếp xúc với xương sọ thủy tinh, trong không gian ý thức của hắn bỗng có sức mạnh linh hồn cuồn cuộn, như thủy triều nghiền ép hắn, giống như muốn ép nát nguyên thần của hắn. Quả nhiên, quân tiêu giao chẳng hề bất ngờ, chuyện này đã nằm trong suy đoán của hắn từ lâu rồi. Quân tiêu giao phát động tam thế nguyên thần, ba đóa hoa đại đạo xuất hiện bên trong không gian ý thức của hắn. Nguyên thần quá khứ, nguyên thần hiện tại, nguyên thần tương lai, ba nguyên thần giống như ba vị thần ngồi xếp bằng. Trong hư không, cái gì? Đây là Tam Thế Nguyên Thần. Sức mạnh linh hồn nghiền ép kia lộ vẻ bất ngờ, cuối cùng ngưng tụ thành một bóng người cao lớn, đế uy ngập trời. Đây là đế chi tàn hồn. Xem ra đây là tàn hồn của một đại lão cấm khu, nào đó đang muốn mượn sắc hoàn hồn. Quân tiêu giao trào phúng. Tam thế nguyên thần, thế lại càng tốt, xem như là ta gặp may. Cắn nuốt linh hồn của hàng ngàn hàng vạn thiên kiêu, cũng không bằng nguyên thần của một mình ngươi đế chi tàn hồn kia ôm khát vọng muốn cắn nuốt tam thế nguyên thần của quân tiêu giao. Đế thì đã sao chứ, đã là tàn hồn rồi, đừng tác quay tác quái nữa. Ta vốn chỉ định lĩnh ngộ pháp tắc mà thôi, nhưng bây giờ, ta sẽ nhận đế cảnh tàn hồn của ngươi. Quân tiêu giao muốn luyện hóa đế cảnh tàn hồn. Đực cười, đế không thể nhục. Đế chi tàn hồn phóng ra sức mạnh linh hồn minh mông, cuồn cuộn kéo tới chỗ quân tiêu giao. Tam thế nguyên thần của quân tiêu giao cũng thi triển thần thông linh hồn của mình, luân hồi kiếp, đại nhật như lai pháp tướng, bị ngạn hồn kiều. Ba thần thông linh hồn được phóng ra, uy lực không hề yếu chút nào. Chuyện làm đế chi tàn hồn kinh hãi chính là, trong không gian ý thức của quân tiêu giao có một phù văn cổ xưa xuất hiện, nó cũng có đế uy mênh mang. Trong đó có một bóng dáng khổng lồ mờ mờ, chiến thiên đấu địa, chấn động cổ kim xuất hiện. Đây, đây là loạn cổ. Sao ngươi lại có đồ của hắn chứ? Đế chi tàn hồn kia vô cùng chấn động, phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tàn hồn này cũng là của một đại lão nào đó trong cửu thiên cấm khu. Tất nhiên hắn ta biết được đây là của loạn cổ. Suy cho cùng thanh danh của loạn cổ ở cửu thiên cũng không kém vô chung bao nhiêu. Phù văn này chính là loạn cổ đế phù. Nó đã bảo vệ nguyên thần của quân tiêu giao suốt bao nhiêu năm, từng giúp hắn vượt qua cửa tử không biết bao nhiêu lần. Lúc ở tiên điện thanh đồng và thế giới thần khư, cơ thể quân tiêu giao đã vỡ nát, nhờ có loạn cổ đế phù mới giữ lại được một hồn phách kết quả không nằm ngoài dự đoán. Tam thế nguyên thần cường đại của quân tiêu giao, cộng thêm hàng xa cấp, và có cả nguyên thần đế binh như loạn cổ đế phù bảo vệ, đế chi tàn hồn kia hoàn toàn không làm gì được quân tiêu giao, không chỉ vậy mà còn bị hắn chấn áp. Hỗn độn thần ma Quân tiêu giao lấy hỗn độn thần ma ra, thần ma đen nhánh nhiễm máu tươi, nghiền ép đế chi tàn hồn. Một tiếng gào thảm thiết thấu linh hồn vang lên, đế chi tàn hồn kia đã bị quân tiêu giao luyện hóa. Bên trong không gian ý thức của quân tiêu giao ầm ầm dậy sóng, nhưng người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy hắn đang ngồi xếp bằng trước cái xương sọ thủy tinh không nhúc nhích giống như là đã nhất bàn ngay cả nhịp thở cũng rất yếu ớt đúng lúc này một cái bóng bỗng tập kích quân tiêu dao từ phía sau còn nói bằng giọng diễu cợt quân tiêu dao không ngờ ngươi lại ngã xuống chỗ này cái xương sọ thủy tinh này chính là đế chi tàn hồn muốn trách thì trách ngươi quá mức tự tin cái bóng xinh đẹp này chính là trường sinh thiên nữ lén lút đi theo phía sau nàng ta cầm một thanh kiếm ngọc đâm thẳng vào đầu quân tiêu dao muốn đâm chết nguyên thần của hắn. Từ đó có thể thấy được thủ đoạn độc ác của nàng ta. Đúng lúc này, quân tiêu dao bỗng mở mắt ra, quay người lại, hai ngón tay kẹp lấy kiếm ngọc của trường sinh thiên nữ. Xin lỗi, ngươi nói cái gì cơ? Trường sinh thiên nữ. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của trường sinh thiên nữ viết đầy chữ kinh ngạc, suy nghĩ cũng đứt đoạn. Sao quân tiêu dao lại phản ứng được? Sao hắn giống như không bị gì vậy? Đây chính là đế chi tàn hồn đó. Trong thế hệ trẻ của đảo trường sinh, Trường sinh thiên nữ có địa vị gần với trường sinh đế tử, vì vậy nàng ta cũng biết được một số bí mật. đã thế chủ tế đầu tiên còn là một đại lão nào đó, không thể nhắc tên trên đảo trường sinh của bọn họ. bởi thế trường sinh thiên nữ cũng khá hiểu về vùng đất quy khư, biết được một vài bí mật của phủ văn bí địa. trước đó nàng ta tình cờ nhìn thấy hình như quân tiêu giao muốn đi vào phủ văn bí địa, cho nên nàng ta lén lút đi theo phía sau. sau khi thấy hắn đi vào bên trong, trường sinh thiên nữ suy nghĩ nếu mình có thể giết chết quân tiêu giao thì chẳng khác nào giải quyết được một mối phiền phức cho trường sinh đế tử, chắc chắn sẽ được hắn ta tán dương. Có điều trường sinh thiên nữ cũng tự biết thân biết phận, nàng ta biết dù thực lực bản thân rất mạnh, xếp hạng thứ tư trên bảng cửu thiên long phượng, nhưng khi giao đấu với quân tiêu giao thì kết quả rất khó nói. Nhưng nếu như quân tiêu giao bị đế chi tàn hồn, ở chỗ sâu trong phù văn bí địa ăn mòn, vậy đây chính là cơ hội tốt để giết chết hắn. Vì vậy trường sinh thiên nữ kiên nhẫn chờ đợi trong bóng tối, mãi đến khi quân tiêu dao ngồi xếp bằng phía trước xương sọ thủy tinh toàn thân không nhúc nhích giống như bị mất hồn trường sinh thiên nữ biết thời cơ tốt nhất đã đến rồi thừa dịp quân tiêu dao chống cự đế chi tàn hồn ăn mòn nàng ta sẽ ra tay nếu như nguyên thần của quân tiêu dao có thể tạo ra ảnh hưởng đến đế chi tàn hồn thì lại càng tốt hơn đến lúc đó nàng ta có thể làm ngư ông đắc lợi nhưng ai ngờ đâu mọi chuyện lại biến thành thế này nhìn thấy ánh mắt tỉnh táo của quân tiêu dao trường sinh thiên nữ kinh ngạc vô thức lên tiếng hỏi chẳng lẽ đế chi tàn hồn không ăn mòn thần trí của ngươi à? Đế chi tàn hồn là cái thá gì, cũng chỉ bị ta luyện hóa thôi. Quân tiêu giao cười lạnh. Trường sinh thiên nữ giật mình, gương mặt tái đi ngay lập tức. Ngươi, chẳng lẽ ngươi có thể chấn áp đế chi tàn hồn, nguyên thần tu vi của ngươi rốt cuộc kinh khủng tới mức nào? Trường sinh thiên nữ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là đế chi tàn hồn đó. Dù chỉ là một tàn hồn, nhưng có liên quan đến đế thì sao có thể tầm thường được? thế hệ trẻ như bọn họ lại càng không thể chống lại nổi. Nếu không thì sao nơi đây có nhiều thi thể của thiên kiêu đến vậy chứ? Kết quả là quân tiêu giao lại có thể chấn áp được đế chi tàn hồn. Trốn. Lúc này trong đầu trường sinh thiên nữ chỉ có một suy nghĩ đó, không hề do dự trần trừ chút nào. Sự cường đại của quân tiêu giao đã vượt xa tưởng tượng của nàng ta. Chẳng những nhục thân tu vi vô song chiến lực vô địch mà nguyên thần tu vi cũng vượt xa thế hệ đương thời, đạt tới cảnh giới mà thế hệ trẻ không cách nào với tới trốn thôi chỉ có đế tử đại nhân mới đối phó với hắn được trường sinh thiên nữ không nói thêm tiếng nào nàng ta xoay kiếm vội vàng bỏ trốn âm thầm đánh lén bây giờ muốn chạy trốn à trong mắt quân tiêu dao lộ vẻ lạnh lẽo hai ngón tay hắn dùng sức thần binh ngọc kiếm kia đã vỡ tan trường sinh thiên nữ rên lên một tiếng vội vàng xoay người bỏ chạy tất nhiên quân tiêu dao sẽ không bỏ qua cho nàng ta đối với người này trong lòng của hắn vô cùng căm ghét từ lần đầu gặp mặt đã không có ấn tượng tốt gì rồi Trường Sinh Thiên Nữ từng thuyết phục hắn phải biết khoan dung độ lượng, tha cho thất thải đạo nhân một mạng. Sau này ở bên ngoài vùng đất quy khư, nàng ta lại lên tiếng chào phúng, đúng là giải thích rất rõ nghĩa của từ giả tạo. Quân Tiêu Dao vươn tay lên, năm ngón tay giống như những cây cột chống trời, giống như lồng giam thiên địa phủ xuống Trường Sinh Thiên Nữ. Trường Sinh Thiên Nữ cắn môi, không cam tâm chịu trói. Thần mang trên người nàng ta phun trào, phát động tiên kinh của Đào Trường Sinh, thần hà vạn đạo, giống như tiên tử phi thăng. Tiếc là người nàng ta đụng phải chính là quân tiêu dao. Nàng ta còn chưa kịp bay lên đã bị bàn tay của quân tiêu dao đập xuống, đè xuống đất ma sát. Phụt phụt. Trường sinh thiên nữ học máu tươi. Nàng ta đường đường là người đứng hạng tư trên bảng cửu thiên long phượng, thế mà lại không chịu nổi một trường của quân tiêu dao. Mà đây cũng chỉ là một trường tùy tiện của hắn mà thôi. Đừng kinh ngạc, ngay cả trường sinh đế tử cũng chỉ có kết quả này mà thôi. Quân tiêu giao nói bằng giọng thản nhiên. Ngươi hoàn toàn không biết rõ thực lực của đế tử đại nhân, Trường sinh thiên nữ lau vết máu trên miệng đi. Nàng ta gần như là sùng bái trường sinh đế tử. Mặc dù địa vị của nàng ta gần bằng trường sinh đế tử, nhưng thực lực của hắn ta mạnh hơn nàng ta rất nhiều, hoàn toàn không cùng một cấp bậc, nếu không thì cũng không thể liên tục đứng hạng đầu trên bảng cửu thiên long phượng. Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Quân tiêu dao lắc đầu, không nói thêm cái gì. Đối với loại người này, chỉ có bày hiện thực đẫm máu trước mắt nàng ta, thì nàng ta mới biết được chân tướng tàn khốc. Bây giờ ngươi muốn như thế nào? Trường sinh thiên nữ biết mình không thoát khỏi lòng bàn tay của quân tiêu giao được, thế nên đã bình tĩnh lại. Trong suy nghĩ của nàng ta, chắc hẳn quân tiêu giao không dám giết chết nàng ta, bởi vì hắn còn kiêng rẻ trường sinh đế tử. Có phải ngươi cho rằng bản công tử không dám giết chết ngươi hay không? Quân tiêu giao hỏi bằng giọng nghiền ngẫm. Trường sinh thiên nữ không lên tiếng, nhưng hiển nhiên là nàng ta có suy nghĩ đó. Nói sao đây nhỉ, đúng là bây giờ ta sẽ không giết ngươi, nhưng không phải là vì không dám, mà là ta muốn dùng một cách thú vị hơn để đối phó với ngươi và trường sinh đế tử. Giết chết ngươi đơn giản như vậy thì quá dễ dàng, và cũng có lỗi với những đau khổ mà thánh thể nhất mạch phải chịu. Gương mặt tuấn tú như thiên nhân của quân tiêu giao nở một nụ cười đẹp mắt, thế nhưng trường sinh thiên nữ lại dùng mình một cái. Nàng ta có cảm giác như nhìn thấy nụ cười của ác ma. Thấy quân tiêu giao bước tới từng bước từng bước, trường sinh thiên nữ sợ hãi che ngực, quân tiêu giao, ngươi muốn làm cái gì? nàng ta không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh thông dong của mỹ nhân đệ nhất cửu thiên nữa ha ha người bình thường như vậy mà sao tự tin thế ngươi cho rằng bản công tử để ý đến ngươi à hồng nhan bên cạnh quân tiêu giao rất nhiều so về dung mạo khí chất thì trường sinh thiên nữ sao mà sánh được quân tiêu giao tát hai cái khiến gương mặt xinh đẹp của trường sinh thiên nữ vừa đỏ vừa sưng quân tiêu giao ngươi dám tát bản thiên nữ à đám sinh linh tiên vực ti tiện các ngươi đều đáng chết chỉ xứng làm súc sinh huyết tế cho chủ tế đại nhân mà thôi. Trường sinh thiên nữ hét ẩm lên, tóc tai bù xù rối tung, khóe miệng dướng máu, gương mặt tím bầm, đâu còn phong thái của thiên nữ đảo trường sinh nữa, mà giống như một bà điên chỉ biết chửi tục. Chật chật chật, quân tiêu giao thản nhiên lắc đầu chép miệng. Đây chính là trường sinh thiên nữ mỹ nhân hàng đầu cửu thiên, được vô số tu sĩ cửu thiên xem là nữ thần đấy ư. Thật muốn để bọn họ nhìn thấy gương mặt thật sự dưới lớp mặt nạ của ngươi. Bình thường trường sinh thiên nữ giống như nữ thần, vừa bình dị gần gũi lại khéo léo, được vô số người yêu mến. Nhưng ai có thể ngờ được dưới lớp vỏ bọc bình dị gần gũi của nàng ta lại, mà một gương mặt độc ác cay nghiệt đến thế này. Ta nói có gì sai à, đảo trường sinh bọn ta vốn đã cao cao tại thượng, đám ngươi các ngươi chỉ xứng làm súc sinh hiến tế cho cửa thành tiên mà thôi. Dù hàng ngàn hàng vạn súc sinh tiên vực có chết đi, cũng không bằng một ngón tay của bản thiên nữ, có hiểu chưa? Gương mặt trường sinh thiên nữ vô cùng dữ tợn, trên cái chán trắng nõn nổi đầy gân xanh. Hai cái bạt tai của Quân Tiêu Dao đã khiến nàng ta tức đến mức xé rách lớp mặt nạ ngụy trang tiên tử. Chát, chát, chát. Quân Tiêu Dao lại tát thêm mấy cái, sau đó đạp Trường Sinh Thiên Nữ xuống mặt đất. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng ta dán sát xuống vùng đất trải đầy xác chết, buồn nôn nhất chính là có một số cái xác đã mục nát, dịch nhờn dơ bẩn mang mùi xác thối dính đầy lên gương mặt nàng ta. A! À, trường Sinh Thiên Nữ thét chói tai, mạch máu như muốn nổ tung đối với nàng ta mà nói, chuyện này chẳng khác gì ác mộng. Thậm chí nàng ta còn cảm thấy thay vì phải chịu tra tấn thế này, chẳng bằng quân tiêu giao làm gì nàng ta còn hơn. Có câu nói như thế này, nếu không phản kháng lại được thì chi bằng thử hưởng thụ xem sao. Kết quả bây giờ lại là quân tiêu giao hoàn toàn không xem nàng ta là phụ nữ. Nàng ta đường đường là đệ nhất mỹ nhân cửu thiên đấy. Thế mà bây giờ nàng ta lại bị dẫm xuống vùng đất đầy xác thối, mang đến cảm giác như tiên tử rơi xuống địa ngục. Ác mộng trường sinh thiên nữ cảm thấy chắc chắn là hiện giờ mình đang mơ. Nàng thân là thiên nữ của trường sinh đảo, cho tới giờ vẫn luôn cao cao tại thượng. Được vô số tu sĩ cửu thiên, phụng làm nữ thần. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kính ngưỡng và hâm mộ để nhìn nàng, nâng nàng lên thượng thần đàn. Nhưng ở trong lòng trường sinh thiên nữ, ngoài đế tử trường sinh ra, không có nam nhân nào có thể chinh phục được nàng. Nhưng hiện giờ, quân tiêu giao lại chinh phục được nàng. Mặc dù là dùng một loại phương thức khác, Quân tiêu giao, người chết không yên đâu. Trường sinh thiên nữ không ngừng gào thét, giọng nói khan khàn. Điều này còn khiến nàng khó chịu hơn là giết nàng. Bởi vì đây là một loại đả kích tinh thần trí mạng. Người muốn ta chết thật sự nhiều lắm. Người không phải là người đầu tiên, cũng sẽ không phải là người cuối cùng, nhưng thật đáng tiếc, ta sống coi như không tệ. Quân tiêu giao dùng chân đạp lên đầu trường sinh thiên nữ. Bàn chân của hắn chỉ cần hơi dùng lực, lập tức có thể nghiền nát đầu của mỹ nhân này, ngay cả nguyên thần cũng sẽ bị chôn vùi cùng nhưng quân tiêu dao lại không làm như thế bởi vì hắn không nhân từ đến như vậy không thể để trường sinh thiên nữ chết một cách dễ dàng như vậy yên tâm ngươi tạm thời chưa chết được hay nói cách khác ngươi muốn chết cũng khó ta biết ngươi vẫn còn đang hy vọng vào trường sinh đế tử móng hắn ta đến giải cứu ngươi đúng không quân tiêu dao mỉm cười nói trường sinh thiên nữ gào mệt rồi hiện giờ chỉ im lặng không nói nhưng hiển nhiên là nghĩ như vậy được thôi hiện giờ đối với ngươi cho dù giết ngươi cũng chỉ khiến cho ngươi sợ hãi nhưng ta lại muốn để ngươi cảm nhận được sự tuyệt vọng còn hơn cả cái chết. Mà nỗi tuyệt vọng lớn nhất, không ai có thể vượt qua được, chính là khiến niềm hy vọng của ngươi vỡ vụn ngay trước mắt ngươi. Giờ phút này quân tiêu giao cười lãnh khốc nhưng lại vô cùng tuấn mỹ. Giống như là hắc ám quân chủ mang đến sự tuyệt vọng. Quân tiêu giao đùa bỡn lòng người đó, lại trở về rồi. Ta không tin. Trường sinh thiên nữ như muốn cắn nát răng ngọc. Nàng ta tin rằng, chỉ cần có thể cầm đến lúc gặp được trường sinh đế tử, nàng ta nhất định sẽ được giải cứu. Quân tiêu giao không nói thêm gì nữa. Hắn nhắc tay lên, sức mạnh phong cấm của cấm tiên thứ tư, hóa thành phù văn, đánh vào bên trong trường sinh thiên nữ, hoàn toàn chế phục nó. Sau đó, quân tiêu giao không để ý tới trường sinh thiên nữ, nữa mà bắt đầu luyện hóa đầu lâu thủy tinh kia. Pháp lực toàn thân của trường sinh thiên nữ đều bị phong cấm, giờ phút này nàng ta giống như là phàm nhân. Hơn nữa hiện giờ sự sống chết của nàng, chỉ dựa vào một ý niệm của quân tiêu giao. Hừ, ta sẽ không chết, chính mắt ta sẽ chứng kiến ngươi thua trong tay đế tử đại nhân. Trường sinh, thiên nữ đáy lòng lãnh đạm nói. Bên này, quân tiêu giao đang chuyên chú luyện hóa đầu lâu thủy tinh. Vốn dĩ hắn chẳng qua chỉ muốn lĩnh ngộ một chút sức mạnh pháp tắc thôi. Nhưng dù sao thì đế chi tàn hồn tự tìm đường chết, nhất định phải thôn vệ nguyên thần của hắn. Vậy bây giờ, quân tiêu giao chỉ có thể luyện hóa ngược lại đế chi tàn hồn. Nhưng trước đó, quân tiêu giao vẫn phải lĩnh ngộ pháp tắc trước đã. Bên trong đầu lâu thủy tinh, đạo tắc chảy xuôi, Phù văn chảy rộng, dường như đang thể hiện trí lý tinh diệu nhất giữa thiên địa. Đế chi tàn hồn này khi còn sống, chắc hẳn cũng là một vị đại lão tìm hiểu rất nhiều loại pháp tắc. Sau đó, Quân Tiêu Dao bắt đầu lĩnh hội từng đạo pháp tắc được hắn dung hội quán thông, tiêu hóa sạch sẽ, trở thành lương thực của bản thân mình. Các thiên kiêu bình thường, cho dù là pháp tắc này bày trước mặt hắn, cũng phải hao phí thời gian rất dài mới có thể tiêu hóa sạch sẽ, nhưng dựa vào thiên phú của Quân Tiêu Dao thì hoàn toàn không phải vấn đề giống như là nước chảy mây trôi vậy. Trên người hắn, bắt đầu có ánh sáng pháp tắc khác nhau phun trào. Đó là các loại tân pháp tắc khác nhau. Chuyện này, làm sao có thể, hắn làm sao có thể lĩnh ngộ nhiều pháp tắc như thế. Trường sinh thiên nữ bị phong cấm ở một bên, nhìn thấy cảnh này, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy rung động và kinh ngạc. Quân tiêu giao giờ phút này, ánh sáng pháp tắc trên thân trói lọi, thậm chí dẫn động thiên địa cộng minh. Từng nét bùa chú pháp tắc, trật tự thần liên, quấn lấy quân tiêu giao phụ trợ hắn, giống như là pháp tắc quân chủ. Giống như là vạn đạo pháp tắc, đều muốn tôn hắn làm chúa tể. Đến cuối cùng, toàn thân quân tiêu giao, dâng lên trên 100 ánh sáng pháp tắc. Mỗi một đạo pháp tắc đều vô cùng trói lọi, khiến cho người khác phải hoa mắt. Trừ các loại nhục thân pháp tắc quen thuộc ra, luân hồi pháp tắc, hư không pháp tắc, thôn vệ pháp tắc. Còn có một số pháp tắc mới, đều là quân tiêu giao lĩnh ngộ ra từ bên trong đầu lâu thủy tinh, biến thành pháp tắc của mình chiến đấu pháp tắc, khô vinh pháp tắc, cảm ứng pháp tắc, kịch độc pháp tắc, biến hóa pháp tắc, đóng băng pháp tắc, triệu hoán pháp tắc. Từng đạo pháp tắc xuất hiện bên ngoài cơ thể quân tiêu giao. Những pháp tắc này, mặc dù đẳng cấp không bằng luân hồi pháp tắc, thôn vệ pháp tắc, đại đạo pháp tắc, hỗn độn pháp tắc, nhưng cũng là một trong ba ngàn pháp tắc. Thiếu khuyết một cái, cũng không thể gom góp ba ngàn pháp tắc hoàn chỉnh. Mà trường sinh thiên nữ ở bên cạnh nhìn đến mức hoa cả mắt rồi. Nàng ta thậm chí còn đếm từng cái theo bản năng, một đạo, hai đạo, ba đạo. Đến cuối cùng, trường sinh thiên nữ đều ngây người, sững sờ nguyên tại chỗ. Mẹ kiếp, hơn một trăm đạo pháp tắc, làm người khác hoa cả mắt rồi. Điều này sao có thể, hắn làm sao có thể lĩnh ngộ nhiều pháp tắc như vậy được. Trường sinh thiên nữ không cách nào tin được. Phải biết rằng chỉ cần lĩnh ngộ một đạo pháp tắc là có thể trở thành trí tôn. Cho dù là những yêu nghiệt đứng đầu cửu thiên là bọn họ. Lĩnh ngộ chính đạo pháp tắc, liền có thể xưng cực cảnh trí tôn, đủ để đứng đầu những người cùng thế hệ, về phần lĩnh ngộ trên trăm đạo pháp tắc, trừ phi đạt đến đế cảnh, dư thừa ngộ tính mới có thể dành thời gian cùng tinh lực để lĩnh ngộ. Nhưng hiện giờ quân tiêu giao mới ở cảnh giới gì, mà có thể lĩnh ngộ hơn trăm đạo pháp tắc trong thời gian ngắn như vậy, quả thật khiến mọi người phải rớt cả trong mắt. Điều này quả thực khiến cho người ta cảm giác rất không chân thực. Chẳng lẽ, hắn muốn lĩnh ngộ ba ngàn pháp tắc hoàn chỉnh? Trong lòng trường sinh thiên nữ, bỗng nhiên có ý nghĩ này. Nàng ta cảm giác sợ hãi, cần dũng khí cùng quyết đoán cỡ nào mới dám đi lĩnh ngộ ba ngàn pháp tắc. dù là trường sinh đế tử cũng sẽ không làm như thế, bởi vì tốn thời gian phí sức, xác suất thành công còn thấp đến đáng sợ. chỉ cần một cái không tốt, sẽ còn kéo chậm tốc độ tu luyện của mình, dẫn đến chậm hơn người cùng thế hệ. sau đó một bước sai, thì bước nào cũng sai, cuối cùng hủy hoại tiền đồ, chẳng khác người thường. đây cũng là nguyên nhân không có mấy người dám lĩnh ngộ ba ngàn pháp tắc. đương nhiên. Nếu như có thể thành công, thì đây sẽ trở thành việc trước nay chưa từng có. Chiến lực sẽ mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng. Thậm chí vượt qua cảnh giới thử thách, đơn giản giống như uống nước ăn cơm vậy. Mà tại sao trong lòng trường sinh thiên nữ lại có ý nghĩ này? Đó là bởi vì, vị chủ tế cường đại nhất, thần bí nhất của trường sinh đảo cấm kỵ bọn họ. Cũng chính là vị mà không thể tùy tiện đề cập tên thật kia. Cũng chọn đi con đường như thế này. Ngưng tụ ba ngàn đại đạo, thành tựu vô thượng chi cảnh, Đương nhiên, có thành công hay không, hiện giờ như thế nào, không ai biết cả. Cho dù là các vị đại lão của trường sinh đảo, cũng không thể biết được tình hình của vị đó. Hiện tại, thấy quân tiêu giao cũng muốn đi con đường này. Trường sinh thiên nữ lắc đầu nói, không thể nào, ngươi chắc chắn không thể thành công. Ngươi cũng không phải là chủ tế đại nhân. Quân tiêu giao không để ý đến trường sinh thiên nữ đang kinh ngạc đến ngây ngốc kia. Sau khi tiêu hóa xong phủ văn đạo tắc trong đầu lâu thủy tinh, pháp tắc mà quân tiêu giao lĩnh ngộ được biến thành 150. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. 150 đạo pháp tắc, đây quả thật là một cái con số kinh người. Điều quan trọng nhất chính là, quân tiêu giao còn trẻ tuổi như vậy. Hắn cũng chưa trở thành đại đế. Ở cấp trí tôn thất cảnh mà đã lĩnh ngộ được 150 đạo pháp tắc. Đây là việc mà những người khác tuyệt đối không thể làm được. Nhưng đối với quân tiêu giao, chút tiến bộ này vẫn không thể làm hắn vui sướng được. Dù sao so với 3.000 pháp tắc, thì hơn một trăm đạo pháp tắc rõ ràng không thể tính là nhiều. Mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng tính là tiến thêm một bước nữa. Quân Tiêu Giao lẩm bẩm, lời này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến người khác phải im lặng. Giờ phút này Trường Sinh Thiên Nữ cũng im lặng, không có lời nào để nói. nàng không ngờ rằng Quân Tiêu Giao tại đi con đường như vậy, cùng một con đường với vị chủ tế vĩ đại của Trường Sinh Đảo bọn họ. Vấn đề là vị chủ tế không thể nhắc đến tên thật kia, cũng không nhất định có thể hoàn toàn đi theo con đường này nhưng quân tiêu dao lại có dũng khí và quyết đoán như vậy cho dù là trường sinh đế tử mà nàng ta sùng bái nhất cũng chưa từng suy nghĩ đến việc đi con đường này bởi vì đây là chuyện quá khó khăn không thể làm được trái tim trường sinh thiên nữ bỗng nhiên bị treo lên tín ngưỡng trong lòng nàng ta sẽ không thật sự bởi vì quân tiêu dao mà sụp đổ chứ quân tiêu dao không để ý đến nỗi lòng của trường sinh thiên nữ đang chuyển biến một cách vô tri vô giác sau khi lĩnh ngộ xong phủ văn pháp tắc quân tiêu giao cũng bắt đầu tiêu hóa sức mạnh linh hồn của đế chi tàn hồn. Vốn dĩ nếu đế chi tàn hồn không ra tay với hắn, có lẽ quân tiêu giao sẽ không luyện hóa. Dù sao làm người không thể quá tuyệt, lĩnh ngộ pháp tắc đã coi như là thu hoạch rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, trời gây nghiệt thì còn được, tự gây nghiệt thì không thể sống. Tự bản thân nó muốn chết, quân tiêu giao cũng sẽ thành toàn cho đế chi tàn hồn. Sức mạnh linh hồn băng bạc, bị quân tiêu giao luyện hóa. Tu vi nguyên thần của hắn cũng nâng lên theo. Nhưng bây giờ, nguyên thần của quân tiêu giao đã là hàng xa cấp. Đây đã là đẳng cấp cảnh giới cực cao. Vì thế muốn dựa vào đế chi tàn hồn, vượt qua một nguyên thần đẳng cấp lớn, quả thật có chút không thực tế. Đế chi tàn hồn mặc dù là đại đế chi hồn, nhưng dù sao chỉ là một sợi tàn hồn. Nếu như là đại đế chi hồn hoàn chỉnh, vậy thì vẫn thì vẫn có thể nâng cao hơn nữa. Nhưng hiện giờ, đế chi tàn hồn cũng có thể khiến cho nguyên thần tu vi của quân tiêu giao tiến thêm một bước. Theo thời gian dần trôi qua, Quân Tiêu Dao cũng dần dần luyện hóa Đế chi tàn hồn, đẳng cấp nguyên thần của hắn cũng đột phá một tiểu cảnh giới, từ hàng xa cấp trung kỳ đến hàng xa cấp hậu kỳ, cảm thụ được sức mạnh linh hồn mạnh mẽ hùng hồn. Sắc mặt Trường Sinh Thiên nữ lại lần nữa biến đổi. Hàng xa cấp nguyên thần, hơn nữa cảnh giới cực kỳ cao thâm, Trường Sinh Thiên nữ đều phải bó tay rồi. Từng cơn sóng chấn kinh liên tiếp đánh thẳng vào tâm linh của nàng, hàng xa cấp nguyên thần đây là cảnh giới mà tu sĩ trí tôn thất cảnh có thể đạt tới sao những thiên kiều như bọn họ đẳng cấp nguyên thần phần lớn đều ở cấp vô lượng rốt cuộc quân tiêu dao còn cất giấu bao nhiêu thủ đoạn nữa hiện giờ rốt cuộc trường sinh thiên nữ cũng phát hiện ánh mắt trước đó nàng ta dùng để nhìn quân tiêu dao quả thực quá nông cạn hoàn toàn không rõ căn cơ của quân tiêu dao không biết được năng lực của hắn không tệ vùng đất quy khư này quả nhiên là cơ duyên bảo địa quân tiêu dao mỉm cười vẫn chưa thực sự xâm nhập chỗ sâu vùng đất quy khư, mà đã có được nhiều thu hoạch như vậy. Pháp tắc lĩnh ngộ được 150 cái. Nguyên thần đẳng cấp đạt đến hàng xa cấp hậu kỳ. Hơn nữa đây mới chỉ là món khai vị mà thôi. Quân tiêu giao càng ngày càng chờ mong thu hoạch phía sau. Phù văn bí địa không còn gì có thể tìm kiếm nữa. Quân tiêu giao chuẩn bị rời đi. Hắn nhìn trường sinh thiên nữ một chút, có chút suy nghĩ. Hắn đưa tay ra, ngưng tụ ra pháp tắc thần liên, quấn trên cổ trường sinh thiên nữ, đi. Quân tiêu giao đưa tay kéo một cái, kéo nàng ta rời đi. Quân tiêu giao, ngươi. Trường sinh thiên nữ vô cùng phẫn uất, sợi tóc phất phới, cả người như là xù lông. Hắn coi nàng thành thứ gì rồi. Nàng ta là đệ nhất mỹ nhân của cửu thiên cơ mà. Bây giờ lại bị quân tiêu giao nắm dây xích dắt đi thế này. Nhưng tu vi nàng ta đã bị quân tiêu giao phong cấm, muốn phản kháng cũng không làm được. Chỉ có thể cắn chặt môi, chịu đựng khuất nhục, chờ trường sinh đế tử giải cứu nàng. Sau khi rời khỏi phù văn bí địa, quân tiêu giao tiếp tục thâm nhập sâu vùng đất quy khư. Tuy việc lĩnh ngộ pháp tắc đã kết, thúc, nhưng hắn không quên mục đích chính của mình. Đó chính là đạt được tiên đạo vật chất. Quân tiêu giao thu hoạch được tiên đạo vật chất, cũng không chỉ vì riêng bản thân hắn. Hắn thân bằng hảo hữu, tùy tùng, hồng nhan, một đám tự liệt thiên kiêu quân gia. Còn có quân đế đình, một đám người đều gào khóc đòi ăn, chờ hắn cho ăn. Mặc dù quân tiêu giao không có nghĩa vụ phải giúp bọn họ, nhưng đối với người của mình người, từ trước đến nay quân tiêu giao đều không keo kiệt. Vì thế cần phải có lượng lớn tiên đạo vật chất. Muốn có được tiên đạo vật chất, thì phải đi tìm tiên khanh, sau đó đi đào tiên mạch. Quân tiêu giao nghĩ thầm, tiếp tục cất bước. Không biết qua bao lâu. Quân tiêu giao cảm ứng được khí tức của một sợi tiên đạo vật chất. Dù sao hắn đã từng luyện hóa tiên đạo vật chất, vì thế rất quen thuộc với loại vật này. Hơn nữa nguyên thần tu vi còn tăng lên một chút. Cho nên tự nhiên có thể càng dễ dàng cảm ứng được. Ở phía trước, hắn nhìn thấy một hố sâu có đường kính mấy trăm dặm, tựa như là hố thiên thạch. Nhưng cảnh tượng ở trong hố lại khác với những nơi khác ở cùng vùng đất quy khư. Sắc màu rực rỡ, có thực vật cổ sinh trưởng, lão dược tỏa hương thơm. Tạo thành sự tranh lệch vô cùng rõ ràng so với sự hoang vu tĩnh mịch ngoài kia. Chẳng lẽ là bởi vì ở đây có tiên mạch, nên mới khiến nơi đây khác với những nơi khác. Quân tiêu dao nhảy vào trong hố. Thần niệm quét ngang như sấm. Trong một khắc, hắn đưa một tay ra, pháp lực mênh mông, trực tiếp khiến mặt đất bị nứt ra. Một đoạn tiên mạch dài hơn 10 dặm màu trắng sữa bị quân tiêu giao chụp lấy. Đây là tiên mạch hạng 3. Quân tiêu giao nhìn thoáng qua. Trước đó côn hư tử từng giải thích cho hắn. Tiên mạch chia làm 3 loại, hạng 3, hạng 2, hạng nhất. Lần lượt dài 10 dặm, trăm 100 dặm, ngàn dặm. Đẳng cấp càng cao thì luyện ra được càng nhiều tiên đạo vật chất. Năm ngón tay quân tiêu giao vổ lấy, sức mạnh pháp tác hóa thành hỏa lò, tiên mạch ở trong đó, cấp tốc chiết xuất, luyện hóa. Đến cuối cùng, tiên mạch dài hơn 10 dặm, biến thành tiên đạo vật chất to bằng đầu người. Chỉ được một chút như vậy thôi sao? Quân tiêu giao có chút ngạc nhiên. Xem ra phải cộng tất cả tiên mạch của vùng đất quy khư vào chung một chỗ, mới có thể thỏa mãn khẩu vị của quân tiêu giao. Nếu như chỉ dựa vào một mình ta thì cần lãng phí bao nhiêu thời gian, tìm tới lúc nào? Quân tiêu giao khẽ lắc đầu, lập tức bác bỏ suy nghĩ một mình đi tìm tiên mạch nhưng cũng không sao, cứ để những thiên kiêu khác đi đào trước, đến lúc đó lại thân mật trao đổi với bọn họ là được rồi. Quân tiêu giao lại nghĩ ra một cách khác. Sao phải phiền toái tự mình đi tìm như vậy? Trực tiếp nhặt đồ có sẵn không được sao? Đừng nói gì mà trái với quy củ đạo đức. Quy củ đạo đức đều là do cường giả quy định ra để cho kẻ yếu một tia hy vọng. Hơn nữa ở vùng đất quy khư hoàn toàn bị phong bế này, hiển nhiên là không có quy tắc nào cả. Đối với những kiêu tử cửu thiên, ngoại trừ số ít mấy người côn hư tử, những người còn lại, quân tiêu giao thật sự không có chút hảo cảm nào. Cho nên hắn hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi. Quân tiêu giao rời khỏi tiên khanh này, tiếp tục thâm nhập sâu. Một khắc nào đó, thần niệm quân tiêu giao khẽ nhúc nhích. Hắn đã nhận ra, bên trong không gian pháp khí gửi tới tin tức của một viên ngọc giản. Cuối cùng cũng hành động rồi sao? Quân tiêu giao nhách miệng lên cười. Không bao lâu, một tiên ảnh áo xanh bay tới. Chính là cơ thanh y, quân công tử không ngờ rằng có thể gặp được công tử ở đây cơ thanh y áo xanh bồng bềnh, tóc đen xóa ra, mặt che lụa mỏng, như thanh liên tiên tử, di thế độc lập, khí chất không nhiễm bụi bặm. Nàng vừa tới gần, đã lập tức nhìn thấy. Trường sinh thiên nữ đang bị quân tiêu giao dùng pháp tắc thần liên giữ lấy. Trường sinh thiên nữ, cơ thanh y lộ ra sự kinh ngạc. Trường sinh thiên nữ, chính là đệ nhất mỹ nhân cửu thiên. Nhưng hiện giờ khuôn mặt lại dơ bẩn, đầu tóc lộn xộn, váy trắng đầy những vết bẩn. Nhìn giống như là một bà điên chui ra từ bãi rác vậy không còn chút phong thái nào của đệ nhất mỹ nhân cửu thiên cả. Trường sinh thiên nữ gắt gao cắn môi, không nói lời nào. Chỉ là thân thể mềm mại đang run rẩy kia, cho thấy sự mất bình tĩnh và khuất nhục trong nội tâm nàng. Quân tiêu giao muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy dáng vẻ này của nàng. Rõ ràng là muốn giết người khác. Thủ đoạn hay của quân công tử. Cơ thanh y thu lại ánh mắt, lông mi dài cụp xuống. Trường sinh thiên nữ rơi vào kết cục này, cũng không nằm ngoài dự đoán của nàng. Đối nghịch với quân tiêu giao, căn bản cũng không có kết cục tốt đẹp gì chính bởi vì đạo lý này cơ thanh y mới có thể bình yên đi đến hiện tại như này đúng rồi quân công tử thanh y phát hiện một đường hầm đặc thù không biết công tử có hứng thú đến đó không ánh mắt cơ thanh y lấp lánh nói đáy mắt quân tiêu giao hiện lên một vòng dị quang sau đó gật đầu nói không vấn đề gì việc có lợi sao ta có thể không đi được quân tiêu giao đồng ý cùng cơ thanh y đến một đường hầm nào đó ở nơi sâu trong vùng đất quy khư vùng đất quy khư càng tiến vào chỗ sâu phạm vi đường hầm càng lớn càng có khả năng sẽ đào được tiên mạch vì thế tất cả thiên kiêu đều nghĩ cách để xâm nhập vào đó nhưng cũng không phải là ai cũng có thể bình yên đến đó được dù sao thì có rất nhiều các loại vũng bùn quỷ dị tàn trận dây leo ma khát máu lời nguyền cổ những thiêu kiêu bình thường chỉ cần không đề phòng chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ tử trong nháy mắt nhưng việc này đối với quân tiêu dao không thành vấn đề qua một thời gian không quá dài bọn họ đã đi đến một đường hầm có phạm vi lớn. Đường hầm này, đường kính chừng mấy ngàn dặm. Chẳng lẽ nơi đây có dấu nhất đẳng tiên mạch? Quân tiêu giao kinh ngạc nói. Đi vào trong tìm kiếm là sẽ biết thôi. Cơ thanh y mím môi cười một tiếng. Bọn họ trực tiếp bước vào đường hầm. Nhưng cũng không qua bao lâu, cơ thanh y lại ngừng lại. Sao thế? Quân tiêu giao dò hỏi. Cơ thanh y không trả lời. Bỗng nhiên, có một luồng ma khí mãnh liệt bốc lên ngập trời, lan nhanh như sương khói, dường như có thể băng diệt tinh vân. Một bóng người điên cuồng xuất hiện, chính là thiên đại ma vương của thiên ma động cổ thiên diệt. Trên người hắn ta xuất hiện vô tận ma văn, như vật sống vặn vẹo, nhìn qua vừa mạnh mẽ lại vừa quỷ quyệt. Cổ thiên diệt, cơ thanh y, ngươi, quân tiêu giao nhíu mày lại. A, à, quân tiêu giao, ngươi không ngờ tới đúng không? Người cùng phe với ngươi, cuối cùng lại phản bội ngươi. Cổ thiên diệt cười lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn ta cũng nhìn thấy được trường sinh thiên nữ, trong mắt bỗng nhiên lộ dị sắc. Vậy mà ngươi lại hàng phục nàng sao? Cổ thiên diệt có chút bất ngờ. Nhưng hắn ta xếp hạng thứ ba trên cửu thiên long phượng bảng, còn mạnh hơn cả trường sinh thiên nữ. Vì thế mặc dù hắn ta kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy sợ hãi chút nào. Thì ra là như vậy, các ngươi đã thông đồng với nhau dụ ta mắc câu. Nhưng cổ thiên diệt, liệu có phải ngươi quá đề cao mình rồi không? Quân tiêu giao nghiêng đầu về một bên, ngữ khí vẫn mang theo sự khinh thường như trước ha ha, quân tiêu giao, ngươi vẫn luôn ngang ngược như vậy. Nếu như dùng máu của thánh thể đạo thai là ngươi để tắm rửa cho ta, hẳn là sẽ mang đến sự thay đổi hoàn toàn mới mẻ cho thiên ma thể của ta. Trong mắt cổ thiên diệt mang theo một vòng ma tính, đồng thời cũng có một loại cảm giác thông dong. Thật lắm lời. Quân tiêu giao lắc đầu. Hừ, hãy mau chịu chết. Không nói nhiều nữa, cổ thiên diệt trực tiếp ra tay. Thân là tồn tại thứ ba trong cửu thiên long phượng bảng, thực lực của cổ thiên diệt, mạnh hơn so với trường sinh thiên nữ, năm móng vuốt của hắn ta nhô ra mò về phía quân tiêu dao hư không tràn ngập ma khí phù văn lấp lóe một móng vuốt to lớn đen nhánh xuất hiện xé rách hư không chấn áp hướng về phía quân tiêu dao thân là thiên ma thể chiêu thức của cổ thiên diện đều có khuynh hướng tàn nhẫn bá đạo thủ đoạn huyết tinh tàn nhẫn dưới móng vuốt này thiên kiêu bình thường nhục thân đều sẽ bị xé rách thành vô số mảnh vỡ còn quân tiêu dao chỉ là trong nháy mắt nhục thể của hắn chính là đế binh mạnh nhất thậm chí sau này nói không chừng nhục thân của quân tiêu dao còn có thể chứng đế trước một bước đó chính là nhục thân thành đế nhục thân đạt đến đế cảnh hiện tại mặc dù quân tiêu dao vẫn chưa đạt tới loại cảnh giới đó nhưng hiện tại bảo khu của hắn đã không phải là thứ mà tu sĩ trí tôn thất cảnh có thể tùy ý phá hư leng keng trong hư không chuyển đến âm thanh kim loại giao kích trong nháy mắt quân tiêu dao đánh nát ma chảo sau đó cất bước dưới chân giống như có một con côn bằng bay lên không côn bằng loài cá lớn và loài chim lớn trong truyền thuyết thời xưa cũng chỉ loài đại bằng do loài cá côn hóa thành hắn dường như chấp hiện xuất hiện trước người cổ thiên diệt hai tay luân chuyển mà ra một tay khống chế sự sống một tay khống chế cái chết sinh tử dường như đang luân chuyển giữa hai tay của hắn so với chiêu thức của cổ thiên diệt càng thêm bá đạo vô biên rõ ràng là chư thiên sinh tử luân quân tiêu giao rất ít thi triển một chiêu này nhưng cũng không có nghĩa là nó không mạnh hắn tìm hiểu pháp tắc sinh tử thi triển ra chiêu thức này, uy năng càng kinh khủng cường tuyệt. Tựa như một vị vô thượng quân vương chúa tể sinh tử. Sống chết của cổ thiên diệt đều nằm ở một ý niệm của hắn. Chuyện này, cổ thiên diệt cảm thấy dùng mình. Thực lực của quân tiêu giao mạnh hơn hắn ta tưởng tượng rất nhiều. Cổ thiên diệt tập trung tâm thần, hai tay bóp một cái ấn kết cực kỳ phức tạp. Đồng thời trong miệng thì thào nói nhỏ, đọc lên ma văn, như là thiên ma nỉ non. Sau đó, hắn ta một ấn oanh ra, dường như có một hư ảnh thiên ma cổ lão xuất hiện, gầm thét vang trời đất, lao về phía quân tiêu giao. Đó là thiên ma tử ấn, một loại thần thông bí thuật chuyên thuộc về thiên ma thể, cường đại vô biên. Nghe đồn nếu bị ấn này đánh trúng, nhục thân cường đại tới đâu, đều sẽ hóa, thành một bãi nước bẩn. Mà quân tiêu giao thấy thế, vẫn đơn giản đánh ra một quyền oanh kích. Muốn chết, nhìn đến đây, cổ thiên diệt cười lạnh. Thiên ma tử ấn, chuyên khắc nhục thân, có thể ăn mòn hết thảy. Tây Thiên giáo trước kia có Kim Thân La Hán, bị Thiên Ma đánh lén, nhục thân đều là mục nát, cho dù có được bất diệt kim thân, cũng giống như thế, khó mà tránh khỏi. Nhưng Quân Tiêu Dao vẫn rất bình tĩnh, khí huyết trên thân ngút trời, như một huyết sắc đại long. Tinh khí thần của thánh thể đạo thai giống như đang thiêu đốt, hóa thành từng tầng lửa đỏ. Khả năng ăn mòn của Thiên Ma tự ấn này, hoàn toàn không tiếp cận được cơ thể hắn. Tại sao lại như vậy? Cổ Thiên diệt ngẩn ngơ. Đây chính là pháp môn chuyên khắc nhục thân ngay cả Tây Thiên Giáo bất diệt kim thân cũng đều có thể ăn mòn. Kết quả quân tiêu giao dùng nhục thân đối kháng, vậy mà lông tóc không bị thương. Nhục thể của ta, cường đại đến mức không rơi vào luân hồi, dựa vào một chiêu này của ngươi, mà muốn ăn mòn nhục thể của ta, thật nực cười. Quân tiêu giao mang theo ý đùa cợt. Chớ đắc ý. Cổ thiên diệt hét dài một tiếng. Lời kêu gọi của thiên ma. Hắn ta đánh một quyền về phía hư không. Hư không của phía bên đó đều vỡ vụn, có ánh sáng tím tràn ngập. Bất chợt, vô số thiên ma từ đó lướt ra ầm ầm. Đó là một loại sinh linh đặc thù, lấy linh hồn nguyên thần vạn linh làm thức ăn, nghe đồn thiên ma vương mạnh nhất, thậm chí có thể trở thành Phật Đà tâm ma. Mà thiên ma thể của Cổ Thiên Diệt ở một trình độ nào đó, hoàn toàn có liên quan đến thiên ma nhất tộc, có thể triệu hoán bọn chúng. Có chút thú vị đấy, nhưng vẫn chưa đủ. Quân Tiêu giao một trường oanh kích ra, Loạn Thiên Bí Thuật, vĩnh hằng trục xuất. Trong hư không, tầng tầng lớp lớp vực sâu nổi lên, mang theo lực hút mạnh mẽ những thiên ma vừa được triệu hoán ra kia lại trực tiếp bị trục xuất vào trong không gian vô định cổ thiên diệt triệu hoán được chỉ là sự tịch mịch mẹ kiếp tâm thái cổ thiên diệt như muốn sụp đổ hắn ta nhịn không được nói tục ngươi có thể cho ta chút thể diện hay không dù sao ta cũng là thiên ma thể không thể để cho ta thể hiện chút bản lĩnh của mình hay sao quân tiêu giao tất nhiên sẽ không cho cổ thiên diệt có cơ hội này chân hắn đạp côn bằng cực tốc trong nháy mắt xuất hiện trước người cổ thiên diệt một vô trung ấn oanh kích ra, trong nháy mắt đánh bay cổ thiên diệt máu tươi cùng thổ, xương cốt nửa người như muốn vỡ vụn. Không ai ngờ rằng, đại ma vương cố thiên diệt xếp hạng thứ ba trên cửu thiên long phượng bảng. Lại dễ dàng thua trong tay quân tiêu giao như vậy. Trường sinh thiên nữ ở nơi xa nhìn thấy cảnh này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Thực lực của cố thiên diệt còn mạnh hơn nàng. Nhưng hiện giờ lại bị đánh như chó vậy. Thanh y, mau tế ra tiên ma đồ lạc ấn. Cố thiên diệt quát lên, ánh mắt cơ thanh y lóe lên, sau đó bàn tay cô ấy giống như là cánh bướm. Một đạo đồ hư ảo, lập tức xuất hiện. Đón gió căng phồng lên, che đậy tinh khung. Phía trên đạo đồ đó, tiên ma loạn vũ. Có cảnh quần tiên phi thăng, cũng có quần ma gào thét địa ngục. Sức mạnh tiên ma lưu chuyển, chấn phong thiên địa. Rõ ràng là tiên ma động thiên tiên khí, tiên ma đồ. Đương nhiên, đây không phải tiên ma đồ bản thể, chẳng qua là một lạc ấn tiên khí mà thôi nhưng cho dù là một lạc ấn tiên khí, thì sức mạnh của nó cũng rất kinh khủng. Sức mạnh mênh mông đó có thể chấn tiên phong ma. Ừm, quân tiêu giao nhìn thoáng qua cơ thanh y, nàng làm thật sao? Thanh y, chúng ta hợp lực thôi động tiên ma đồ, chấn áp quân tiêu giao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cố thiên diệt dứt lời. Những ma văn quỷ dị trên người hắn ta, bắt đầu chuyển động như vật sống. Một nguồn sức mạnh kinh khủng, bị hắn ta quán trú vào trong tiên ma đồ lạc ấn. Đây là sức mạnh thiên ma chỉ có thiên ma thể mới có được. Mà Cơ Thanh Y vỗ tay một cái, một sức mạnh sáng chói cũng quán chú tiến vào trong đó. Đó là sức mạnh thiên tiên thể của Cơ Thanh Y, thể chất mạnh khác nhau, có thể khống chế sức mạnh khác nhau. Ví dụ như sức mạnh hỗn độn của hỗn độn thể, sức mạnh hồng mông của hồng mông đạo thể, vân vân. Mà hiện tại, cho dù là sức mạnh thiên ma của Cố Thiên Diệt, hay là sức mạnh thiên tiên của Cơ Thanh Y, đều vô cùng cường đại và mang sức mạnh thuộc tính đặc thù hai sức mạnh hoàn toàn tương phản, đồng thời quán chú tiến vào trong lạc ấn tiên ma đồ. Tiên ma đồ lạc ấn kia được khôi phục, bộc phát ra một sức mạnh kinh khủng, tản ra sức mạnh của một sợi tiên khí. Ồ, oh, quân tiêu giao nghiêng đầu về một bên. Giờ phút này hai người đồng thời thôi động tiên ma đồ, chấn áp đánh tới. Thật sự là cũng có chút dáng vẻ. Quân tiêu giao nhìn cơ thanh y một chút. Nàng đây là gặp dịp thì chơi. Hay thật sự vẫn muốn cùng cố thiên diệt chấn áp mình. Chẳng lẽ là kế trong kế sao? nếu là như vậy thì kế hoạch của cơ thanh y có chút quá sâu rồi khiến cho người khác không thể đoán được ý đồ thật sự của nàng là gì nhưng đối với quân tiêu dao cũng không đáng kể cơ thanh y là thật tâm hợp tác cũng tốt giả ý lừa gạt cũng được cũng không sao cả trước thực lực tuyệt đối bất kỳ âm mưu nào cũng sẽ không còn là âm mưu nữa nếu như cơ thanh y thật sự là kế trong kế ngay cả hắn cũng tính cả vào trong đó vậy thì quân tiêu dao chắc chắn cũng sẽ khiến nàng hiểu rõ một điều trêu chọc hắn sẽ có hậu quả gì quân tiêu dao đưa tay ra một vòng kiếm mang sáng trói chiếu dọi chư thiên xuất hiện chính là đại la kiếm thai đại la kiếm thai sau khi trải qua thuế biến đã đạt đến đế binh cấp giờ khắc này ở trong tay quân tiêu dao tách ra trảm thiên tuyệt địa phong mang pháp tắc thần năng mênh mông của quân tiêu dao quán chú tiến vào trong đại la kiếm thai đường vân phi tiên phía trên theo thứ tự được thắp sáng quân tiêu dao một kiếm xuất ra sát na phương hoa như thị ngã trảm Hai thức kiếm chiêu tuyệt cường được hắn dung hợp vào trong một kiếm, nhanh đến mức dường như khiến thời gian, không gian ngưng trệ. Kiếm mang sáng chói đó trực tiếp xé rách tiên ma đồ lạc ấn, quét ngang hướng về phía Cố Thiên Diệt và Cơ Thanh Y. Sao có thể? Cố Thiên Diệt sợ ngây người. Hai người bọn họ kiệt lực thôi động tiên ma đồ lạc ấn, vậy mà ngăn không được một kiếm của quân Tiêu Giao. Nếu như là tiên khí tiên ma đồ thực thụ, vậy thật sự có hơi phiền toái. Nhưng chẳng qua chỉ là một đạo tiên khí lạc ấn. Mà lại muốn ngăn trở đại la kiếm thai, đúng là kẻ ngốc nằm mơ. Quân tiêu giao nhàn nhạt, nhạt lắc đầu. Thậm chí ngay cả loạn cổ búa hắn cũng chưa tế ra. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Cố thiên diệt và cơ thanh y hai người đồng thời bị đánh bay. Cố thiên diệt vốn đã bị thương, giờ phút này càng bị trọng thương. Cơ thanh y tốt hơn một chút một chút, nàng đã sớm lui về phía sau một khoảng cách. Còn có gì ngôn sao? Quân tiêu giao nhìn thoáng qua cố thiên diệt nói. Ở bên ngoài muốn giết cố thiên diệt thật sự là có chút phiền phức sẽ có người ngăn cản nhưng nơi này chính là vùng đất quy khư một cái hộp đen hoàn toàn phong bế cũng là bãi săn tốt nhất quân tiêu dao cũng không ngại săn giết kiêu tử cửu thiên ở chỗ này làm suy yếu sức mạnh cấm khu dù sao những thiên kiêu này tương lai đều là trụ cột cấm khu hiện tại giết được một kẻ sau này tiên vực có thể chết ít một nhóm người lớn a à, quân tiêu dao ta thừa nhận ngươi thật sự vượt quá dự liệu của ta nhưng người muốn giết ta, cũng không đơn giản như vậy. Cố thiên diệt bỗng nhiên nhách môi, lộ ra một nụ cười nhuốm máu rét lạnh. Cho dù là tình cảnh như hiện tại, hắn ta cũng không bối rối chút nào, dường như vẫn còn có át chủ bài. Đúng lúc này, cả đường hâm, bỗng nhiên bắt đầu rung động. Vô số phù văn màu đen xen lẫn, bao phủ phong bế toàn bộ đường hầm. Một bí lực trận pháp hùng hồn đang lưu chuyển, khí tức cường hãn đang cuộn trào. Trong khi hắc vụ tản mắt ra, mơ hồ có thể nhìn thấy một hư ảnh thiên thủ ma la vô cùng khủng bố thiên thủ ngàn cánh tay ba cái đầu đều là phẫn uất ai oán nhìn qua giống như là minh vương trong lửa vậy quân tiêu do dậm chân lên mặt đất thản nhiên nói ra đi không cần trốn nữa ha ha quân tiêu giao núi không chuyển nước chuyển chúng ta lại gặp nhau rồi bên trong hắc vụ tràn ngập xuất hiện ba bóng người trong đó một người một thân áo bào đen dung mạo khô gầy da thịt thanh bạch tựa như như người chết vô cùng quỷ quyệt chính là thi thiên tử một trong ba thiên tử của địa phủ khi ở vương quốc bị lãng quên quân tiêu dao đã từng chạm trán với thi thiên tử nhưng chẳng qua đó chỉ là một cỗ thi thể mà hắn ta điều khiển mà thôi còn bây giờ là bản tôn của thi thiên tử quân tiêu dao ngươi không ngờ rằng ta sẽ xuất hiện ở đây sao khi ở vương quốc bị lãng quên ta cũng đã nói thi ngục điện ta chắc chắc phải có được thánh thể đạo thai của ngươi ánh mắt thi thiên tử nhìn về phía quân tiêu dao mang theo một loại lửa nóng đó là ánh mắt như đang nhìn một món bảo vật tuyệt thế vậy có thể nói đối với bọn họ giá trị bản thân của quân tiêu giao thậm chí còn hiếm có hơn cả vật chất tiên đạo ở đây dù sao thể chất thánh thể đạo thai này xưa nay mấy người có thể có được hơn nữa một khi có được vậy cũng là tồn tại đứng tại kỷ nguyên đỉnh phong tồn tại nhân vật cấp đại lão cũng không người mà địa phủ bọn họ muốn chấn áp là có thể chấn áp giống với vô trung đại đế thử hỏi địa phủ dám trêu chọc vô trung lấy máu thánh thể đạo thai của ông ta sao? Căn bản họ cũng không dám. Đương nhiên, cũng không thể nói là địa phủ yếu. Chỉ là muốn thu lấy thánh thể đạo thai, phải bỏ ra cái giá cực lớn, thậm chí có thể phải hy sinh mấy vị đại lão. Mà bây giờ, không cần phải trả giá quá nhiều mà có thể đạt được thánh thể đạo thai. Cũng khó trách bọn người thi thiên tử hưng phấn như vậy. Hơn nữa sau khi kết thúc, còn có thể giá họa cho cửu thiên cấm khu. Bởi vì bên trong vùng đất quy khư, hỗn độn thân của quân tiêu giao, cũng không cảm ứng được tình hình hiện giờ của thánh thể đạo thai thân. Quân tiêu giao mỉm cười, nhìn về phía hai, người bên cạnh thi thiên tử. Hai vị này, chắc hẳn chính là minh thiên tử và quỷ thiên tử của địa phủ rồi. Các ngươi, quả nhiên đến rất đông đủ. Thi thiên tử, quỷ thiên tử, minh thiên tử, chính là tam đại thiên tử tiếng tăm lừng lấy địa phủ. Đương nhiên, không có nghĩa là thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi địa phủ, chỉ có tam đại thiên tử này. Dù sao địa phủ có khoảng chừng thập điện, nhân số đông đảo, căn cơ cực sâu, thiên kiêu cũng không ít. Chỉ là ba thiên tử này, thực lực đột xuất, là một nhóm người đứng đầu. Luận địa vị, trong địa phủ, tương đương với vị trí thập đại tự liệt quân gia. Quân tiêu giao, ngươi và Minh Vương nhất mạch có nhiều xung đột, hiện tại cũng tốt, trực tiếp diệt trừ ngươi. Mặc dù ngươi còn có hỗn độn thân, nhưng thiếu đi thánh thể đạo thay thân, chắc hẳn cũng sẽ tạo thành tổn thất trí mạng đối với thực lực thiên phú của ngươi. Minh Thiên Tử, Thân mang chiến giáp đen như mực, được chế tạo thành tử cừu u minh thiết. Ánh mắt hắn ta nhìn về phía Quân Tiêu Giao, cũng mang theo lãnh ý cực độ. Minh Vương Nhất Mạch, từ Hoang Thiên Tiên vực bất hủ chiến bắt đầu, liền kết thù kết oán với Quân gia. Quân Tiêu Giao cũng chém giết quá nhiều Thiên Kiêu Minh Vương Nhất Mạch, vì thế hận thù càng khắc sâu. Mà Minh Vương Nhất Mạch, thực ra chính là Minh Vương Điện, một trong thập điện của địa phủ. Minh Vương Nhất Mạch tôn sùng vị Minh Vương cụt một tay kia, chính là một đại lão siêu cấp địa phủ. Minh Vương Điện cũng coi như là xếp thứ hạng gần đứng đầu trong Địa phủ Thập Điện, mà vị còn lại Quỷ Thiên Tử, người mặc áo bào đen có chút rách dưới, bóng người hư hư thực thực, giống như quỷ hồn, lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị. Hắn ta đến từ U Hồn Điện một trong Địa phủ Thập Điện. Nếu như nói Thi Ngục Điện nơi ở của Thi Thiên Tử, chuyên môn nghiên cứu các loại tử thi, nhục thân, huyết mạch, thì U Hồn Điện chính là chuyên môn nghiên cứu các loại linh hồn, nguyên thần chi pháp. Có thể nói, U Hồn Điện và Thi Ngục Điện xem như là tồn tại khét tiếng nhất trong địa phủ thập điện. Thi ngục điện chuyên môn đào thi, đào mộ, tìm ra bảo vật của những thân thể mạnh mẽ đó. U hồn điện thì chuyên môn rút ra những đặc thù nguyên thần, làm các loại thí nghiệm. Quân tiêu giao, u hồn điện ta cảm thấy rất hứng thú với tam thế nguyên thần của ngươi, nói không chừng có thể từ đó nghiên cứu ra sự huyền bí của tam thế luân chuyển. Quỷ thiên tử, phát ra tiếng cười hắc hắc, nhìn về phía quân tiêu giao, cũng giống như là đang nhìn bảo vật tuyệt thế hiện giờ tam thiên tử của địa phủ cùng nhau xuất hiện. Minh Vương Điện, Minh Thiên Tử, Thi Ngục Điện, Thi Thiên Tử, U Hồn Điện, Quỷ Thiên Tử. Có thể nói, bất kỳ thiên kiêu đỉnh cấp nào, đối mặt với tam thiên tử địa phủ, trong lòng đều sẽ sinh ra một loại tuyệt vọng. Dù sao địa phủ, chính là một đại danh từ kinh khủng, tuyệt vọng. Chỉ cần bị địa phủ để mắt tới, cũng rất ít có thể kết thúc yên lành. Mà quân tiêu giao, sắc mặt không có chút thay đổi nào, hắn vẫn như cũ thông dong nói các ngươi vì chấn áp ta, mà quá lãng phí công phu rồi. Quân tiêu giao nhìn quanh đại trận bao trùm toàn bộ đường hầm. Ma la nghìn tay đó giống như là thái cổ ma nhạc, khiến cho hắn cảm thấy một tia áp bách. a à, vì trấn sát ngươi, không có gì là làm quá cả. Đầu tiên là liên hệ cổ thiên diện, để hắn ta dùng cơ thanh y làm mồi dẫn, đưa ngươi đến nơi đây. Mà chúng ta đã sớm bày ra vãng sinh ma la trận ở đường hầm này rồi, đây chính là một trong sát trận mạnh nhất của phủ chúng ta mặc dù hiện giờ chỉ là phiên bản đơn giản hóa nhưng đối phó với ngươi cũng đủ rồi cộng thêm sức mạnh của ba thiên tử bọn ta còn có cổ thiên diệt và cơ thanh y phụ trợ trừ phi ngươi là thần còn không thì sao có còn đường sống thi thiên tử thong dong bình tĩnh nói dù sao hiện tại quân tiêu dao đã là thú bị nhốt trong lồng thưởng thức một chút sự tuyệt vọng của hắn cũng không tệ nhưng điều khiến thi thiên tử phải cau mày là từ trên mặt quân tiêu dao hẳn không nhìn thấy chút tuyệt vọng nào cả thậm chí ngay cả một chút xíu bối rối cũng không có. Quân tiêu giao, bây giờ mà người còn giả vờ bình tĩnh sao, mặc dù ta không đối phó được ngươi, nhưng chỉ cần ngươi chết, vậy sự khuất nhục chiến bại của ta đều không tồn tại. Trong mắt cổ thiên diệt, tràn ngập sát y nồng đậm, chỉ có xóa bỏ quân tiêu giao, sự khuất nhục của hắn ta lúc này mới có thể biến mất được. Nếu các ngươi cho rằng đây là cơ hội tốt nhất, vậy thì tới đi, đừng nói quân mỗ không cho các ngươi cơ hội. Quân tiêu giao phất tay áo một cái, thể hiện rõ khí độ, lúc này vẫn còn giả bộ sao. Trong lòng tam đại thiên tử đều là có một tia khó chịu. Bọn họ cùng đồng thời xuất thủ, tu vi bàng bạc chấn động nơi đây. Phải biết rằng, lần này không chỉ có ba người bọn họ liên thủ. Còn có vãng sinh ma la trận gia trì. Đây chính là sát trận khủng bố không truyền ra ngoài của địa phủ. Mặc dù hiện giờ là phiên bản đơn giản hóa, nhưng uy lực của nó đối với tu sĩ trí tôn thất cảnh, vẫn có năng lực trí mạng. Minh Vương, bất động quyền. Minh Thiên Tử vừa bắt đầu đã dùng cường chiêu, dường như có hư ảnh của một vị Minh Vương xuất hiện sau lưng hắn, theo hắn ra quyền. Quyền phong bành trướng, rung động thiên địa. Đường hầm này đều bắt đầu băng liệt. Quỷ Thiên Tử thì thi triển nguyên thần bí pháp. Một cỗ ba động linh hồn khủng bố, từ chỗ mi tâm lan ra mãnh liệt. Đó là diệt thế hồn sóng của U Hồn Điện, có thể tạo thành tổn thương to lớn cho nguyên thần của con người. Về phần thi thiên tử, thì là tế ra một ngụm hắc quan quan tài mở ra một quái vật toàn thân mọc đầy tóc đỏ từ đó đánh giết sông ra quái vật kia toàn thân là bộ lông màu đỏ ngòm nhưng lờ mờ có thể nhìn ra là hình người mang theo sát ý kinh khủng ừm khi thấy thi thiên tử tế ra quái vật lông đỏ trong mắt quân tiêu dao lóe lên thái cổ thánh thể ách nạn chia làm hai loại một loại là gông xiềng từ trên trời rơi xuống một loại là thánh thể nguyền rùa mà nghe đồn kết cục cuối cùng của thánh thể đều rất khó kết thúc yên lành cũng là bởi vì nguyên nhân có lời nguyền kinh khủng. Lời nguyền rủa đó, khiến thánh thể điên dại, mất lý trí, cuối cùng biến thành tồn tại quái vật, chỉ biết đến giết chóc. Hiện giờ, nhìn thấy quái vật lông đỏ này, quân tiêu giao hoàn toàn kết luận. Địa phủ, chính là một trong những nơi chế tạo thánh thể nguyền rủa mà một kẻ hợp tác khác, chính là trường sinh đảo. Địa phủ nhằm vào thánh thể, còn có thể thông cảm được. Có thể là bởi vì thèm nhỏ dãi thân thể thánh thể và thánh thể chi huyết, dù sao địa phủ cũng đang sưu tập vạn linh chân huyết, dường như là đang có âm mưu to lớn nào đó. Nhưng, trường sinh đảo nhằm vào thánh thể nhất mạch là vì cái gì? Nguyên nhân này, rất có thể liên quan đến một bí mật lớn. Nhưng quân tiêu giao cho rằng, muốn biết bí mật này, chỉ sợ rằng cần phải tìm đáp án từ một người. Chính là vị chủ tế thần bí của trường sinh đảo kia, mà lại rất có thể là vị chủ tế đầu tiên. Trong đầu quân tiêu giao suy nghĩ rất nhiều, nhưng thật ra cũng chỉ là một sát na mà thôi năm ngón tay của hắn nắm chặt thi triển khai thiên thần ma quyền va chạm với minh vương bất động quyền của minh thiên tử sau đó tam thế nguyên thần trong đầu vận chuyển sức mạnh thần hồn minh mông mãnh liệt lập tức phá vỡ diệt thế hồn ba của quỷ thiên tử thậm chí trái lại khiến cho nguyên thần bị thương tích tu vi nguyên thần của ngươi đạt tới loại cảnh giới nào rồi quỷ thiên tử sợ hãi nói sức mạnh nguyên thần đó quá mức kinh khủng nếu như sức mạnh nguyên thần của quỷ thiên tử là một dòng sông mênh mông cuộn trào Vậy thì sức mạnh nguyên thần giờ khắc này của quân tiêu giao, chính là đại dương mênh mông vô tận. Dòng sông dù có mãnh liệt như thế nào chăng nữa, khi hòa vào trong biển rộng, cũng sẽ không còn bọt nước. Một khắc sau đó, quân tiêu giao cầm trong tay đại la kiếm thai, trực tiếp chém về phía quái vật lông đỏ kia. Điều nằm ngoài dự liệu của quân tiêu giao chính là, lại có tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Thi ngục điện, am hiểu luyện thi, dùng các loại tiên kim, dung nhập vào bên trong thi thể, luyện thành tồn tại thần binh lợi khí nhưng cho dù như thế nào lần đầu giao phong quân tiêu giao tùy ý xuất thủ lấy một địch ba không hề thua kém một chút nào tam thiên tử địa phủ cũng không ngờ lại có kết quả này trong tưởng tượng của bọn họ quân tiêu giao phải bị chấn sát một cách tàn khốc mới đúng hàng xa cấp nguyên thần hơn nữa còn tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm rốt cục là hắn đã tu luyện như thế nào tam thế nguyên thần cũng không thể nghịch thiên như vậy chứ quỷ thiên tử vô cùng ngạc nhiên chán như muốn vỡ ra gã cũng không dám tùy tiện dùng sức mạnh linh hồn để va chạm với quân tiêu dao vậy thì rõ ràng chính là châu chấu đa xe không biết tự lượng sức mình chấn định hắn đã là thú bị nhốt trong lồng cho dù như thế nào cũng không lật được trời thi thiên tử nói kế hoạch lần này vô cùng tường tận hắn ta nhất định phải đạt được thánh thể đạo thai thân của quân tiêu dao đối với thi ngục điện thứ này là bảo vật vô thượng ngày sau rất có thể sẽ tế luyện ra một tôn chiến thi vô địch huyết dịch của quân tiêu dao cũng có thể mang đi nghiên cứu dung hợp vạn linh chân huyết tiến hành thí nghiệm nói tóm lại toàn thân quân tiêu giao đều là bảo vật hành động lần này của bọn họ nhất định phải đạt được thắng lợi thú bị nhốt trong lồng a à, thú bị nhốt thực sự rốt cuộc là ai quân tiêu dao cười cười chưa tới thời khắc cuối cùng thì vẫn chưa phân biệt được ai là thợ săn ai là con mồi giết ba người lại lần nữa ra tay thi triển cực chiêu của riêng mình mà một bên nhục thân cổ thiên diệt giống như là một cái lò lửa lớn tràn đầy khí huyết tuần hoàn thương thế trên người hắn ta cũng là đang nhanh chóng khôi phục dù sao cũng là kẻ xếp thứ ba trên cửu thiên long phượng bảng hơn nữa trong người còn mang thiên ma thể cổ thiên diệt vẫn còn khả năng chống cự thanh y chờ một lát nữa chúng ta cùng tam thiên tử đồng loạt ra tay lại mượn nhờ đại trận nơi đây hoàn toàn chấn sát quân tiêu giao cổ thiên diệt nói quân tiêu giao đã trở thành tâm ma của hắn ta nhất định phải diệt trừ cơ thành y không nói gì khẽ gật đầu chỉ là chỗ sâu trong đồng mắt đang lóe lên tựa như đang suy tư điều gì bên này tam thiên tử thôi động toàn lực cùng quân tiêu giao chiến một trận quân tiêu giao vẫn đi bộ nhàn nhã như cũ một trưởng một kiếm uy lực tuyệt tục mà sắc mặt tam thiên tử cũng ngày càng khó coi hơn bọn họ thân là một nhóm yêu nghiệt đứng đầu địa phủ đừng nói ba người cùng ra tay dù chỉ một người cũng đủ đứng trên đỉnh cao rồi kết quả hiện tại ba người liên thủ thậm chí đều không thể bước ra thực lực thực sự của quân tiêu giao. Chuyện này thực sự có chút ra lận rồi. Dùng trận pháp áp chế. Thi thiên tử nói, chẳng biết tại sao, cho dù là đã có rất nhiều thủ đoạn. Trong lòng hắn ta vẫn sinh ra một cảm giác hơi bất an. Vì thế hắn ta cũng không muốn trì hoãn. Quỷ thiên tử và minh thiên tử thấy thế, cũng khẽ gật đầu. Bất chợt, địa phủ tam thiên tử, đồng thời dùng thần năng quán chú tiến vào trong vãng sinh ma la trận. Đây chính là sát trận bí truyền kinh khủng của địa phủ. Nghe Đồn Vãng Sinh Ma La trận hoàn chỉnh thực sự, uy lực không hề yếu hơn so với mấy đại sát trận thái cổ, thậm chí có uy năng thí đế kinh khủng. Hiện giờ, dựa vào thủ đoạn của Tam Thiên Tử địa phủ, chắc chắn là không thể bố trí được Vãng Sinh Ma La trận hoàn chỉnh trong thời gian ngắn được, hơn nữa cũng không có điều kiện làm như vậy. Nhưng phiên bản Vãng Sinh Ma La trận đơn giản hóa, cũng đủ để đối phó tồn tại dưới đạo tôn rồi. Cùng với sự thôi động của Tam Thiên Tử, nhưng ở trung tâm của Vãng Sinh Ma La trận hình dáng của thiên thủ ma la dần dần ngưng thực một cỗ áp lực kinh khủng mênh mông cũng dần dần nổi lên thậm chí còn sắp muốn đột phá gông xiềng huyền tôn có được một chút uy thế của tạo hóa thần tôn quân tiêu giao ngươi còn thủ đoạn nào nữa thi thiên tử quát lạnh nói đây chính là nguồn gốc lòng tin của các ngươi sao nhìn bóng dáng cao tới mấy ngàn trượng như là thái cổ ma thần kia quân tiêu giao cười nhạt nói quân tiêu giao ta biết ngươi vẫn còn có thủ đoạn át chủ bài chính là thần linh pháp thân dùng sức mạnh tín ngưỡng thúc dục. Nhưng ta biết, chắc chắn bây giờ ngươi sẽ không sử dụng. Thôi động pháp thân đó, cần tiêu hao lượng lớn sức mạnh tín ngưỡng. Mà ngươi cũng biết rõ rằng, tiếp sau đây, cửu thiên cấm khu, sẽ nảy sinh náo động lớn. Nếu như không có thần linh pháp thân, ngay cả tư cách tham chiến ngươi đều không có. Hơn nữa trải qua cuộc chiến ách họa, thần linh pháp thân của ngươi, muốn góp nhặt đầy đủ sức mạnh tín ngưỡng, cũng rất khó khăn. Vì thế ta kết luận, cho dù thánh thể đạo thai của ngươi vẫn lạc, ngươi cũng sẽ không vận dụng thần linh pháp thân. Chí ít, ngươi còn có một cái hỗn độn thân. Thi thiên tử nói từng câu một. Quân tiêu giao nhìn thi thiên tử một chút. Không ngờ rằng ngay cả điều quan trọng nhất hắn ta cũng nghĩ đến rồi. Quân tiêu giao không khỏi mang theo một tia tán thưởng nói. Không tệ, vốn dĩ trong lòng ta, trí thông minh của các ngươi đều là số âm. Hiện tại xem ra, trí thông minh của các ngươi hẳn là không, là ta xem thường các ngươi. Quân tiêu giao khiến cho tam thiên tử đều sững sờ, ngươi có chút lễ phép nào sao mẹ kiếp đây là ngươi đang khen người khác hay khinh thường người khác vậy sao nghe lại có chút loạn vậy quân tiêu dao miệng lưỡi của ngươi quả nhiên danh bất hư truyền sắc mặt thi thiên tử âm trầm các ngươi đoán đúng rồi quả thật là ta sẽ không vận dụng thần linh pháp thân đó là lễ vật chuẩn bị cho một vài đại lão tạp ngư như các ngươi còn chưa có tư cách để ta dùng đến giết gà sao lại dùng đao mổ trâu lời quân tiêu dao vừa rơi xuống toàn thân như thiêu đốt, dâng lên một tầng thần diễm. Đó là trí tôn thần huyết trong cơ thể quân tiêu giao đang thiêu đốt, sôi trào. Trí tôn thuật thứ tư gia trì. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Khí thể của quân tiêu giao tăng vọt mấy lần, giống như thần diễm bao quanh vô thượng thần vương. Sau đó, quân tiêu giao đưa tay ra, từng đạo pháp tắc nổi lên. Pháp tắc của thiên kiêu bình thường là một đạo, hai đạo, chín đạo pháp tắc liền có thể xưng là cực cảnh trí tôn. Nhưng hiện tại, quân tiêu giao vừa đưa tay ra, hơn 150 pháp tắc xuất hiện. Mỗi một đạo pháp tắc lại có màu sắc khác nhau, giống như từng chuỗi thần liên được bắn ra vậy. Đây không tính là chiêu thức thần thông gì, mà là vận dụng cụ thể pháp tắc. Quân tiêu giao ngưng tụ nó thành thần liên, dùng phương thức trực tiếp và thô bạo nhất tế ra. Đó, đó là pháp tắc sao? Làm sao có thể, hơn 100 đạo pháp tắc, khi quân tiêu giao tế ra 150 đạo pháp tắc. Tam thiên tử địa phủ, ai nấy đều choáng váng. Không chỉ có bọn họ, cổ thiên diệt cũng ngây ngốc. Đây là người sao? Dù là tâm cơ thâm trầm như cơ thanh y, trong đồng tử cũng gợn sóng. Nàng, có thể xác định, trước đó quân tiêu giao vẫn chưa lĩnh ngộ nhiều pháp tắc như vậy. Chắc hẳn là mới lĩnh ngộ được ở trong vùng đất quy khư. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, mà số lượng pháp tắc của quân tiêu giao đã tăng lên nhiều như vậy rồi. Sự kính sợ của cơ thanh y đối với quân tiêu giao lại tăng lên một phần Dầm dầm Chọn vẹn 150 đạo pháp tắc Ngưng kết ra 150 đầu pháp tắc thần liên Trực tiếp quấn quanh thiên thủ Mala kia Cái này tựa như là gông xiềng kiên cố nhất Lại giống như là sự trừng phạt của trời xanh Xiềng xích từng tầng từng tầng quấn quanh trên thân thiên thủ Mala Thiên thủ Mala gào thét Thực lực bộc phát Hơn ngàn cánh tay đồng thời đánh ra Như muốn hủy thiên diệt địa nhưng hơn 100 pháp tắc thần liên, gắt cao giam cầm nó, mỗi một đạo pháp tắc đều nguyên thủy nhất, cường đại nhất giữa thiên địa. Diệt, một chữ của Quân Tiêu giao rơi xuống, tất cả pháp tắc thần liên cùng nhau tỏa ánh sáng, sức mạnh kinh khủng truyền đến trên thân Thiên Thủ Ma La, bộc phát ba động hủy diệt. Ừm, một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Tại trung tâm vãng sinh Ma La trận, Thiên Thủ Ma La trực tiếp bị hủy diệt. Bắt đầu đánh dấu thái cổ thánh thể Tam Thiên Tử địa phủ giờ phút này đều ngây ngốc quân tiêu giao tế ra hơn trăm đạo pháp tắc, trực tiếp thay đổi nhận biết của bọn họ. Chín đạo pháp tắc là cực cảnh trí tôn. Vậy hơn một trăm đạo pháp tắc sẽ là gì? Đây là người sao? Nếu như nói cường giả đế cảnh lĩnh ngộ được hơn trăm đạo pháp tắc, thì còn có thể tiếp nhận được. Dù sao bản thân cường giả đế cảnh đã là, tồn tại chứng đạo có lĩnh ngộ cực sâu đối với đạo. Nhưng bây giờ, quân tiêu giao cách chứng đạo còn xa mà đã lĩnh ngộ ra hơn trăm đạo pháp tắc. Vậy đến khi hắn chứng đạo thì sẽ như nào? chẳng lẽ thật sự sẽ chứng ngộ ba ngàn đại đạo, dung luyện vào một thân, quét ngang mọi kẻ địch sao? Chờ khi tam thiên tử lấy lại tinh thần, mới phát hiện vãng sinh ma la trận đã bị phá khá nhiều rồi. Đáng chết, đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì, còn có thiên lý hay không, có vương pháp hay không? Quỷ thiên tử vô cùng tức giận, không hiểu rõ tại sao quân tiêu giao lại yêu nghiệt như thế. Rốt cuộc hắn còn có bao nhiêu át chủ bài vẫn chưa triển lộ ra. Bây giờ đến phiên ta rồi, Quân tiêu dao đưa tay ra, vồ về phía quái vật lông đỏ. Sau đó đột nhiên xé rách. Sức mạnh bốn 000 tu di thế giới bộc phát, trực tiếp đập vỡ vụn quái vật lông đỏ kia. Thi thiên tử trong nháy mắt bị phản phệ, phun ra một ngụ máu tươi, kinh hãi nói. Sao có thể như vậy được, thi thể kia được dung nhập tiên kim, thậm chí có thể va chạm với đế binh. Đối với tu sĩ của thi ngục điện, bản thân thi thể mà bọn họ tế luyện chính là một loại thần binh lợi khí. Kết quả hiện tại, trực tiếp bị quân tiêu giao dùng tay không xé nát thi thiên tử thân là người tế luyện tự nhiên cũng bị phản phệ chư vị tế ra át chủ bài thi thiên tử hét dài một tiếng nếu còn không dốc hết toàn lực chỉ sợ rằng cục diện thật sự sẽ đảo ngược lại thi thiên tử tế ra một vật lại là một cỗ thi thể nữa chỉ có điều thi thể kia có chút hư ảo nhưng uy thế của nó lại càng khủng bố hơn đó là đôi mắt quân tiêu giao thâm thúy hắn nhớ tới tiên khí cao nhất trong truyền thuyết địa phủ thập điện diêm la đó là tiên khí được tổ hợp thành từ 10 chuẩn tiên khí. Mà hiện giờ, thi thiên tử tế ra, rõ ràng là một kiện chuẩn tiên khí của thi ngục điện, tên là thi thần khôi. Đương nhiên, đây không phải thi thần khôi thực thụ, mà chỉ là một dấu ấn thi thần khôi. Thật giống như loạn cổ phủ lạc ấn trước kia. Ngay khi thi thiên tử tế ra thi thần khôi lạc ấn, Minh thiên tử và quỷ thiên tử cũng tế ra chuẩn tiên khí lạc ấn của riêng mình. Minh thiên tử tế ra, rõ ràng là chuẩn tiên khí của Minh vương nhất mạch, cũng chính là chuẩn tiên khí của minh vương điện diêm la chi thủ hay có tên gọi khác là diêm la thủ còn quỷ thiên tử tế ra chính là một chiếc cổ đăng cổ thanh đồng ánh lửa phía trên giường như là u ảnh của vô tận chúng sinh chính là dẫn hồn đăng trước đó trong thời bất hủ chiến vị hồn chủ của u quốc kia từng tế ra dẫn hồn đăng về sau hồn chủ bị thần vũ đại đế của quân gia ẩn mạch chém giết dẫn hồn đăng liền bị cường giả địa phủ mang đi hiện giờ chính là cường giả của u hồn điện Chuẩn tiên khí, không, tại sao ta lại cảm nhận được sức mạnh tiên khí? Cảm nhận được ba đạo lạc ấn kia, quân tiêu giao lẩm bẩm nói. Thi thần khôi, diêm la thủ, dẫn hồn đăng, đều là một phần của thập điện diêm la. Dựa theo lời đồn, người thần binh đó cũng đều là tầng cấp chuẩn tiên khí. Nhưng hiện giờ, từ uy năng của những lạc ấn này có thể thấy được. Chúng áp lột xác thành tiên khí rồi. Đến lúc đó thập đại tiên khí hợp nhất, vậy thì thập điện diêm la sẽ mạnh đến loại trình độ nào? quả nhiên, tài nguyên tiên đạo vật chất mà địa phủ có thể có được, chắc chắn có liên quan đến cửu thiên cấm khu, đặc biệt là trường sinh đảo. Quân tiêu giao trong lòng phỏng đoán nói, điều này càng chứng minh địa phủ và trường sinh đảo âm thầm cấu kết. Lời nguyền rùa của thánh thể nhất mạch cũng là do hai thế lực lớn bọn họ cùng bày kế. Nhưng cho dù như thế nào, cho dù mười binh khí của địa phủ đều là tiên khí, cũng không có gì phải e ngại. Nếu chu tiên tứ kiếm của quân gia tập hợp, chắc chắn sẽ không thua kém thập điện diêm la hiện giờ tam thiên tử của địa phủ tế ra ba đạo lạc ấn hợp lực chấn áp hướng về phía quân tiêu giao đây là át chủ bài cuối cùng của bọn họ không chỉ như thế thương thế của cổ thiên diệt cũng khôi phục một chút thanh y cùng nhau chấn sát hắn cơ thanh y thấy thế cũng xuất thủ hai người lại lần nữa quán chú sức mạnh tiến vào trong lạc ấn tiên ma đồ tổng cộng có bốn đạo tiên khí lạc ấn chấn áp hướng về phía quân tiêu giao có thể nói trừ vãng sinh ma la trận ra đây chính là sát chiêu lớn nhất mà bọn họ cất giấu. Để các ngươi trải nghiệm một chút, cái gì gọi là tuyệt vọng. Trên đỉnh đầu quân tiêu giao xuất hiện một thanh đồng khổng lồ hai tai, ba chân, vạn vật mẫu khí chìm nổi, mang theo sức mạnh vô thượng chấn áp chư thiên hoàn vũ. Đồng thời, tay hắn cầm đại la kiếm thai, mũi kiếm chấn vạn cổ, kiếm mang rượu cửu thiên. Hai kiện thần binh, một công một thủ, hoàn mỹ vô khuyết. Đây đích thực là ngoan cố chống cự. Nhưng, thú bị nhốt trong lồng, không phải là quân tiêu giao, mà là tam thiên tử của địa phủ và cổ thiên diệt ngay khi cuộc va chạm kịch điểm sắp xảy ra đột nhiên cơ thanh y điều khiển tiên ma đồ lạc ấn trực tiếp đổi hướng chấn sát về phía cổ thiên diệt đúng vậy không phải chấn áp mà là chấn sát thủ đoạn của nàng vô cùng tàn nhẫn không chút lưu tình muốn một kích tuyệt sát cổ thiên diệt thanh y ngươi cổ thiên diệt không hổ là thiên kiêu xếp thứ ba trên cửu thiên long phượng bảng ngay lập tức đã nhận ra nhưng tốc độ rát ai của cơ thanh còn nhanh hơn Mặc dù trong thời gian ngắn cổ thiên diệt để tụ pháp tác thần năng phòng ngự, nhưng vẫn phải tiếp nhận một kích của Cơ Thanh Y. Phụt, máu tươi bắn ra tung tóe, thân hình cổ thiên diệt bay ngược lại, không rõ gãy mất bao nhiêu cái xương, nửa người đều vỡ vụn, máu thịt be bé bét. Dù hắn ta là thiên ma thể, cũng không gánh nổi. Quan trọng nhất chính là, hắn ta mới bị quân tiêu dao đánh trọng thương, chẳng qua mới tạm thời cưỡng ép khôi phục một chút thể năng mà thôi. Bây giờ lại bị Cơ Thanh Y đánh trọng thương, vết thương mới vết thương cũ đồng thời bộc phát khiến cho hắn ta suýt chút nữa thì chết bất đắc kỳ tử chuyện gì vậy đám người thi thiên tử cũng ngây ngốc còn quan tâm đến người khác được sao vút một vòng kiếm quang nhanh đến cực hạn bay ngang qua bầu trời như là ngưng trệ thời gian đám người minh thiên tử vội vàng điều khiển tiên khí lạc ấn trở về nhưng vẫn bị một kiếm bêu đầu minh thiên tử sắc mặt hai người thi thiên tử và quỷ thiên tử đại biến bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng sẽ xuất hiện loại biến cố này. Cơ thanh y, thì ra là ngươi. Hiện giờ thi thiên tử cho dù có ngốc như thế nào, cũng hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Khá lắm, thì ra bọn họ mới là cá trong chậu. Trước đó cười nhạo quân tiêu giao là thú bị nhốt trong lồng. Kết quả thằng hề lại chính là mình. Dựa vào các ngươi mà cũng muốn ám toán quân công tử, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt lạnh lùng của cơ thanh nhìn về phía cổ thiên diện, mang theo ý trào phúng đồ cợt. Cơ thanh y, tiện nữ nhân ngươi uổng công ta đối tốt với ngươi vậy mà ngươi lại cổ thiên diệt giận không kiềm được cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn nổ tung loại phản bội như thế nào mới khắc cốt ghi tâm nhất đó chính là bị nữ nhân phản bội hơn nữa còn là nữ nhân bị mình độc chiếm đó chẳng qua chỉ là mong muốn đơn phương của ngươi mà thôi thanh y chỉ cảm thấy buồn nôn giờ phút này cơ thanh y cởi mặt nạ xuống lời nói cũng vô cùng sắc bén đáng chết cổ thiên diệt thằng ngu này Ánh mắt thi thiên tử và quỷ thiên tử hung tợn trừng cổ thiên diệt một chút. Bọn họ đường đường là tam thiên tử của địa phủ, còn có đại ma vương của tiên ma động thiên. Vậy mà lại bị một nữ tử chơi đùa. Đám người thi thiên tử vô cùng tức giận. Đây vốn là kế hoạch săn giết vô cùng hoàn mỹ, kết quả là ngay từ đầu bọn họ đã thua rồi. Đáng chết, cổ thiên diệt, ngươi phá hủy kế hoạch của chúng ta rồi. Bọn người thi thiên tử gào thét không thôi, phẫn nộ không cách nào hình dung được quả thật là ngay từ đầu, bọn họ chỉ tìm riêng cổ thiên diệt. Là cổ thiên diệt đã tiết lộ kế hoạch cho cơ thanh y, và mời nàng gia nhập. Cho nên cũng có thể nói, là một tay cổ thiên diệt hủy kế hoạch này. Đương nhiên, nói thật, cho dù cơ thanh y có mật báo hay không, kế hoạch này, muốn săn giết quân tiêu giao, quả thật là có chút ngây thơ. Nhưng cho dù như thế nào, nếu như chỉ là kế hoạch thất bại, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể nhận thua, là quân tiêu giao quá mạnh. Mà bây giờ, kế hoạch đã sớm bị tiết lộ bí mật quân tiêu dao đã sớm biết đồng thời đã âm thầm bàn bạc với cơ thanh y rồi điều này quả thật khiến người khác rất tức giận không chỉ có thua mà còn khiến đám người thi thiên tử cổ thiên diệt giống như trở thành kẻ ngốc mẹ nó giết người còn muốn chu tâm tại tại sao chứ đến tận bây giờ cổ thiên diệt vẫn có chút không tin rõ ràng là thể chất của nữ nhân này xứng với hắn ta nhất hơn nữa tiên ma động thiên cũng tác hợp cho hai người bọn họ bản thân cổ thiên diệt cũng độc chiếm cơ thanh y mà bây giờ cơ thanh y lại muốn giết hắn ta cơ thanh y kể từ khi nàng đến đến tiên ma động thiên muốn cái gì có cái đó cho dù là tài nguyên gì ta cũng đều sai người đưa cho nàng thậm chí tiên đạo vật chất cũng đều nguyện ý phân cho nàng một chút tại sao nàng còn phản bội ta cổ thiên diệt gào thét gân xanh trên trán lộ ra hắn ta cảm thấy tất cả những chuyện trước mắt thật quá hoang đường có chút không chân thực muốn cái gì có cái đó gương mặt dưới khăn tre của cơ thanh y hiện ra sự lãnh đạo nếu như ta muốn mạng của ngươi thì sao, ngươi cũng đồng ý cho sao. Cơ thanh y thản nhiên nói. Nàng nói cái gì? Ánh mắt cổ thiên diệt đờ đẫn. Chỉ cần luyện hóa thiên ma thể của ngươi, thì ta sẽ có cơ hội trở thành tiên ma đạo thể. Sau đó chấp trưởng tiên ma đồ, tiến thêm một bước, có lẽ sẽ trở thành chúa tể duy nhất sau này của tiên ma động thiên. Lời của cơ thanh y khiến cổ thiên diệt hoàn toàn ngây người, trong đầu trống rỗng. Hắn ta nghĩ không ra, thanh liên nữ tử mới nhìn qua thì vô dục vô cầu, tĩnh lặng như nước này lại có dã tâm lớn như thế. Vậy mà nàng lại muốn tu luyện thành tiên ma đạo thể, chấp trưởng tiên ma đồ, sau đó trở thành chúa tể tiên ma động thiên. Vậy nàng cũng không cần phải giết ta, chúng ta có thể song tu, hiện giờ nàng thu tay lại vẫn còn kịp. Trong lòng cổ thiên diệt còn mang một tia hy vọng. Hy vọng cơ thanh y có thể quay đầu lại. Cơ thanh y nghe vậy, chán hơi nhăn lại, trong đôi mắt thanh tịnh tràn đầy sự lạnh lùng và căm ghét. Giống như là đang nhìn một uế vật bẩn thỉu vậy. Cùng ngươi, hai chữ vô cùng đơn giản, tính tổn thương không lớn, nhưng tính nhục nhã lại cực mạnh. Sắc mặt cổ thiên diệt lập tức đỏ lên, huyết áp cũng tăng lên. Lên cơn giận dữ, rõ ràng là tức nổ phổi. Phản ứng này có ý gì vậy? Hắn ta thực sự khiến cho người khác buồn nôn không chịu nổi như vậy sao? Điều này là đòn đả kích trí mạng đối với lòng tôn nghiêm của một nam nhân. Trong thiên hạ này, cho tới hiện giờ người có thể khiến cho thanh y hiến thân, mà không ghét, chỉ có một người. Nhưng, chắc chắn không phải là ngươi giọng cơ thanh y thản nhiên nói tiện nhân ngươi tiện nhân này hôm nay cổ thiên diệt ta cho dù phải mất mạng ta cũng nhất định phải giết ngươi cổ thiên diệt hoàn phá phá vỡ lớp phòng vệ cuối cùng tâm trạng sụp đổ bị nữ nhân rèm pha còn khiến hắn ta phẫn nộ hơn cả việc thua trong tay quân tiêu dao điều này liên quan đến lòng tự tôn cuối cùng của một nam nhân ầm um, cổ thiên diệt toàn thôi động sức mạnh cực hạn của thiên ma thể ma khí toàn thân bừng bừng hướng thẳng về phía cơ thanh y cho dù phải trả giá như thế nào, hắn ta cũng đều phải giết tiện nhân này. Cơ Thanh Y mặt không đổi sắc, cũng ra tay, thẳng hướng cổ thiên diện, muốn hoàn toàn tuyệt sát hắn ta. Thiên ma thể, thiên tiên thể, hai đại thể chất và đụng vào nhau, hai bên đều ôm tâm thái tuyệt sát đối phương, vì thế đều không chút lưu thủ. Thật đặc sắc, nhưng phía bên chúng ta cũng nên giải quyết một chút rồi. Quân Tiêu Giao thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thi thiên tử và quỷ thiên tử cảm giác được sức mạnh trên thân quân tiêu kia giao bành trướng tới cực điểm. Đám người thi thiên tử biết rằng, đại thế của bọn họ đã mất rồi. Chờ chờ một chút, quân tiêu giao, tạm thời dừng tay, nếu không chúng ta rút lui tại đây được chứ. Chúng ta đảm bảo, sau này sẽ không còn ý đồ gì với ngươi nữa. Mình thiên tử vẫn lạc, chúng ta cũng sẽ nghĩ cách giải quyết, sẽ không tìm ngươi làm phiền nữa. Thi thiên tử thật sự có chút sợ rồi, sinh lòng thoái ý, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Quân tiêu giao cười lạnh, mang theo sự đùa cợt đường đường là địa phủ thiên tử vậy mà cũng có lúc ngây thơ như vậy bị quân tiêu giao làm nhục như vậy thì thiên tử cũng có chút thẹn quá hóa giận nói quân tiêu giao làm việc nên để lại một con đường ngày sau còn dễ nói chuyện nếu ngươi ở đây giết ba người chúng ta chính là kết đại thù với địa phủ không chết không thôi a à, thì ra trước đó ta và địa phủ không có chút thù hận nào sao quân tiêu giao cố ý nói rõ ràng là quá nực cười rồi ngươi thi thiên tử tức giận nói chuyện với quân tiêu giao, quả nhiên sẽ bị tức chết. Kế hoạch săn giết là do chính các ngươi lập ra, hiện giờ cũng nên vì thế trả giá thật lớn. Trên đầu quân tiêu giao lơ lửng vạn vật mẫu khí đỉnh, tay cầm đại la kiếm thai, khí tức bành trướng. Một kiếm hoành ra, hơn 100 đạo pháp tắc quấn quanh lấy kiếm quang, oanh sát ra. Kết quả, tất nhiên là không chút huyền niệm. Nhưng một lát sau, quỷ thiên tử lại lần nữa bị quân tiêu giao chém giết. Chỉ còn lại thi thiên tử, mang trên mặt, sự sợ hãi tuyệt vọng còn có mơ hồ hối hận sớm biết như thế bọn hắn đã không thực hiện kế hoạch này mà đúng lúc này chiến cuộc ở một bên khác cơ thanh y cũng chiếm thế thượng phong dù sao cổ thiên diệt trước đó đã bị quân tiêu dao đánh trọng thương về sau lại bị nàng đánh lén hiện tại sớm đã là nỏ mạnh hết đà rồi hơn nữa chiêu thức của cơ thanh y vô cùng độc ác cổ thiên diệt hiển nhiên là đang gặp nguy hiểm một thời khắc nào đó cổ thiên diệt bỗng nhiên hét dài một tiếng tiện nhân cho dù ta chết cũng phải kéo ngươi xuống địa ngục giọng nói vừa rơi xuống mạch máu toàn thân cổ thiên diệt đồng thời nổ tung thiên ma chi huyết đang thiêu đốt khí tức của hắn ta chuyển yếu thành mạnh thực lực của hắn ta vào thời khắc này quả thật là trong thời gian ngắn mà đạt đến đỉnh phong đây là trong mắt cơ thanh y cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nàng nghĩ đến một chiêu thức cấm kỵ trong thiên ma thể không sai đây chính là thiên ma giải thể đại pháp chiêu thức cấm kỵ của thiên ma thể mặc dù sau khi thi triển ra, ta cũng có thể sẽ chết, nhưng ta chết cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Miệng cổ thiên diệt đều là máu tươi, lộ ra một nụ cười nhuốm máu, nhìn rất dữ tợn đáng sợ. Thiên ma giải thể đại pháp. Đây là chiêu thức cấm lị át chủ bài của thiên ma thể. Thiêu đốt thiên ma thể toàn bộ tiềm năng, khiến cho sức mạnh của con người tăng lên rất nhiều. Nhưng sau khi sử dụng, sẽ có tác dụng phụ cực lớn, tạo thành phản phệ, tiềm lực thiên phú bị nghiền ép, tu vi có khả năng dừng bước không tiến điều quan trọng nhất chính là hiện giờ thân thể cổ thiên diệt vốn đang bị trọng thương sau khi thi triển ra thiên ma giải thể đại pháp trên cơ bản giống như dầu hết đèn tắt cách cái chết không xa bất quá nếu như không thi triển ra cổ thiên diệt cũng sẽ chết hiện tại thi triển ra mặc dù vẫn sẽ chết nhưng ít ra có thể kéo cơ thanh y cùng chết cũng coi là có thể phát tiết mối hận trong lòng không giết cơ thanh y hắn ta chết không nhắm mắt cổ thiên diệt thi triển ra cấm chiêu thiên ma giải thể đại pháp thực lực của hắn ta cũng nhảy vọt lên tới đỉnh phong. Thậm chí còn mạnh hơn một chút so với thời điểm đối chiến với quân tiêu giao trước đó. Nhưng đây giống như là pháo hoa vậy. Mặc dù vô cùng lộng lẫy, nhưng sau khi qua đi, sẽ chìm vào băng lãnh tĩnh mịch. Hiện giờ cổ thiên diệt chính là pháo hoa cuối cùng. Mặc dù chú định sẽ chết, nhưng bây giờ, hắn ta mạnh đến mức không người nào có thể ngăn được. Phốc phốc, một kích giao thủ. Cơ thể cơ thanh y lùi ra phía sau. Trong miệng phun ra một ngụ máu tươi khiến cho chiếc khăn che mặt đều nhuộm đỏ. Quả thật là cơ thanh y giấu rất sâu. Nhưng hiện giờ nếu nàng thật sự muốn giết cổ thiên diện, thì sẽ phải trả cái giá rất lớn. Ánh mắt nàng liếc nhìn quân tiêu dao một chút. Phát hiện quân tiêu dao vẫn đang chiến đấu với thi thiên tử. Quân tiêu dao chắc chắn có để ý đến động tĩnh của cổ thiên diện. Hắn cũng không ngờ rằng, thiên ma thể lại còn có chiêu thức này, át chủ bài ngọc đá cùng vỡ. Nhưng cũng chỉ là có một tia kinh ngạc thôi. Một chiêu này, có thể tạo thành tổn thương đối với cơ thanh y nhưng lại không uy hiếp được hắn nhưng quân tiêu dao lại không lập tức giải quyết thi thiên tử sau đó đi viện trợ cơ thanh y bởi vì hắn muốn thử cơ thanh y một chút dệt hoa trên gấm rất đơn giản đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi mới khắc sâu đợi đến khi cơ thanh y bị thương mới ra tay cũng sẽ khiến nàng càng có thêm trải nghiệm khắc sâu vì thế quân tiêu dao cũng không nhanh không chậm chiến đấu với thi thiên tử thi thiên tử bỗng nhiên liền phát hiện mình đã có thể đánh tới đánh lui vơi quân tiêu giao rồi. Chẳng lẽ thực lực của bản thiên tử ta cũng đang tăng lên rồi? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi thiên tử đã lầm tưởng rồi, cho là mình có thể phản sát, mà qua hơn 100 chiêu, mạng che mặt của cơ thanh y đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Tiện nhân, một chiêu này kéo ngươi cùng xuống địa ngục. Cổ thiên diệt cũng đã nhận ra, thời hạn của thiên ma giải thể đại pháp sắp hết. Hắn ta nhất định phải tuyệt sát cơ thanh y, thiên ma chi huyết cổ thiên diệt tế ra cực chiêu huyết dịch khắp người trực tiếp chảy người mà ra hắn ta dường như biến thành một hình bóng thiên ma huyết sắc sau đó tuyệt sát cơ thanh y lẽ nào hắn ta thực sự tế ra át chủ bài rồi cơ thanh y hơi cắn đôi môi nàng quả thật có thể ngăn trở cổ thiên diệt nhưng nàng cũng sẽ phải trả cái giá lớn ai bảo cổ thiên diệt hiện giờ giống như con chó điên hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến tính mệnh bởi vì cái gọi là mềm sợ cứng cứng rắn sợ không cần mạng mà lúc này thấy thời cơ đã đến lúc ánh mắt quân tiêu dao lóe lên, một kiếm chém về phía thi thiên tử. Ta có thể phản sát. Thi thiên tử hét dài một tiếng. Sau đó đầu lâu nổ tung, nguyên thần vẫn diệt. Bên này, ngay khi cơ thanh y chuẩn bị đối kháng. Bỗng nhiên, một cánh tay ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, lui về phía sau. Đồng thời, một vòng kiếm, quang, chém về phía hình bóng thiên ma huyết sắc kia, khiến nó một phân thành hai, tán loạn trong hư không. Quân công tử. Cơ thanh y hơi lộ ra vẻ mừng rỡ, quân tiêu giao đã ra tay tương trợ, vậy thì nàng không cần trả cái giá lớn nữa rồi. Quân tiêu giao. Cổ thiên diệt liếc nhìn lại, thấy quân tiêu giao ôm lấy eo thon cơ thanh y, mà cơ thanh y cũng không lộ ra chút nào khó chịu, trong mắt thậm chí còn có sự vui mừng. Cổ thiên diệt nổ tung. Là tức đến mức nổ tung. Hắn ta nỗ lực nhiều như vậy, mà ngay cả tay của cơ thanh y cũng chưa từng chạm qua. Mà quân tiêu giao, trực tiếp ôm eo của nàng, cơ thanh y lại không hề tỏ ra phản cảm hay khó chịu. Tiện nhân ngươi tiện nhân này cổ thiên diệt hét lên giận dữ nổi trận lôi đình ồn áo qua đại la kiếm thai của quân tiêu dao một kiếm chém tới kiếm mang cuồn cuộn như ngân hà trói lọi cộng thêm hơn 100 pháp tắc chia cắt thiên địa thân hình cổ thiên diệt một phân thành hai nguyên thần bị tiêu diệt xếp hạng thứ ba trên cửu thiên long phượng bảng đại ma vương cổ thiên diệt vẫn lạc đến lúc này mới hết ồn ào tam thiên tử địa phủ cũng đồng thời vẫn lạc không ai sống sót đa tạ quân công tử xuất thủ tương trợ Cơ thanh y thành tâm nói. Mặc dù lòng dạ nàng vẫn luôn rất sâu. Nhưng vẫn có thể thấy được sự chân thành giờ khắc này. Thật ra xem như ta xen vào việc của người khác đi. Không có ta, nàng cũng có thể một mình giải quyết cổ thiên diệt. Quân tiêu giao nói. Nếu như vậy, thanh y cũng phải trả giá đắt. Hiện tại, cuối cùng thanh y cũng hiểu rõ. Tại sao Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly lại đều mê luyến ngươi như vậy? Cơ Thanh Y nói. Tại sao? Quân Tiêu Giao nói loại cảm giác được người khác bảo vệ quả thật là không tệ cơ thanh y nói ha ha quân tiêu dao bỗng nhiên cười một tiếng quân công tử cười cái gì cơ thanh y hỏi nàng cũng không phải một nữ tử cam tâm được người khác bảo vệ hơn nữa nói thật ai mà bảo vệ nàng nói không chừng nàng còn đâm sau lưng người đó một đao quý đạo nhất cổ thiên diệt đều không phải là như thế sao ai làm sứ giả bảo vệ nàng thật đúng là gặp vận rủi lớn quân tiêu dao trêu chọc nói nghe đến đó dù là tâm tư thâm trầm như cơ thanh y cũng có chút lúng túng nàng mở miệng nói quân công tử không giống với bọn họ thanh y sao dám có ác ý với người thật không khi đó chẳng phải nàng thật sự muốn cùng cổ thiên diệt chấn áp ta sao về sau nàng phát hiện ra thực lực của ta hoàn toàn mạnh hơn quá nhiều so với tưởng tượng của nàng vì thế mới hợp tác với ta theo kế hoạch cũ những lời của quân tiêu giao chứa cả ẩn ý khi đó cơ thanh y hợp tác với cổ thiên diệt, dùng tiên ma đồ lạc ấn chấn áp hắn. Nhưng không giữ lại chút gì cả. Đó có lẽ là một loại thăm dò, thăm dò thực lực thực sự của quân tiêu giao rốt cục mạnh bao nhiêu. Quân công tử, thì ra trong mắt công tử, thanh y lại là một nữ tử bụng đầy toan tính như vậy sao? Giọng nói cơ thanh y bộc lộ chút ủy khuất, nói, cũng gần giống như vậy, nhưng không quan trọng. Dựa vào sự thông minh của nàng, hẳn là sẽ rõ ai có thể tính toán, ai không thể tính toán. Quân tiêu giao nói, thanh y tất nhiên là hiểu rõ, chỉ là quân công tử có thể buông thanh y ra trước được không? Quân tiêu giao lúc này mới kịp phản ứng, tay của hắn vẫn còn ôm eo cơ thanh y. Eo cơ thanh y cực nhỏ hơn nữa cũng rất mềm mại, không thua kém gì nữ tử xà tộc. Độ uốn lượn cũng không tệ, có thể làm rất nhiều động tác có độ khó cao. Quân tiêu giao buông lỏng tay ra. Cơ thanh y mượn nhờ tiên ma đồ lạc ấn rách nát, chấn nhập thân thể tàn phế cổ thiên diệt vào trong đó luyện hóa cuối cùng tinh luyện thành từng đoàn từng đoàn tinh thuần thiên ma chi huyết tiên cùng ma kết hợp mới có thể bồi dưỡng tiên ma đạo thể nhưng cơ thanh y tự nhiên không có khả năng luyện hóa tại chỗ mà là thu thập lại sau này chậm rãi tu luyện sau khi tu chỉnh quân tiêu giao cũng chuẩn bị xuất phát lần nữa đã tốn không ít thời gian ở chỗ này rồi mặc dù đã giải quyết tam thiên tử địa phủ và cổ thiên diệt nhưng hiện giờ hắn còn cần đi tìm tiên đạo vật chất cơ thanh y đi đến bên cạnh quân tiêu giao Gỡ mạng che mặt nhuốm máu trên mặt xuống, lập tức lộ ra một dung nhan khiến cho trời đất cũng phải ảm đạm lu mờ. Khuôn mặt như trăng sáng, lông mày như núi xa, đôi mắt trong như nước mùa thu, mọi thứ đều vô cùng hoàn mỹ và hài hòa. Duy chỉ có một nơi không hài hòa, chính là trên gương mặt xinh đẹp kia có một vết sẹo. Đó là lúc lịch luyện ở biên hoang, quân tiêu giao dùng thân phận dị vực hỗn độn thể, mượn nhờ sức mạnh và quy tắc hỗn độn, lưu lại một vết tích trên mặt nàng để dạy dỗ nàng một chút, để nàng không làm loại nữa. Mà vết tích này, chỉ có một mình quân tiêu giao có thể xóa đi. Quân công tử, phải chăng bây giờ công tử có thể giúp thanh y xóa vết sẹo trên mặt đi được rồi? Cơ thanh y nói. Nàng không nói, quân tiêu giao cũng suýt chút nữa quên mất việc này. Khi đó, lịch luyện tại biên hoang, hắn là dị vực hỗn độn thể, còn nhờ vào đó để chỉnh đốn cơ thanh y. Đây cũng là dấu tích mà ta lưu lại cho nàng. Xóa đi, có lợi gì cho ta không? Quân tiêu giao nói, Cơ Thanh Y nói, Thanh Y có thể nói cho công tử, ở nơi sâu hơn trong vùng đất quy khư, còn có một tiên khanh siêu cấp khác. Ở trong đó, có thể sẽ xuất hiện tiên mạch đặc biệt vượt qua quả nhất đẳng tiên mạch. Hiện giờ đã có rất nhiều thiên kiêu hội tụ ở đó, nếu quân công tử còn không đến thì sẽ bị chậm đấy. Tiên mạch đặc biệt, quân tiêu giao cảm thấy có chút hứng thú. Nhất đẳng tiên mạch, dài nghìn dặm, còn tiên mạch đặc biệt, dài chừng vạn dặm trở lên, có thể tế luyện ra càng nhiều tiên đạo vật chất. Tin tức này, coi như là lễ vật cảm tạ quân công tử. Cơ Thanh Y khẽ mỉm cười nói, "Vậy được rồi, đa tạ." Cơ Thanh Y đã làm đến mức này, Quân Tiêu Dao cũng không làm khó nàng nữa. Hắn giơ tay lên, vất qua hai gò má Cơ Thanh Y, vết tích ở trên mặt nàng lập tức biến mất. Cơ Thanh Y khôi phục dung nhan hoàn mỹ. Nàng lại cầm lên một mạng che mặt trắng nõn, che trên mặt, che đi vẻ đẹp tuyệt sắc đó. Vẻ đẹp như vậy mà lại khó có người được nhìn thấy, thật đáng tiếc. Quân Tiêu ra trực trực miệng nói, sóng mắt cơ thanh y lưu chuyển nói vậy chẳng phải là càng tốt sao quân công tử có thể độc thưởng rồi lời này giống như có chút ý đồ bên trong vậy quân tiêu giao nói sang chuyện khác nàng không đến tiên khanh siêu cấp đó sao cơ thanh y khẽ lắc đầu nói thanh y không đi được nếu như ta xuất hiện cùng với quân công tử vậy thì cái chết của cổ thiên diệt chúng ta lập tức sẽ bị hoài nghi không thể không nói cơ thanh y suy nghĩ rất chú đáo tâm tư của nàng quả thật rất kín đáo mặc dù cuối cùng vẫn là ta phải đến chịu trận Quân tiêu giao nói, cái chết của cổ thiên diệt chắc chắn sẽ tính vào đầu hắn. Nhưng quân tiêu giao cũng không để ý, nợ nhiều không lo. Vậy thì làm phiền quân công tử rồi, ngoài ra còn có trường sinh thiên nữ kia. Cơ thanh y nhìn thoáng qua trường sinh thiên nữ ở nơi xa xa. Nàng đã thấy toàn bộ quá trình. Yên tâm, cô ta không ra khỏi vùng đất quy khư được đâu. Quân tiêu giao cười cười. Ngữ khí bình thản, lại sự lạnh lùng khó hiểu. Cơ thanh y cũng nhìn chằm chằm quân tiêu giao một chút, là kẻ địch của quân công tử thật đúng là bi thảm hy vọng say này còn cơ hội có thể có hợp tác với quân công tử cơ thanh y cáo biệt chuẩn bị rời đi nhìn bóng hình xinh đẹp rời đi của cơ thanh y quân tiêu dao bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề đúng rồi thanh y cô nương trước kia nàng từng nói người có thể khiến nàng hiến thân mà không hề ghét bỏ không phải là nói quân mỗ ta chứ nghe thấy lời này bước chân vội vã của cơ thanh y dừng lại một lát sau nàng ngoái nhìn cười một tiếng vô cùng quyến rũ trời đất đều không còn chút màu sắc nào. Công tử đoán xem, quân tiêu giao hơi sững sờ. Đây còn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, nữ tử lòng tràn đầy tính toán, lộ ra nụ cười đơn thuần ngây thơ giống như đứa trẻ. Chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy sự thuần khiết này sao? Khi quân tiêu giao lấy lại tinh thần, cơ thanh y đã đi xa. Không dây dưa dài dòng, cũng không có chút nào lưu luyến. Thật sự là một nữ tử thú vị, thật ra ta rất hiếu kỳ, nàng có thể dựa vào bản thân mà đi xa tới đâu quân tiêu giao nhàn nhạt, nhạt lắc đầu sau đó hắn cũng chuẩn bị tiến về tiên khanh siêu cấp mà cơ thanh y nói dù sao tiên mạch đặc biệt để luyện ra tiên đạo vật chất hẳn là sẽ không ít quân tiêu dao đưa tay dùng pháp tắc thần liên kéo trường sinh thiên nữ tới khuôn mặt nàng tràn đầy vẻ hoảng sợ thất thanh nói không ngờ nữ tử của tiên ma động thiên cũng là người của ngươi ngươi tính toán thật quá thâm sâu trường sinh thiên nữ không ngờ rằng sẽ có kết quả này ngay từ đầu khi nhìn thấy quân tiêu dao rơi vào bẫy nàng ta còn cười trên nỗi đau của người khác, cho rằng quân tiêu giao gặp xui xẻo rồi. Nói không chừng còn chưa tới lượt trường sinh đế tử ra tay, quân tiêu giao sẽ phải nghỉ chơi. Ai có thể ngờ rằng lại có sóng lớn nghịch chuyển như vậy? Đối với quân tiêu giao, trường sinh thiên nữ quả thật hoàn toàn không thể nhìn thấu được. Cảm thấy bất ngờ sao, điều bất ngờ hơn còn ở phía sau. Quân tiêu giao đùa cợt nói. Đả kích trí mạng nhất đối với một người, chính là để người đó nhìn thấy hy vọng, sau đó lại tự tay hủy hoại hy vọng đó hy vọng duy nhất hiện giờ của trường sinh thiên nữ chính là trường sinh đế tử kia. Không, cho dù thủ đoạn của ngươi có nhiều thế nào chăng nữa, đế tử đại nhân cũng có thể đối phó với ngươi, huynh ấy là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi của cửu thiên. Trong lòng trường sinh thiên nữ vẫn ôm lấy tín nhiệm như cũ. Người đứng đầu, quân tiêu giao cười. Có ta ở đây, cái danh này, hắn không đảm đương nổi. Quân tiêu giao nắm lấy pháp tắc thần liên, kéo trường sinh thiên nữ, rời khỏi tiên khanh này, tiếp tục thâm nhập nơi sâu vùng đất quy khư đến tận giờ thiên kiêu tiến vào vùng đất quy khư đã thiếu hơn một phân nửa đa số bọn họ đều chết trong các loại quỷ dị rồi các thiên kiêu còn lại cơ hồ đều là tinh anh các cấm khu lớn bọn họ mới có thể thực sự tiến vào chỗ sâu trong vùng đất quy khư một tin tức chuyển ra lại khiến một vài thiên kiêu ánh mắt phát sáng đó chính là chỗ sâu trong vùng đất quy khư xuất hiện tiên khanh siêu cấp đó là một tiên khanh vô cùng to lớn ước chừng mấy chục vạn dặm trong đó có thể ẩn chứa tiên mạch đặc biệt còn hơn cả nhất đẳng tiên mạch. Dùng nó để luyện ra tiên đạo vật chất, tuyệt đối kinh người, còn tốt hơn nhất đẳng tiên mạch rất nhiều lần. Vì thế những thiên kiêu còn lại cũng đều bắt đầu hội tụ về phía tiên khanh siêu cấp đó. Chắc hẳn đến lúc đó sẽ có một phen tranh phong cực kỳ kịch liệt. Quân Tiêu giao cũng tiến về phía đó. Thỉnh thoảng hắn cũng có thể chạm trán với một vài kiêu tử cửu thiên, đồng thời cũng thể hiện sự chân thành quan tâm và ân cần thăm hỏi. Những kiêu tử cửu thiên kia đến cuối cùng đều phải khóc lóc giao tiên mạch trong tay cho quân tiêu giao. Đợi sau khi quân tiêu giao đi xa, bọn họ mới khóc tang. Mẹ kiếp, thần tử quân ra gì chứ, tốt xấu gì cũng để lại cho bọn ta một chút chứ, giao hẹ còn phải chừa chút dễ chứ. Bên này, quân tiêu giao kiểm kê thu hoạch, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Không tệ, quả nhiên là thủ đoạn nhanh nhất. Hừ, thần tử quân ra mà lại có thể vô sỉ như vậy. Ở phía sau trường sinh thiên nữ lạnh lùng nói, quân tiêu giao cũng không để ý, không cần thiết phải bực bội với một kẻ chắc chắn phải chết. Ngươi biết cái gì, ta đây là lấy đức phục người, ngươi không thấy được trên mặt bọn họ đều mang theo cảm kích đến mức thút thít sao. Trường sinh thiên nữ cũng phải bó tay rồi. Không ngờ rằng quân tiêu giao cao cao tại thượng, bình thường luôn bày ra vẻ mặt lãnh đạm, mà lại có tế bào hài hước như vậy. Lúc này, phía trước lại xuất hiện ba bóng người. Ánh mắt quân tiêu giao hơi sáng nói, không ngờ rằng có thể gặp được người quen cũ. Không sai, ba bóng người kia, chính là ba vị thiếu chủ của Luân Hồi Hải. Huyền Di, Huyền Cách, Huyền Mạc. Mặc dù đám người tiến vào vùng đất quy khư, đều là ngẫu nhiên đến. Nhưng bà huynh đệ bọn họ, tâm ý tương thông, vì thế đã rất nhanh chóng tụ hợp cùng nhau. Đại ca, chờ đến khi có thể tìm thấy tiên mạch đặc biệt ở tiên khanh siêu cấp kia, vậy thì có thể để luyện ra tiên đạo vật chất đủ để ba huynh đệ chúng ta tu luyện, rồi. Đúng vậy, mặc dù bây giờ chúng ta sưu tập được không ít tiên mạch, nhưng vẫn còn kém hơn so với tiên mạch đặc biệt. Huyền Cách và Huyền Mạc nói. Đó là điều đương nhiên. Huyền Di khẽ gật đầu. Đúng lúc này, một giọng nói chợt vang lên. Chư vị, lâu rồi không gặp, ta vô cùng nhớ các vị. Nghe thấy giọng nói này, ba huynh đệ xù lông theo bản năng, cảm thấy một trận dùng mình, hàn khí tuôn thẳng ra cổ họng. Ngươi đừng tới đây. Chạy mau. Không trần chờ chút nào, ba huynh đệ bộ pháp vô cùng đều nhịp. Ai có thể nghĩ tới? Ba vị đại thiếu chủ luân hồi hải danh chấn cửu thiên này, sau khi nghe thấy giọng quân tiêu giao thì lại lập tức vắt chân lên cổ phi nước đại, không hề quay đầu lại. Khiến quân tiêu giao cũng phải bó tay. Hắn quay đầu nhìn trường sinh thiên nữ một chút, nghi ngờ nói, bản công tử là ma quỷ sao, đáng sợ như thế sao. Trường sinh thiên nữ nghe vậy, trên gương mặt tràn đầy uế vật cùng vết máu, khóc không ra nước mắt. Ngươi có phải ác ma hay không, trong lòng ngươi còn không rõ sao. Trường sinh thiên nữ muốn mở miệng mắng to, nàng ta chưa từng gặp qua người nào quỷ dị giống như quân tiêu giao, Đương nhiên, cho dù ba huynh đệ luân hồi hải chạy thế nào, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay quân tiêu giao. Chỉ qua thời gian mấy nhịp thở, quân tiêu giao xuất hiện trước mặt ba huynh đệ bọn họ. Khi nhìn thấy trường sinh thiên nữ bị quân tiêu giao rắt chật vật như chó ở phía sau, sắc mặt ba huynh đệ đại biến, trắng bệch và run rẩy. Đây chính là trường sinh thiên nữ. Đệ nhất mỹ nhân của cửu thiên, tồn tại xếp thứ tư trong long phượng bảng. Hiện giờ thành dáng vẻ gì rồi? Một bà điên dơ bẩn không ai chịu nổi. Lần này, ba huynh đệ càng run lẩy bẩy hơn. Rốt cục quân tiêu giao đã dùng thủ đoạn ma quỷ gì, tra tấn trường sinh thiên nữ thành cái dạng này. Quân, quân tiêu giao, ngươi muốn làm cái gì? Huyền Mạc nói năng không lưu loát. Dù sao hắn ta không chỉ một lần trải qua sự đánh đập của quân tiêu giao. Người này nhìn vẻ ngoài, như là trích tiên nhưng thực ra thủ đoạn còn hung ác hơn cả những người khác. Đúng vậy, quân tiêu giao, nếu ngươi thực sự dám làm gì chúng ta, luân hồi hải sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyền cách cũng miệng cọp gan thỏ, run giọng nói. Nếu như quân tiêu giao thật sự giết bọn họ trong vùng đất quy khư, vậy thì bọn họ có oan cũng không thể tố với ai. Quân tiêu giao, nếu ngươi thực sự dám động thủ, chúng ta liền cá chết lưới rách. Huyền di thân là đại thiếu chủ, cũng có chút can đảm. Chỉ là giờ phút này, trong lồng ngực gã cũng đang đánh trống thình thịch. Dù sao nếu có thể sống, thì không ai đi tìm cái chết cả. Các ngươi đang nói gì vậy, bản công tử ghét nhất chém chém giết giết. Quân tiêu giao khẽ mỉm cười, thậm chí còn có cảm giác gần gũi và thân thiết. Trên chán ba huynh đệ chậm rãi hiện ra một dấu hỏi. Quân tiêu giao chán ghét chém chém giết giết sao? Mẹ kiếp, thiên kiêu trên cửu thiên long phượng bảng, bị ngươi đánh mấy lần rồi. Thú quật tứ tiểu vương, ba kẻ bị ngươi chấn áp. Ba huynh đệ chúng ta, bị ngươi một quyền ngược thảm. Như vậy mà còn gọi là chán ghét chém chém giết giết. Quân tiêu giao, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Sắc mặt huyền di âm tình bất định quân tiêu giao cũng lười nói thêm điều gì nói thẳng ba huynh đệ các ngươi nhiều người như vậy chắc hẳn hiện giờ cũng sưu tập được không ít tiên mạch thứ đồ tốt này rất dễ khiến người khác nhớ thương giao cho quân mỗ ta giữ thay các ngươi ta sẽ chịu rủi ro thay các ngươi quân tiêu giao lạnh nhạt nói ba huynh đệ huyền di huyết áp thẳng tắp lên cao khá lắm thì ra là muốn làm thổ phỉ hết lần này tới lần khác còn nói đường hoàng như thế quân tiêu giao ngươi quá đáng rồi đấy sắc mặt huyền di đỏ bừng Bọn họ tiến vào vùng đất quy khư, chính là vì tìm chân quý tiên đạo vật chất. Đây chính là bảo vật tốt nhất để tăng tu luyện. Nếu như bọn họ không có tiên đạo vật chất, thì sẽ thụt lùi so với người khác. Nhìn thấy phản ứng của ba huynh đệ, quân tiêu giao không nói gì, xuất ra đại la kiếm thai, vừa nhặt móng tay, vừa nói, không phải các ngươi coi lòng tốt của quân mỗ thành lòng lang dạ thú rồi chứ. Ba người huyền di, lập tức á khẩu không trả lời được. Còn có thể thế nào chứ? Đánh thì không đánh lại được, thì phải tiếp nhận hiện thực chứ sao. Ba người bất đắc dĩ, chỉ có thể giao ra tất cả tiên mạch. Bọn hắn cũng không dám giấu đi, nếu như bị quân tiêu giao phát hiện. Vậy có thể nguy hiểm đến cả tính mạng. Nhìn thấy từng sợi tiên mạch kia, hai mắt quân tiêu giao tỏa sáng. Trong đó lại còn có tiên mạch hạng nhất. Có thể nói, những tiên mạch này đã có thể để luyện ra rất nhiều tiên đạo vật chất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé chỉ có thể nói, càng nhiều người thì tốc độ sưu tập tiên mạch càng nhanh. Ba huynh đệ nhìn thấy quân tiêu giao thu hồi tiên mạch, đều khóc không ra nước mắt. Đây chính là thành quả mà bọn họ vất vả tìm kiếm được, kết quả lại thành nước chảy về biển Đông, mất hết rồi. Sau khi quân tiêu giao thu hồi tiên mạch, nhìn về phía ba người nói. Nhìn dáng vẻ của các ngươi, chắc hẳn là cũng đang đi về phía tiên khanh siêu cấp. Ba huynh đệ nhẹ gật đầu. Quân tiêu giao cười nhạt nói, vậy rất tốt, đi theo ta, nhiệm vụ đào mỏ giao cho các ngươi. Cái gì, quân tiêu giao người? Sắc mặt ba huynh đệ đều đỏ bừng lên. Bọn họ đường đường là tam đại thiếu chủ của Luân Hồi Hải. Bây giờ lại bị quân tiêu giao xem như thợ mỏ rồi. Còn có thiên lý hay không? Còn có vương pháp hay không? Không muốn sao? Quân tiêu giao khẽ hít mắt. Không, không phải. Đám người huyền di đành phải nuốt xuống cơn giận này. Hắn ta tin rằng, những thiên kiêu hàng đầu trường sinh đế tử, thao vương, cổ thiên diệt chắc chắn cũng tiến về tiên khanh siêu cấp. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ có thể chấn áp quân tiêu giao. Về phần giết chết quân tiêu giao, bọn quả thật không nghĩ ra ai có thể làm được chuyện này. Sợ là ngay cả trường sinh đế tử cũng không nhất định làm được. Chỉ là bọn họ không biết, cổ thiên diệt kia sớm đã vẫn lạc trong tay quân tiêu giao rồi. Sau đó, quân tiêu giao mang theo trường sinh thiên nữ, ba huynh đệ luân hồi hải, tiến về tiên khanh siêu cấp. Vùng đất quy khư, phạm vi cực lớn. Trên cơ bản có thể so với một khối đại lục. Mà tại chỗ sâu vùng đất quy khư, cũng có một vài tiên khanh trên cơ bản phần lớn tiên mạch đều được khai quật ra từ trong tiên khanh mà bây giờ thu hút người nhất chính là tiên khanh siêu cấp phạm vi chừng mấy chục vạn dặm nằm ở chỗ sâu trong vùng đất quy khư trong đó có thể sẽ có hạng nhất tiên mạch có thể đủ để luyện ra lượng lớn tiên đạo vật chất vì thế thiên kiêu còn sót lại trong vùng đất quy khư đều hội tụ về phía tiên khanh siêu cấp chỗ sâu vùng đất quy khư mây khói bao phủ đưa mắt nhìn lại tiên khanh siêu cấp kia không thể nhìn thấy phần cuối bên ngoài tiên khanh là một vùng đất vô cùng hoang lương. Còn bên trong tiên khanh lại muôn hồng nghìn tía, có lão dược sinh trưởng, hoa cỏ hương thơm. Đây chính là dấu hiện có cất dấu tiên mạch. Khí tức tiên mạch tản mát ra, nuôi dưỡng những linh dược kỳ hoa này. Mà bây giờ, cũng có rất nhiều thiên kiêu xuất hiện ở nơi đây. Xem ra đây chính là tiên khanh lớn nhất trong vùng đất quy khư. Ở phía đông tiên khanh siêu cấp xuất hiện một nam một nữ. Rõ ràng là hai huynh muội côn hư tử và côn linh ngọc không biết quân công tử hiện giờ đến đâu rồi. Đôi mắt đẹp của Côn Linh Ngọc chuyển động nói. Sao vậy, muội động tâm rồi sao, không sao cả, vi huynh có thể nói giúp muội. Côn hư tử trêu ghẹo nói. Ca ca, huynh nói gì vậy, muội chẳng qua là muốn bái quân công tử làm thầy thôi. Côn Linh Ngọc đỏ mặt nói. Nàng thật sự muốn làm đồ đệ của quân tiêu giao, tuyệt đối không có ý khác. Càng không thể có suy nghĩ kỵ sư, diệt tổ. Thời gian dần trôi qua, những kiêu tử còn lại của cửu thiên cũng dần dần hội tụ đến nơi đây mặc dù thỉnh thoảng bộc phát chiến đấu xung đột nhưng trên tổng thể vẫn tương đối hài hòa mỗi người tự chiếm lấy một khu vực cho riêng mình dù sao cho đến bây giờ cũng không ai có thực lực chiếm cứ toàn bộ tiên khanh mà đúng lúc này một vòng kiếm quang từ phía chân trời lướt đến một bóng người áo đen độ không mà tới chính là diệp cô thần là vị truyền nhân của kiếm chủng nhìn thấy diệp cô thần đến một vài kiêu tử cửu thiên đứng xung quanh, trong mắt đều lộ ra sự cảnh giác. Thực lực của Diệp Cô Thần đã được chứng minh khi ở Luân Hồi Hải. Quân huynh còn chưa tới sao, đã như vậy, thì cũng không thể để cho người khác lấy hết cơ duyên ở tiên khanh này được. Ánh mắt Diệp Cô Thần lấp lóe. Hắn biết, quân tiêu giao nắm giữ một quân đế đình lớn như vậy, hẳn là rất cần tiên đạo vật chất. Người đầu tiên mà Diệp Cô Thần nghĩ tới, không phải mình, mà là quân tiêu giao. Đã xác định là chi kỷ, vậy thì chắc chắn sẽ suy nghĩ cho đối phương. Quân tiêu giao đồng ý cùng hắn đối mặt với luân hồi hải. Hắn cũng đồng ý giúp quân tiêu giao thu hoạch cơ duyên. Đúng lúc này, một thiếu niên mắt đen tóc đen đạp không đến, những nơi mà gã đi qua, tất cả mọi thứ đều như bị nuốt chửng không còn lại gì. Rõ ràng là Thao Vương. Thao Vương vừa xuất hiện, đã nhìn chằm chằm diệp cô thần. Quân tiêu giao không ở đây, người bên cạnh quân tiêu giao, chắc chắn sẽ là đối tượng đầu tiên bị nhằm vào. Về phần côn hư tử, sự uy hiếp của hắn ta không lớn như diệp cô thần vì thế xếp hắn ta ở phía sau. Lần này hơi rắc rối rồi. Sắc mặt côn hư tử có một tia ngưng trọng. Tất cả các ngươi mau cút đi, nơi đây, ta muốn. Thao vương, nhìn bề ngoài là một thiếu niên với đôi con ngươi đen như mực không có tròng trắng, tựa như hai cái lỗ đen khiếp người. Ngữ khí của hắn ta cũng rất bá đạo, trực tiếp kêu tất cả mọi người đều cút đi. Dù sao cũng là người xếp hạng hai trên cửu thiên long phượng bảng, đứng đầu thú quật tứ tiểu vương, có tính cách bá đạo, cũng rất bình thường mặc dù kiêu tử cửu thiên có mặt ở đây trong lòng rất tức giận, nhưng cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Uy thế thao vương quá mạnh, bản thân hắn ta, giống như là một tinh vực hắc ám, thôn phệ hết mọi tồn tại phản kháng lại hắn. Mà diệp cô thần, trong mắt lại không có ý sợ hãi. Nằm mơ. Hai chữ vô cùng đơn giản, thể hiện thái độ cường ngạnh của diệp cô thần. Ồ, ánh mắt thao vương lạnh lùng nhìn chằm chằm diệp cô thần. Xem ra ở bên cạnh quân tiêu giao lâu rồi, sự tự tin của ngươi cũng lớn hơn rồi. Kiếm chủng các ngươi, trước đó đã xuất hiện một kẻ ngỗ nghịch rồi, hiện giờ ngươi muốn nối gót hắn sao? Thao vương không có một chút hảo cảm nào đối với kiếm chủng. Độc cô kiếm thần của kiếm chủng, đã từng đả thương vô thượng cấm kỵ thú quật của bọn họ. Bớt nói nhiều lời, mọi việc hãy dùng kiếm để phân định. Diệp cô thần không phải là người nói nhiều, cầm cầu bại kiếm trong tay, tóc đen bay lên, kiếm khí lạnh thấu xương. Khá lắm, dám trực tiếp khiêu chiến với thao vương hạng hai long phượng bảng nhìn thấy hai người cây kim so với lúa mì, một vài kiêu tử cửu thiên đứng chung quanh đều phải hít sâu một hơi. Thực lực của Thao Vương gần với vị trường sinh đế tử kia. Mặc dù trước đó ở Luân Hồi Hải, Diệp Cô Thần đã từng thể hiện thực lực của mình. Nhưng tối đa cũng chỉ có thể chen vào vị trí thứ năm trong Long Phượng Bảng mà thôi. Đương nhiên, người ngoài cũng không biết được tốc độ tu luyện của Diệp Cô Thần rốt cục nhanh đến cỡ nào. Đặc biệt là sau khi khai quật ra sức mạnh của độc cô kiếm thần. Ngay khi bầu không khí đang nồng nặc mùi thuốc súng, một tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên. Nơi đây, thật sự là náo nhiệt à, giọng nói này bình tĩnh ôn hòa, khiến cho người khác có cảm giác như gió mùa xuân. Nhưng nghe thấy giọng nói này, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía đó. Vị kia đến rồi. Viễn không, phù văn vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Một dáng người thon dài, tay cầm kim đăng, giống như là một thần nhân khoan thai cất bước đi tới. Không phải trường sinh đế tử thì là ai nữa? Trường sinh đế tử đến rồi thiên kiêu ở đây đều nhịn không được hô lên ngẩng đầu nhìn bóng người kia khác với thao vương thao vương mang đến cho người khác cảm giác e ngại sợ hãi khiến người ta sinh ra nỗi sợ hãi nhưng trường sinh đế tử và trường sinh thiên nữ bình thường tính tình bình thản thong dong bình tĩnh có một loại khí chất của lãnh tụ cộng thêm thực lực vẫn luôn chiếm cứ vị trí đầu bảng trên cửu thiên long phượng bảng vì thế hiện giờ uy vọng của trường sinh đế ở cửu thiên vẫn rất lớn cũng được rất nhiều người kính ngưỡng có chút giống với đế hạo thiên ngã xuống thần đàn trước đó. Nhưng cũng vẫn có sự khác biệt với đế hạo thiên đã ngã xuống thần đàn trước đó. Hiện giờ trường sinh đế tử vẫn giống như mặt trời ban trưa, giữ vững thân phận địa vị siêu nhiên. Rất nhiều kiêu tử cửu thiên, thậm chí còn cho rằng, trường sinh đế tử là người duy nhất có thể ngăn chặn uy thế của quân tiêu giao. Nếu trường sinh đế tử cũng không giữ được sự tôn nghiêm cho cửu thiên, vậy thì toàn bộ thế hệ tuổi trẻ cửu thiên sẽ thực sự bị một mình quân tiêu giao đẻ bẹp đây là viễn cảnh mà kiêu tử cửu thiên đều không muốn nhìn thấy. Trường sinh đế tử. Nhìn thấy trường sinh đế tử đến đây, ánh mắt thao vương cũng ngưng trọng. Mặc dù hắn ta rất bá đạo, nhưng đối mặt với trường sinh đế tử, vẫn là biết được phân tắc. Hơn nữa trường sinh đảo và thú quật, đều thuộc về cấm khu phái thanh tẩy. Vì thế giữa thao vương và trường sinh đế tử, ngoại trừ tranh đoạt vị trí đầu bảng ra, cũng không có gì mâu thuẫn. Thao vương mặc dù bá đạo, nhưng hiển nhiên không thể đuổi trường sinh đế tử đi. Trường sinh đế tử, cũng nhìn về phía diệp cô thần kiếm chủng quả nhiên là một nhân vật thú vị mặc dù hắn ta có vẻ thong dong cao cao tại thượng nhưng diệp cô thần cũng có thể mang đến cho hắn ta cảm giác nguy hiểm nhàn nhạt, nhạt mặc dù chỉ có một chút thôi nhưng cũng khiến cho trường sinh đế tử có chút kinh ngạc dù sao diệp cô thần và quân tiêu giao đều là thiên kiêu đến từ tiên vực trong môi trường khác nhau theo lý thuyết thiên kiêu tiên vực hẳn là sẽ yếu hơn kiêu tử cửu thiên diệp cô thần lại có thể đến đây trong thời gian ngắn như vậy thậm chí dám đối chọi gay gắt với Thao Vương. Đây chắc chắn cũng là một tai họa ngầm. Thế nào, ngươi cũng muốn ra tay sao, Diệp Mỗ cũng không ngại, lấy một địch hai. Cầu bại kiếm trong tay Diệp cô thần chấn động. Cho dù đối mặt với hai người trường sinh đế tử và Thao Vương, hắn vẫn không lui nửa bước. Ta khinh, quả nhiên là gần mực thì đen gần đèn thì dạng, ở bên cạnh quân tiêu giao lâu quá nên cả đám đều điên cuồng giống như hắn sao. Nhìn thấy thái độ của Diệp cô thần, một đám kiêu tử cửu thiên đứng chung quanh, đều vô cùng xấu hổ. Đây chính là tồn tại đứng đầu và thứ hai trên cửu thiên long phượng bảng A. Nghe thấy lời diệp cô thần, trường sinh đế tử chỉ cười cười. A, à, quả nhiên, kiếm chủng các ngươi, toàn sinh ra hạng người mang ý đồ phản loạn. Năm đó độc cô kiếm thần đã như vậy, người bây giờ cũng như vậy. Nhưng mạnh như độc cô kiếm thần, cuối cùng cũng chỉ có kết cục bi thảm, huống chi là ngươi. Thiên mệnh không ở phe kiếm chủng ngươi, mà ở phe trường sinh đảo bọn ta lời nói của trường sinh đế tử vô cùng vang vọng vị kia của trường sinh đảo bọn họ chính là người đứng đầu trong các chủ tể cũng chính bởi vì có sự tồn tại của vị kia bọn hắn trường sinh đảo bọn họ mới có thể giữ vững vị trí đầu trong thập đại cấm khu độc cô kiếm thần thân là kẻ phản kháng tất nhiên sẽ không được bọn họ chào đón vì thế trường sinh đế tử cũng không có cảm tình gì với kiếm chủng và diệp cô thần mà diệp cô thần cũng là như vậy người ngồi ở chỗ cao khi rơi xuống sẽ càng thê thảm hơn trong mắt Diệp Cô Thần hiện lên sự sắc bén. Cho dù lấy một địch hai, hắn cũng không cho phép trường sinh đế tử khinh miệt độc cô kiếm thần như vậy. Đó là một anh hùng hiếm có trong ngàn vạn người. Bầu không khí ở đây giống như là thuốc nổ, chỉ cần một cái hỏa tinh là có thể phát nổ. Ai, chuyện này nên làm thế nào cho phải? Nhìn thấy loại cục diện này, côn hư tử cũng bất đắc dĩ. Gã tự nhiên biết rõ, Diệp Cô Thần là người ở phe quân tiêu giao. Chỉ là bản thân gã, cũng chỉ xếp thứ sáu trên long phượng bảng mà thôi, căn bản không thể tham gia cuộc chiến đẳng cấp như thế này. Hữu tâm cũng vô lực a, à, mà đúng lúc này, nơi xa, lại lần nữa có bóng người xuất hiện. Đường đường là tồn tại đệ nhất đệ nhị cửu thiên long phượng, bảng mà cũng muốn lấy nhiều địch ít sao. Nghe thấy giọng nói này, trường sinh đế tử và thao vương đồng thời di chuyển ánh mắt. Nhưng vừa mới nhìn, sắc mặt trường sinh đế tử lập tức ngưng lại. Người vừa nói này, tất nhiên là quân tiêu giao. Nhưng khiến sắc mặt trường sinh đế tử ngưng lại, không phải quân tiêu giao, mà là bóng người mà hắn dùng pháp tắc thần liên trói lấy kia. Toàn thân váy trắng tràn đầy vết dơ bẩn, máu me đầy mặt, giống như là một bà điên trong đống rác rưởi vậy. A, à, quân tiêu giao đến rồi. Ba người phía sau hắn lại là tam đại thiếu chủ luân hồi hải, phải chăng bọn họ cũng giống như tam tiểu vương thú quật, bị chấn áp tuần phục rồi. Các ngươi nhìn kìa, nữ tử bị dây xích buộc kia, sao có cảm giác có chút giống trường sinh thiên nữ vậy? Không đúng, cái gì gọi là có chút giống chứ, đây rõ ràng chính là thiên nữ đại nhân quân tiêu giao vừa đến, đã khiến mọi người ở đây kinh sợ xôn xao. Thứ khiến bọn họ khiếp sợ, không phải bản thân quân tiêu giao, mà là nữ tử bị hắn dùng pháp tắc thần liên trói lấy kia. Đệ nhất mỹ nhân của cửu thiên mà lại chật vật như vậy. Và điều quan trọng hơn là, nàng được coi như là người của trường sinh đế tử. Đây giống như là dáng một cái tát mạnh vào mặt trường sinh đế tử vậy. Khó có thể tưởng tượng, cảnh tượng trước mắt này, khiến cho kiêu tử cửu thiên trong lòng mang chấn kinh. Trường sinh thiên nữ là nữ thần trong mơ của không biết bao nhiêu người thuần khiết không nhiễm một hạt bụi hơn nữa lại bình dị gần gũi không có dáng vẻ của mỹ nhân lạnh lùng nhưng hiện giờ thì sao chứ mặt đầy vết máu lại bẩn thỉu quan trọng nhất chính là lại còn bị người khác dùng dây xích buộc vào cổ chật vật như chó đây là nữ thần trong lòng bọn họ sao loại cảm giác này giống như là hình tượng mỹ nhân vỡ vụn lộ ra hiện thực xấu xí giờ phút này trường sinh thiên nữ gần như đã chết lặng rồi nàng căn bản không nhìn những ánh mắt xung quanh giờ phút này trong mắt nàng chỉ có một người đó cũng là hy vọng duy nhất của nàng đế tử đại nhân trường sinh thiên nữ phát ra một tiếng khóc thảm quân tiêu dao ngươi trường sinh đế tử trước giờ vẫn luôn bình tĩnh giờ phút này lại vô cùng tức giận trường sinh thiên nữ dù nói thế nào cũng là thiên kiêu của trường sinh đảo trong tương lai cũng chú định sẽ là nữ nhân của hắn ta kết quả hiện giờ lại thê thảm chật vật như vậy điều càng khiến cho trường sinh đế tử phẫn nộ là hắn ta sợ trường sinh thiên nữ đã bị cầm máu rồi. Cũng không phải hắn ta vô cùng thích trường sinh thiên nữ, mà là trường sinh thiên nữ, chú định sẽ là một trong nữ nhân của hắn ta. Loại cảm giác này giống như là quả đào ngon nhất trong đĩa quả của mình. Kết quả lại bị người khác cắn miếng đầu tiên vậy. Trường sinh đế tử, ta biết người đang suy nghĩ gì, yên tâm, mắt nhìn của quân mỗ còn chưa thấp đến mức độ đó. Căn bản là không muốn cắn. Quân tiêu dao khẽ lắc đầu. Loại trà xanh chất lượng thấp như trường sinh thiên nữ, ngay cả nhìn hắn cũng không có hứng nhìn. Ngươi, nghe thấy lời này, trường sinh đế tử chẳng những không bất giận, mà ngược lại sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Dèm pha nữ nhân của hắn ta, chính là dèm pha hắn ta. Đế tử đại nhân, người nhất định phải giết hắn. Trường sinh thiên nữ khóc nức nở, gào thét nói. Gương mặt tràn đầy vết máu và bẩn thỉu, bởi vì khuất nhục hận ý nồng đậm mà bắt đầu vặn vẹo, khiến người nhìn thấy buồn nôn. Mẹ kiếp, giấc mộng của ta vỡ vụn rồi. Kiêu tử cửu thiên đứng chung quanh, thấy cảnh này đều có loại cảm giác mộng đẹp vỡ vụn. Đây chính là diện mạo thực sự của đệ nhất mỹ nhân cửu thiên sao. Đủ rồi, thật mất mặt. Khóe mắt trường sinh đế tử có chút run rẩy. Trường sinh thiên nữ, quả thực là khiến hắn ta và trường sinh đảo mất hết thể diện rồi. Đế tử đại nhân, trường sinh thiên nữ ngây ngẩn cả người. Giờ phút này nàng cảm giác trường sinh đế tử vô cùng lạ lẫm. Quân tiêu giao, dù là ngươi có quân gia chống lưng, nhưng cũng không chịu đựng nổi lửa giận của trường sinh đảo ta đâu. Kim Đăng trong tay Trường Sinh Đế Tử đèn diễm nổi lên, giống như chủ nhân của nó, trong lòng không bình tĩnh nổi, bớt nói nhiều lời, để bản công tử nhìn xem đệ nhất cửu thiên ngươi có mấy phần bản lĩnh. Quân Tiêu Giao cũng lười nói thêm gì nữa, hắn lần này tới cửu thiên chính là muốn quét ngang hết thảy, chấn áp tất cả những kẻ không phục, đánh bại Trường Sinh Đế Tử, trên cơ bản có thể nói là quét ngang toàn bộ thế hệ tuổi trẻ cửu thiên. Ẩm, um, không còn một câu nhiều lời, Trường Sinh Đế Tử chủ động ra tay nếu không cứu trường sinh thiên nữ, thể diện của hắn ta đều sẽ mất hết. Trường sinh đế tử, khí chất siêu nhiên, thân là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi cửu thiên. Nếu ở tiên vực thì hắn ta chính là một nhân vật đứng đầu như đế hạo thiên. Đều là anh kiệt trong những người xuất sắc. Nếu một thời đại xuất hiện một người, thì có thể trở thành một người lộng triều đại thế. Chỉ tiếc, đại thế hoàng kim này, lại xuất hiện dị loại quân tiêu giao. Cướp hết toàn bộ quang huy của yêu nghiệt hàng đầu là đế hạo thiên, trường sinh đế tử mà bây giờ, trường sinh đế tử ra tay, rất có thể là muốn đoạt lấy vận may của quân tiêu giao. Cái gì là vận may? Đó là thứ vô hình vô ảnh, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến tương lai của một người. Ví dụ trường sinh đế tử hiện tại là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi cửu thiên, hắn ta liền có vận may của người đứng đầu. Cho dù là tu luyện, hay là tìm kiếm bảo vật, đều là xuôi gió xuôi nước. Nếu có thể đánh bại quân tiêu giao ở đây, hắn ta có thể đoạt lấy một phần vận may của quân tiêu giao trong cõi u minh. Vậy đối với hắn ta đây rõ ràng là một chuyện cực tốt. Vì thế cho dù là vì mục đích gì, hiện tại ý nghĩ duy nhất của trường sinh đế tử chính là hoàn toàn chấn áp quân tiêu giao. Đương nhiên, nếu như có thể chấn sát thì càng tốt, mặc dù sẽ khiến quân gia tức giận. Nhưng hắn ta tin rằng vị chủ tế đứng đầu trường sinh đảo bọn họ, người mà không được nhắc đến tên thật kia, sẽ ngăn trở mọi mưa gió. Trường sinh đế tử một tay nâng kim đăng, một cái tay khác nhắc trưởng chấn ép về phía quân tiêu giao trên năm ngón tay lóe ra năm loại ánh sáng kim mộc thủy hỏa thổ sức mạnh ngũ hành đang lưu chuyển trong bàn tay hắn ta tùy ý nắm giữ ngũ hành điên đảo càn khôn tạo hóa từ chiêu này cũng có thể thấy được tu vi của trường sinh đế tử hoàn toàn chính xác đã đạt đến hóa cảnh đạt đến cảnh giới thiên kiêu bình thường khó mà với tới đó cũng không phải sức mạnh tu vi đơn thuần mà là một loại lĩnh ngộ đối với đạo có thể nói dựa vào năng lực của trường sinh đế tử chứng đạo thành đế cũng hoàn toàn không phải là chuyện quá khó khăn. quân tiêu do thấy thế cũng đơn giản rút kiếm ra, kiếm quang sáng chói, trong nháy mắt xé rách sức mạnh ngũ hành kia. trường sinh đế tử thúc giục tu vi, năm ngón tay như trụ trời đè xuống, đồng thời ngũ hành chi khí sôi trào mãnh liệt, kiếp quang nổi lên bốn phía. ngũ hành thiên phạt thuật, có thể nói một chiêu này cũng đủ để trọng thương tất cả thiên kiêu xếp thứ năm trở xuống trong cửu thiên long phượng bảng đây chính là thực lực của đệ nhất cửu thiên sao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Côn hư tử nhìn đều hơi kinh hãi. Gã là thiên kiêu tuổi trẻ của Côn Luân di tộc, xếp thứ 6 trong Long Phượng Bảng. Nếu là gã phải đón một chiêu này, cũng phải bị thương. Loại thăm dò này thì không cần. Đối với các thiên kiêu khác, đây là chiêu thức đủ để khiến họ trọng thương. Nhưng quân tiêu giao, lại thể hiện ra một loại lười biếng nhàn nhạt, nhạt, không có chút rung động nào. Trường sinh đế tử rõ ràng là đang thử thăm dò lai lịch của hắn, muốn biết thực lực thực sự của hắn mạnh bao nhiêu, nhưng đáng tiếc, ngay cả quân tiêu giao cũng không biết cực hạn của mình ở nơi nào. nếu như hắn nghiêm túc, sợ rằng chính bản thân hắn cũng phải sợ. quân tiêu giao bình thường thì không có gì lạ, nhưng đấm ra một quyền lại mang theo sức mạnh đủ để khai thiên. đây là thần ma đại lực thần thông thần ma kiến tộc, một quyền khai thiên khiến hư không đều rung động như tờ giấy. cũng may nơi đây là vùng đất quy khư quy tắc đặc thù, nếu không thì thực sự có thể bị quân tiêu giao một quyền đánh ra một lỗ thủng lớn ngũ hành thiên phạt thuật kia trực tiếp bị một quyền phá vỡ trường sinh đế tử cũng không hề kinh ngạc điều này đều nằm trong dự đoán của hắn ta nếu thực sự quân tiêu dao chỉ là hư danh vậy cũng không thể đi đến hiện tại được trường sinh đế tử bắt đầu nghiêm túc thi triển cường chiêu hắn ta lại lần nữa lấy tay bên trong hư không giống như có tiếng rồng gầm vang lên một móng vuốt sáng trói giống như bàn tay của hắn ta vồ lấy quân tiêu dao long chào đại cầm nã a à, chân long đại thần thông Quân Tiêu Dao rốt cục cũng lấy lại tinh thần. Chân Long Đại Thần Thông, giống với Thần Hoàng Đại Thần Thông, Côn Bằng Đại Thần Thông, Lôi Đế Đại Thần Thông, Thần Ma Đại Lực Thần Thông, đều là thần thú pháp đỉnh cao nhất thế gian, uy năng vô tận. Chân Long pháp cũng vô cùng hiếm có, không ngờ rằng Trường Sinh Đế tử lại có thể nắm giữ, đồng thời tu luyện thuần thục. Quân Tiêu Dao cũng hơi nghiêm túc một chút, bước chân đạp mạnh, thi triển ra Côn Bằng cực tốc. Hắn giống như một đầu côn ngư, phá vỡ mặt biển, dương cánh bay lên nghiền ép hướng về phía trường sinh đế tử trường sinh đế tử thì thôi động chân long pháp toàn thân bị một hư ảnh ngũ trảo kim long vườn quanh phụ trợ như là càn khôn đế vương trường sinh đế tử cùng quân tiêu giao va chạm nếu côn bằng và chân long chém giết mà cùng lúc đó thao vương cũng ra tay mặc dù gã cũng rất muốn ra tay với quân tiêu giao nhưng có người sẽ không để cho gã nhiều như vậy một vòng kiếm quang xuất hiện chặn lấy gã nếu ngươi muốn tìm cái chết vậy bản vương liền thành toàn ngươi Thao Vương cũng phát ra sát khí ngập trời, giống như là hung thú thao thiết thái cổ, tái xuất nhân gian, nuốt chửng trời đất. Chẳng lẽ ta lại sợ một kẻ súc sinh như ngươi? Diệp Cô Thần cầm kiếm gỗ ba thước trong tay, kiếm khí lạnh thấu xương, dường như kiếm thần lại xuất hiện thế gian. Quân Tiêu giao đối chiến trường sinh đế tử, Thao Vương đối chiến Diệp Cô Thần, toàn bộ tiên khanh siêu cấp rộng mấy chục vạn dặm, lập tức biến thành sân quyết đấu của tứ đại thiên kiêu. Có thể nói, đây chắc chắn là một cuộc chiến khó gặp một vị là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi cửu thiên một vị là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi tiên vực đây là cuộc chiến giữa hai người đứng đầu hai giới hiếm thấy trên đời nếu ở ngoại giới sẽ vô cùng kinh thiên động địa sẽ khiến nhiều thế lực đến quan chiến nhưng bây giờ chỉ có thiên kiêu có mặt quanh tiên khanh siêu cấp mới có vinh hạnh nhìn thấy trận chiến này ngoài ra còn có thao vương và diệp cô thần sự cường đại của thao vương tất nhiên là không cần nhiều lời thân là người xếp thứ hai trên cửu thiên long phượng bảng hắn ta cũng là một trong số ít người có tư cách khiêu chiến địa vị của trường sinh đế tử mà diệp cô thần thân là truyền nhân kiếm chủng ngoại giới cũng đều bắt đầu lưu truyền hắn có lẽ có một chút quan hệ với vị độc cô kiếm thần bị chôn vùi kia có thể nói trận đại chiến giữa bốn người này cơ bản đại biểu cho cuộc chiến của những người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi không đâu đế tử đại nhân chắc chắn sẽ chấn sát ngươi giờ phút này trường sinh thiên nữ như là bà điên đang thì thào nói mớ hy vọng duy nhất của nàng ta đang ở trước mắt. Ầm ầm. Trong hư không, côn bằng phá hải, vỗ cánh kích trời. Còn có rồng ngâm thét dài, uy hách thiên địa. Trong mắt mọi người, đây giống như là trận chiến giữa Thái cổ côn bằng và Thái cổ chân long. Lực ba động đó, quá kinh khủng. Sức mạnh pháp tắc giống như đại dương mãnh liệt mênh mông. Rất khó tưởng tượng, đây là do hai người trẻ tuổi đang chém giết nhau. Chỉ là nếu áp sát quá gần loại dư ba đó thì đều sẽ bị chấn thương trường sinh đế tử, quả thật đã hoàn toàn tu luyện chân long đại thần thông, đến hóa cảnh. Mỗi một cử chỉ dường như đã thật sự biến thành thái cổ long tộc. Long trào đại cầm nã, toái thế long ngâm, thần long bãi vĩ, long thần ba nhược kình. Các loại võ học cường đại trong chân long đại thần thông đều được trường sinh đế tử, phát huy ra. Đương nhiên, quân tiêu giáo cũng không hề yếu thế. Hắn cũng không chỉ có nắm giữ côn bằng đại thần thông, còn có lôi đế đại thần thông, và thần ma đại lực thần thông mỗi một cử chỉ của quân tiêu giao không chỉ có côn bằng nương theo diễn hóa âm dương còn có vạn trượng lôi đình xuất hiện khiến cho hư không chung quanh đều biến thành lôi hải sôi trào khắp trốn từng viên sao trời ngưng tụ mà ra giam cầm trời đất thành một trận vực lôi chi khủng bố ngoài ra còn có thần ma đại lực thần thông đó là sự thể hiện của sức mạnh thuần túy dường như có một con kiến màu vàng nổi lên một quyền đánh nát thương thiên chân long đại thần thông quả thật cũng rất mạnh nhưng quân tiêu giao lại cùng một lúc thi triển ra ba loại thần thông ngang bằng hơn nữa tất cả đều đã đạt đến hóa cảnh tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực ẩm um, ầm um. chỉ qua một thời gian cực ngắn mà hai người đã va chạm giao thủ hơn trăm lần cuối cùng thân hình trường sinh đế tử lui về phía sau mấy bước trong mắt cũng hiện ra vẻ mặt ngưng trọng cái gì trường sinh đế tử vậy mà lại ở thế yếu sao thấy cảnh này kiêu tử cửu thiên xung quanh tiên khanh siêu cấp có chút kinh ngạc không thể tin được Trước kia số lần ra tay của trường sinh đế tử rất ít. Bởi vì trên cơ bản không có mấy người dám khiêu chiến hắn ta. Ngẫu nhiên nhảy ra vài tên hắc mã, muốn khiêu chiến trường sinh đế tử, nhất cử thành danh. Kết quả cuối cùng lại bị trường sinh đế tử một tay chấn áp. Vì thế trong mắt cửu thiên, trường sinh đế tử đối mặt với kẻ địch, trên cơ bản chỉ cần một chiêu một thức là đủ rồi. Căn bản không có khả năng giống như bây giờ, qua hơn trăm chiêu, thậm chí hắn ta còn rơi vào thế hạ phong. Quân tiêu giao, không ngờ ngươi lại học được nhiều thần thông như vậy, không hổ là dị số có tư chất. Trường sinh đế tử thực sự nghiêm túc rồi. Ngay từ đầu, hắn ta còn có một loại quán tính, cảm giác ưu việt vì bản thân là sinh linh cửu thiên. Mà bây giờ, hắn ta thật sự coi quân tiêu giao trở là đối thủ kình địch. Đây chẳng qua mới chỉ là làm nóng người mà thôi. Quân tiêu giao thản nhiên nói. Hắn cũng không giải thích, thiên tư của mình bây giờ đã là dị số chi vương, lời này nói ra thì có chút quá mức dị số tư chất cũng đủ kinh người rồi mà quân tiêu giao cũng không dùng hai ba chiêu để chấn áp trường sinh đế tử bởi vì thật vất vả mới tìm được một người có thể đánh với hắn qua hai chiêu quân tiêu giao cũng muốn nhờ vào đó mài dũa bản thân một chút giống như trước đó đối chiến cùng đế hạo thiên vậy trường sinh đế tử và đế hạo thiên đều là yêu nghiệt hàng đầu bản đế tử cũng mới chỉ làm nóng người mà thôi trường sinh đế tử lạnh lùng nói tuyệt học thần thông của trường sinh đảo bọn họ cũng không phải là chân long đại thần thông mà là trường sinh tiên kinh đây là một môn tiên kinh cấp cao hiếm thấy nhất sau khi hoàn toàn lĩnh hội có thể trường tồn ở thế gian thậm chí toàn bộ trường sinh đảo đều là lấy đó làm tên cũng chính bởi vì tồn tại trường sinh tiên kinh trường sinh đảo mới có thể trở thành một trong sinh mệnh cấm khu cổ xưa nhất của cửu thiên nghe đồn vị kia của trường sinh đảo tồn tại không thể đề cập đến tên thật đã tu luyện trường sinh tiên kinh đến gần như là cảnh giới hoàn mỹ đã như vậy, ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức một chút, để ngươi thưởng thực tuyệt học thực sự của cửu thiên trường sinh đảo chúng ta. Trường sinh đế tử khí tức hạo đãng, lạc ấn trên thân xuất hiện vạn đạo phù văn. Hắn ta không cho phép, mình rơi vào thế hạ phong. Trên cơ thể trường sinh đế tử, xuất hiện khí tức siêu nhiên, đạo văn xen lẫn. Trước đó quân tiêu giáo cũng từng trải nghiệm qua trên người trường sinh thiên nữ. Đây là trường sinh tiên kinh Pháp. Chỉ là sự lĩnh hội của trường sinh thiên nữ, đối với trường sinh tiên kinh hoàn toàn không cùng một trình độ với trường sinh đế tử trước mặt này trong tay trường sinh đế tử kim đăng lơ lửng bay lên hắn một tay bóp một ấn dường như nhật nguyệt đều bị hắn ta nắm trong tay thời khắc này trường sinh đế tử giống như nhật nguyệt thần vương điều khiển âm dương luân chuyển càn khôn nhật nguyệt trường sinh ấn đây là đỉnh cấp pháp của trường sinh tiên kinh thao âm dương khống nhật nguyệt chuyển càn khôn động thiên địa chiêu này vừa ra toàn bộ tiên khanh siêu cấp đều đang chấn động. Nếu không phải quy tắc thiên địa nơi đây đặc thù, thì chắc chắn sẽ địa liệt sơn băng. Quá kinh khủng, đây mới là thực lực thực sự của trường sinh đế tử sao, cửu thiên có bao nhiêu người có thể tiếp nhận một chiêu này. Thiên kiêu xung quanh, nhanh chóng lui lại, sợ bị liên lụy. Đế tử đại nhân quả nhiên là vô địch. Nhìn thấy phong thái của trường sinh đế tử, trong mắt trường sinh thiên nữ cũng lại lần nữa lấp lánh hy vọng. Trường sinh tiên kinh, có chút đồ vật. Quân tiêu giao âm thầm gật đầu. Tầm mắt của hắn mặc dù cực cao, nhưng cũng không phải hạng người tự cao tự đại. Trường sinh tiên kinh của trường sinh đảo, đích thật là truyền thừa thế gian hiếm có. Nếu như có thể đạt được, nhờ vào đó xác minh pháp của mình, vậy thì cũng là một đại cơ duyên không tệ. Điều quan trọng nhất là, trường sinh tiên kinh này, cũng là pháp mà vị chủ tể thần bí nhất trường sinh đảo kia tu luyện. Nếu như đạt được trường sinh tiên kinh, có lẽ cũng có thể nghiên cứu ra pháp môn đối phó. Trong đầu quân tiêu giao không ngừng suy nghĩ, đặt sự chú ý vào trên người trường sinh tiên kinh. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng ra tay. Hai bàn tay khống chế sinh tử, vận chuyển chư thiên. Sinh tử đều nằm ở trong tay hắn. Rõ ràng là chư thiên sinh tử luân. Một chiêu này cực kỳ bá đạo, thay chúng thần nắm giữ vạn linh sinh tử. Trường sinh đế tử, như nhật nguyệt thần vương, cất bước đi ra, nhật nguyệt luân chuyển, oanh kích mà ra. Quân tiêu giao, thì như chúng thần chi chủ, điều khiển vạn linh sinh tử. Nhật nguyệt trường sinh ấn đối đầu với chư thiên sinh tử luân hai người như là hai tôn cổ chi đại đế, đụng vào nhau dữ dội. Khơi dậy lên gợn sóng mênh mông, như là đạn hạt nhân nổ tung, khiến cho trước mắt mọi người, đều là ánh sáng pháp tắc trói lọi. Nhưng kiêu tử cửu thiên ở đây, vẫn cật lực mở to hai mắt ra. Cho dù bị trói đến mức nước mắt đều muốn chảy ra, bọn hắn cũng vẫn muốn nhìn thấy chiến cuộc đang diễn ra như thế nào. Ánh sáng pháp tắc trắng xóa, quét sạch thiên địa. Khiến cho vùng đất quy khư vốn yên tĩnh, hiện giờ đều dậy sóng, có sinh khí chiến đấu, hơn nữa tại chính giữa không gian hừng hực đó. Có bóng người rút lui ra ngoài, mơ hồ truyền đến thanh âm kêu rên. Đó là, nghe thấy thanh âm này, kêu tử cửu thiên ở đây, trái tim giống như là ngừng đập trong chốc lát. Người bị đẩy lui, rõ ràng là trường sinh đế tử. Quần áo của hắn ta có hơi lộn xộn, một chiếc kim đang trôi nổi phía trước hắn ta, đèn diễm đang kịch liệt run rẩy. Sao có thể như vậy? Sắc mặt trường sinh đế tử, lần đầu tiên biến ảo, không cách nào giữ vững bình tĩnh người ngoài chỉ nhìn thấy hắn ta bị đẩy ra ngoài. Nhưng thật ra, căn bản không biết được hắn ta phải tiếp nhận xung kích kinh khủng cỡ nào. Nếu không có ngọn đèn này, từ khi hắn ta xuất thân, ngọn kim đăng này luôn ở bên bảo vệ hắn ta, thì có thể vết thương của hắn ta đã càng nghiêm trọng hơn rồi. Còn quân tiêu dao thì ngược lại, chưa lui một bước nào cả. Áo trắng sạch sẽ, không nhiễm trần thế. Không tệ, một chiêu này, có một chút đồ vật. Quân tiêu dao như đang bình luận về hậu bối vậy một chiêu thức nhật nguyệt trường sinh ấn này của trường sinh đế tử, đánh vỡ mấy trăm cái tu di thế giới trong cơ thể hắn, coi như là có uy lực rất cường đại. Cho dù thế nào thì thể phách của quân tiêu giao quá nghịch thiên. Muốn khiến hắn bị thương, vốn là một chuyện cực kỳ khó khăn. Vì thế cho đến bây giờ, trên cơ bản quân tiêu giao còn chưa sử dụng đến thần linh bất diệt thuật để chữa thương. Tại sao lại như vậy? Thấy cảnh này, trường sinh thiên nữ cả người giống như mất hồn. Thần sắc hoàn toàn ngây ngốc có thể nói là nàng vẫn luôn cùng Trường Sinh Đế Tử trưởng thành. Trường Sinh Đế Tử chiến đấu với người khác, cơ bản đều dùng hai ba chiêu kết thúc trận đấu. Hơn nữa đều giữ ưu thế tuyệt đối. Nhưng hiện tại Trường Sinh Đế Tử lần đầu tiên bị người khác đánh lui, ở vào thế hạ phong. Đây vốn dĩ là tình huống không thể xảy ra. Ý niệm kiên định nhất trong lòng Trường Sinh Thiên Nữ lần đầu tiên dao động. Các Kiêu Tử Cử Thiên khác ở đây cũng có cảm giác giống như nàng ta vậy. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ngay cả trường sinh đế tử đứng đầu bảng, cũng không phải là đối thủ của quân tiêu giao? Lẽ nào cửu thiên ta không có một người nào, có thể tranh phong với quân tiêu giao sao? Không, ta không chấp nhận kết quả này. Một vài kiêu tử cấm khu cửu thiên ôm đầu, không thể tin được. Tất cả kiêu tử cửu thiên bọn họ, vậy mà lại đều kém hơn một mình quân tiêu giao. Đây là một loại sỉ nhục và bi ai như thế nào? Đoán chừng cũng chỉ có thiên kiêu dị vực mới có thể trải nghiệm loại cảm giác này của bọn họ dù sao lúc trước ở dị vực, quân tiêu giao cũng quét sạch thế hệ tuổi trẻ dị vực, được phong làm chiến thần. Hiện tại, trên cơ bản, có thể nói ở tiên vực, dị vực, cửu thiên, quân tiêu giao đều là người đứng đầu, không ai có thể tranh hùng cùng hắn. Quân tiêu, giao, rốt cuộc là ngươi đã tu luyện pháp môn gì? Trong con ngươi trường sinh đế tử giống như là có phù văn hừng hực bay ra, muốn nhìn rõ quân tiêu giao. Hắn ta có thể cảm giác được, nhục thân quân tiêu giao, mạnh đến vượt mức bình thường, hơn nữa còn có một loại hiệu quả đặc thù. Một chiêu oanh kích của hắn ta, cảm giác giống như là cách nhục thân quân tiêu giao tầng tầng lớp lớp không gian. Chính là không thể chạm vào nhục thể của hắn. Đây chính là sức mạnh của tu di thế giới. Quân tiêu giao không giải thích điều gì. Chuyện hắn tu luyện thể thư, cũng không cần thiết nói cho người khác biết. Bản đế tử không tin, ngươi thực sự là kẻ bất khả chiến bại. Trường sinh đế tử thật sự không tin vào điều này. Ngay khi hắn ta muốn ra tay một lần nữa, Bỗng nhiên, chỗ sâu nhất trong vùng đất quy khư, có sự chuyển động chuyển đến. Cảm giác chấn động mãnh liệt, truyền khắp toàn bộ vùng đất quy khư. Cùng với đó là một loại khí tức thần bí, cổ lão, trang nghiêm và vô cùng hạo đẳng. Nơi đó là bất hủ tế đàn. Tất cả thiên kiêu lập tức liền cảm ứng được. Cỗ khí tức đó truyền đến từ nơi sâu nhất trong vùng đất quy khư. Mà nơi đó chính là vị trí của bất hủ tế đàn. Cũng là trung tâm của nghi thức chủ tế cấm khu Cửu Thiên, bắt đầu cuộc thanh tẩy lớn. Thanh tẩy tiên vực vạn linh, vô tận tinh huyết, sinh linh chi khí, hội tụ hướng về phía bất hủ tế đàn. Sau đó lại hiến tế cho thành tiên môn, thu hoạch mở ra cơ hội thành tiên môn. Cho dù thành tiên môn không thể hoàn toàn mở ra, nhưng hiến tế sinh linh càng nhiều, thì khe hở mà thành tiên môn mở ra sẽ càng lớn. Sinh mệnh cấm khu chắc chắn cũng sẽ đạt được nhiều lợi ích. Mà bây giờ, mặc dù đại thanh tẩy còn chưa bắt đầu, nhưng sự chuyển động của bất hủ tế đàn chắc chắn là một sự báo hiệu. Hơn nữa đám người trường sinh đế tử cũng biết, cơ duyên lớn nhất bên trong vùng đất quy khư cũng không phải cái gọi là tiên đạo vật chất, mà là bất hủ tế đàn. Nếu như có thể đến bất hủ tế đàn, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Thu hoạch đó, tiên đạo vật chất không thể so sánh được. Quân tiêu giao, coi như số người gặp may, sau này tái chiến. Sau khi phát hiện ra bất hủ tế đàn chuyển động, trường sinh đế tử cũng không còn tâm trạng ham chiến nữa nếu có thể tìm được cơ duyên ở bất hủ tế đàn, vậy thì mạnh hơn nhiều so với tiên đạo vật chất. Dù sao bất hủ tế đàn, cũng là tế tự địa của chủ tế. Có thể nói, cho dù là một chút phế liệu, đối với thiên kiêu như bọn họ đều là vô thượng cơ duyên. Thân là thiên kiêu trường sinh đảo, trường sinh đế tử càng biết rõ hơn sự lợi hại nằm trong đó. Cho nên hắn ta cũng rất quả quyết và dứt khoát rời đi, không muốn ở đây lãng phí thời gian. Đế tử đại nhân, cứu ta! Nhìn thấy trường sinh đế tử chuẩn bị rời đi, Trường sinh thiên nữ hô lên. Trường sinh đế tử không chút để ý tới nàng ta, coi như không nhìn thấy. Trường sinh thiên nữ trên cơ bản đã bị phế rồi. Mà trường sinh đế tử có dự cảm, nếu như hắn ta có thể đạt được cơ duyên gì đó ở bất hủ tế đàn. Vậy thì có khả năng hoàn toàn vượt trên quân tiêu giao. So với chuyện này, việc của trường sinh thiên nữ không có ý nghĩa gì cả. Nhìn thấy trường sinh đế tử rứt áo ra đi. Ánh mắt thao vương ở phía bên này cũng lóe lên, gã cũng rút lui dù sao gã cũng quan sát quân tiêu giao và trường sinh đế tử đối chiến. Nếu trường sinh đế tử rời đi, một mình gã ở chỗ này, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Cho người sống thêm một thời gian nữa. Thao vương lạnh lùng nhìn Diệp Cô Thần một chút, sau đó cũng lách mình rời đi. Diệp Cô Thần thu kiếm, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng. Thao vương này quả thật có thực lực không tầm thường. Nhìn thấy trường sinh đế tử và Thao vương vội vã rời đi như vậy. Tất cả mọi người ở đây có chút yên lặng, ai nấy vô cùng ngạc nhiên không ngờ rằng một trận thiên kiêu đại chiến lại kết thúc một cách vội vàng như vậy lẽ nào bất hủ tế đàn thật sự dịch chuyển sao nhưng nơi đó cũng không phải nơi mà người bình thường chúng ta có thể xâm nhập loại uy thế đó quá cường đại một vài thiên kiêu ở đây cũng bắt đầu bàn tán ở đây không có mấy người có thể đến được bất hủ tế đàn dù sao đây chính là nơi cử hành nghi thức chủ tế há lại người bình thường có thể tùy tiện đặt chân vào được quân huynh chúng ta không đuổi theo sao diệp cô thần đi đến bên cạnh quân tiêu giao Quân tiêu giao hơi lắc đầu nói, nơi đây có thể chôn giấu tiên mạch đặc biệt, chúng ta cũng không thể lãng phí cơ duyên này được. Quân tiêu giao cũng có dự định tiến về bất hủ tế đàn. Nhưng trước đó cũng không thể lãng phí tiên mạch đặc biệt trong tiên khanh này được. Hắn cũng tin rằng, cho dù là đám người trường sinh đế tử muốn đến bất hủ tế đàn, cũng cần hao phí thời gian nhất định. Ba người các ngươi, đến đây. Quân tiêu giao nhìn về phía ba huynh đệ luân hồi hải. Sắc mặt ba người họ lúc này đen như đít nồi vậy truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly cà phê nhé. Hiển nhiên là bọn họ biết mục đích mà quân tiêu giao gọi họ. Nhưng sai bảo họ, trước mặt mọi người như thế này khiến họ cảm thấy có chút mất mặt. Dù sao bọn họ cũng là tam đại thiếu chủ của Luân Hồi Hải, thân phận bất phàm. Sao vậy, ta gọi mà không động đậy sao? Quân tiêu giao hơi nghiêng đầu về bên phải. Không phải. Ba người bọn họ mang bộ mặt đen thui đi tới. Đi đào quáng. Quân tiêu giao thản nhiên nói. Ba người huyền di mặc dù trong lòng tức giận, nhưng vẫn cố nén, đi đào tiên mạch. Chuyện này, không thể nào, tam đại thiếu chủ luân hồi hải trở thành kẻ làm công rồi sao? Thấy cảnh này, kiêu tử cửu thiên ở đây đều có chút dững sờ. Chuyện này có chút không chân thực. Cũng có một vài kiêu tử cửu thiên, ánh mắt có chút lấp lóe, thầm suy nghĩ muốn rời đi. Chờ một chút, mọi người đều ở lại đây tìm tiên mạch đi. Một câu của quân tiêu giao sắc mặt kiêu tử cửu thiên ở đây đều rất khó coi. Bọn họ muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên mặt quân tiêu dao bọn họ đều biết điều mà nuốt những lời thừa thãi xuống. Nụ cười chết chóc của quân tiêu dao vô cùng nổi tiếng. Ở tiên vực, mỗi khi hắn lộ ra nụ cười như thế, đồng nghĩa với việc có người gặp xui xẻo. Vì thế kiêu tử cửu thiên ở đây cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xuất ra tiên mạch. Đối với những kiêu tử cửu thiên này, quân tiêu dao không có cảm tình gì. Có thể không giết bọn họ đã xem như là khoan dung độ lượng rồi. Đương nhiên, cũng có một nguyên nhân, chính là những thiên kiêu này không ảnh hưởng đến toàn cục, họ sống hay chết đều không có vấn đề gì cả. Không giống những thiên kiêu như trường sinh đế tử, thao vương, nếu như còn sống, sau này rất có thể sẽ trở thành một uy hiếp lớn. Tên vương diễn kia vậy mà lại không đến. Trong lòng quân tiêu giao nghĩ thầm, sau khi giao ra tất cả tiên mạch, những kiêu tử cửu thiên kia cũng mang đầy một bụng tấm tức rời đi. Thật đáng tiếc, quân huynh, cuộc chiến của các huynh, ta giúp không được gì. Côn hư tử tiến lên, mang theo một tia bất lực. Không sao, những tiên mạch cho các ngươi đấy. Quân Tiêu giao đưa một phần tiên mạch thu được cho đám người Côn hư tử. Trong đó thậm chí có tiên mạch hạng nhất. Quân huynh, việc này Côn hư tử muốn từ chối. Dù sao hắn ta không bỏ chút công sức nào mà lại được hưởng những thứ này, quả thật có chút xấu hổ. Không cần phải khách khí, mau nhận lấy." Quân Tiêu giao mỉm cười. Hành động của hắn chắc chắn không phải không có mục đích gì. Mặc dù Côn Luân Khâu và Quân gia có một phần nhân quả, nhưng quân tiêu giao vẫn cần tỏ chút thiện ý, để loại nhân quả này càng thêm vững chắc. Quân công tử đã nói rồi, ca người mau nhận lấy đi. Côn Linh Ngọc ngược lại giống như một kẻ mê tiền, không khách khí nhận lấy. Vậy thì đa tạ quân huynh. Côn hư tử cười khổ một tiếng. Bên kia, bà huynh đệ luân hồi hải vẫn đang chăm chỉ đào. Về phần trường sinh thiên nữ, cả người như là mất hồn. Ngồi phịch ở trên đất, trong miệng mấp máy nói gì đó. Xem ra đã hoàn toàn hỏng rồi. Quân tiêu giao nhìn thoáng qua trường sinh thiên nữ, hơi lắc đầu. Hắn muốn để trường sinh đế tử và trường sinh thiên nữ, cảm nhận được nỗi thống khổ và tuyệt vọng còn hơn cả cái chết. Hắn nói được thì làm được. Mà cùng lúc đó, ở một nơi khác, trong một nơi ở tiên khanh, tử khí mịt mờ, tràn ngập khắp nơi. Vương diễn ngồi xếp bằng ở trong đó, giống như là một mặt trời màu tím. Xung quanh hắn ta, có tiên đạo vật chất dày đặc đang trôi nổi. Khiến hắn ta giống như là một vị tử dương thần vương, Điều khiến người khác kinh ngạc chính là Ở mi tâm vương diễn Hồng mông tử khí trùng Đã nứt ra một khe Một sợi trồi non màu tím thoát ra Mang theo một loại vận vị đặc thù hồng mông sơ khai Một thời khắc nào đó Khí tức của vương diễn phun trào như núi lửa Tu vi của hắn ta trong huyền tôn chi cảnh Đã bước thêm một tầng cao mới Thành công rồi Vương diễn cảm giác được khí tức tự thân vô cùng bành trướng Nụ cười hiện lên trên mặt hắn ta Chắc hẳn trường sinh đế tử thậm chí là quân tiêu giao, hẳn là đều đang tranh đấu ở Tiên Khanh siêu cấp kia. Còn ta lại tránh khỏi chiến trường hỗn loạn nhất, tìm được đầy đủ tiên đạo vật chất, khiến Hồng Mông Tử Khí trùng này mầm. Vương Diễn giờ phút này, tử sắc thần huy lượn lờ, tựa như Hồng Mông đạo thể trong truyền thuyết. Hồng Mông Tử Khí trùng, nghe đồn nếu thuế biến đến cuối cùng, có khả năng hóa thành Hồng Mông thụ. Đây chính là thiên địa thần vật có cùng cấp bậc với thế giới thụ, mà hiện giờ mặc dù chỉ mới nảy mầm, nhưng cũng khiến thực lực Vương Diễn có sự thay đổi về chất dựa vào thực lực của mình bây giờ, đủ để khiêu chiến trường sinh đế tử, giao động vị trí đầu bảng của hắn. Còn có quân tiêu giao. Hiện giờ người mà vương muốn đối phó nhất chắc chắn là quân tiêu giao. Nhưng, ánh mắt của gã cũng nhìn về phía chỗ sâu trong vùng đất quy khư. Bất hủ tế đàn dịch chuyển sao, mình vẫn nên đến đó xem sao, không thể để cho những người khác nhanh chân đến trước được. Vương diễn cất bước, như thần vương vượt cảnh, tử khí đông lai ba ngàn dặm, hiển thị rõ uy nghi, hiện giờ gã lại hy vọng có thể đụng phải quân tiêu. Giao. Thời gian trôi qua. Ở phía tiên khanh siêu cấp. Quân tiêu giao không biết rõ trạng thái hiện tại của vương diễn. Cũng hoàn toàn không quan tâm. Đừng nói chỉ là hồng mông tử khí trùng này mầm. Cho dù vương diễn dẫn theo hồng mông thụ tới tìm hắn. Quân tiêu giao cũng sẽ không có chút dao động nào. Dù sao thế giới thụ đang nằm ở trong vũ trụ bên trong hắn. Hiện tại, trải qua cuộc khai quật của ba huynh đệ luân hồi hải trong tiên khanh siêu cấp này quả nhiên chôn vùi tiên mạch đặc biệt dài vạn dặm hơn nữa không chỉ là một sợi mà là sáu sợi sáu sợi tiên mạch đặc biệt giống như là sáu sợi ngọc long bạch ngọc điêu trác kéo dài vạn dặm tiên khí hạo đãng e rằng đây là thứ mà ngay cả đại đế nhìn thấy cũng phải đỏ mắt đừng nói đến những người khác giống như bà huynh đệ luân hồi hải hai mắt đang nhìn chằm chằm đó là ánh nhìn thèm muốn ba huynh đệ bọn họ nếu một người đạt được một sợi tiên mạch đặc biệt Vậy thì bọn họ có thể tu luyện đến cảnh giới nào? Có thể nói, một sợi tiên mạch đặc biệt cũng đủ để rất nhiều tu sĩ của một thế lực cùng tu luyện, mà trước mắt họ là những sáu sợi. Đây quả thực là tài nguyên vô cùng kinh người. Hơn nữa ngoài ra còn có hơn 10 sợi tiên mạch hạng nhất. Tiên mạch hạng 2, tiên mạch hạng 3 thì nhiều vô số kể. Mà những thứ này đều thuộc về Quân Tiêu Giao. Có thể nói, cho đến bây giờ, Quân Tiêu Giao đang nắm giữ hơn 80% tiên mạch của vùng đất Quy Khư bởi vì phần lớn thiên kiêu cửu thiên đều bị hắn đánh cướp sạch sẽ được rồi các ngươi đi đi quân tiêu dao khoát tay áo trong lòng ba huynh đệ luân hồi hải đã hoàn toàn lưu lại bóng ma tương lai cũng khó mà làm nên chuyện gì quân tiêu dao cũng lười ra tay mặc dù ba huynh đệ họ vô cùng thèm muốn nhưng vẫn không cam lòng rời đi quân tiêu dao tiện tay lấy một sợi tiên mạch đặc biệt dài vạn dặm đưa cho diệp cô thần quân huynh diệp cô thần vô cùng sửng sốt đây chính là tiên mạch đặc biệt a, à, giá trị không thể ước chừng được. Đến lúc này thì chúng ta cũng không nói đến việc của anh hay của tôi nữa." Quân Tiêu Dao mỉm cười, Diệp Cô Thần cũng không cự tuyệt, trực tiếp nhận lấy. Với quan hệ hiện giờ của bọn họ, quả thật là không cần nói thêm lời vô dụng khách sáo gì nữa. Đám người Côn Hư Tử ở bên cạnh cũng không tỏ ra đố kỵ gì. Dù sao trước đó Quân Tiêu Dao đã chia cho bọn họ một phần tiên mạch, mà hắn vơ vét được, hơn nữa bọn họ cũng không góp công gì cả có thể nói, quân tiêu giao rất hào phóng. Quân huynh, tiếp theo ta chuẩn bị đến những nơi khác của vùng đất quy khư, huynh có dự định gì không? Diệp cô thần không định đi bất hủ tế đàn. Dù sao hắn thân là một sợi hồn của độc cô kiếm thần, trời sinh chán ghét những nơi như vậy. Có thể ta sẽ ở đây tu luyện một thời gian ngắn, các vị có thể tự do hành động. Quân tiêu giao nói, vậy thì tốt, quân huynh, gặp nhau ở bên ngoài vùng đất quy khư. Đám người diệp cô thần, côn hư tử đều khẽ gật đầu, sau đó rời đi ở đây chỉ còn lại quân tiêu dao và trường sinh thiên nữ vẫn đang thất thần như người mộng du được rồi tiếp theo đây cũng nên thực hiện kế hoạch rồi quân tiêu dao lẩm bẩm đám người diệp cô thần rời đi hắn ngược lại càng dễ áp dụng kế hoạch hơn dù sao chuyện quân tiêu dao chủ tế lệnh trước mắt vẫn đừng để những người khác biết thì tốt hơn quân tiêu dao cũng rất tò mò dựa vào chủ tế lệnh hắn có thể đạt được cơ duyên gì ở bất hủ tế đàn quan trọng nhất chính là trong đầu hắn đã có ý tưởng phải cho đám người trường sinh đế tử một vố. Nhưng trước đó, hắn đã đạt được nhiều tiên mạch như vậy. Vậy quân tiêu giao cũng chuẩn bị để bản thân mình hoàn toàn bước vào huyền tôn chi cảnh. Trước đó quân tiên giao có thể tùy ý vào huyền tôn chi cảnh. Nhưng hắn không làm như thế. Bởi vì hắn biết, có thể phía sau còn có cơ duyên tốt hơn. Hiện giờ cơ duyên đó đã xuất hiện rồi. Lần này quân tiên giao không nghĩ đến chuyện có thể đột phá bao nhiêu cảnh giới. Dù sao lần đột phá trước của hắn cũng mới chỉ cách một thời gian rất ngắn thôi. Lần này chỉ cần có thể đột phá đến huyền tôn là đủ rồi. Đến lúc đó xử lý đám người trường sinh đế tử chắc hẳn sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Nghĩ tới đây, quân tiên giao trực tiếp ngồi xếp bằng ở bên trong hư không, bắt đầu tu luyện. Toàn bộ nhục thân cửa hắn, giống như là một cái lò lửa lớn. Pháp tắc đạo hỏa dâng lên. Trung quanh rất nhiều tiên mạch bị dung nhập vào bên trong hỏa lô này, tinh luyện thành tiên đạo vật chất tinh thuần nhất. Có thể nói, trong số toàn bộ thế hệ trẻ tuổi cấm khu cửu thiên, đều không có mấy người có thể xa xỉ đến mức dùng nhiều tiên đạo vật chất như vậy để tu luyện, như quân tiên giao. Đến lúc này, đôi mắt chết lặng của trường sinh thiên nữ mới chậm rãi nhìn về phía quân tiên giao. Nhưng hiện giờ sức mạnh của nàng ra đều bị phong cấm. Hơn nữa tâm lý chịu đả kích. Vì thế tất nhiên là không có khả năng quấy rầy quân tiên giao tu luyện. Nhưng nàng ta cảm thấy giờ phút này, quân tiên giao tu luyện quả thực còn long trọng hơn rất nhiều, so với trường sinh đế tử. Nhìn rõ ràng giống như là một vị cổ thần đang thuế biến. Trường sinh thiên nữ, giờ phút này đã gần như tuyệt vọng. Nhưng chỉ cần, trường sinh đế tử chưa thực sự ngã xuống thì nàng ta vẫn còn một tia hy vọng. Trong khi quân tiên giao đột phá luyện hóa tiên đạo vật chất, những kiêu tử cửu thiên còn lại cũng đều đang nhanh chóng tiến quân về phía bất hủ tế đàn. Nhưng phía đó uy áp quá mức kinh khủng, chính là cổ chi cấm địa. Có thể nói, phần lớn thiên kiêu muốn tới gần nơi đó, đều là chuyện không thể nào. Đến cuối cùng, những người có thể đứng vững được, cũng chỉ có bọn người trường sinh đế tử thao vương vương diễn nhưng cho dù bọn họ có thể đứng vững thì tốc độ cũng rất chậm chạp càng đến gần bất hủ tế đàn kia càng có cảm giác như lún sâu vào bùn nhưng dù vậy bọn họ cũng đang từng bước kiên định tiến lên bởi vì nơi đó có thể cất giấu đại cơ duyên thời gian trôi qua từng chút một mấy ngày sau ở phía tiên khanh siêu cấp quân tiên giao xếp bằng ở trong hư không sớm đã bị tiên đạo vật chất nồng đậm bao khỏa hắn đã luyện hóa rất nhiều tiên mạch. Thậm chí ngay cả tiên mạch đặc biệt cũng luyện hóa một sợi rồi. Phải biết rằng, tiên mạch đặc biệt này đủ cho một thế lực lớn tu luyện trong thời gian rất lâu. Kết quả quân tiên giao chỉ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, đã luyện hóa toàn bộ vào trong cơ thể mình. Nếu là nhục thân của thiên kiêu bình thường thì đã sớm nổ tung rồi. Dù sao thì hăng quá hóa dở, bổ quá mức, ngược lại có thể sẽ mất mạng. Nhưng nhục thân quân tiên giao, trên cơ bản có thể xưng là từ xưa đến nay đứng thứ nhất trong cùng cảnh giới cho dù là lượng lớn tiên đạo vật chất như vậy, nhưng nhục thể của hắn vẫn có thể tiêu hóa hấp thu hoàn toàn. Mấy ngày nay hắn tu luyện, khiến trường sinh thiên nữ cảm thấy choáng. Cùng với từng đợt từng đợt âm thanh như sấm rền vang lên, khí tức của quân tiên giao lại lần nữa kéo lên. Trong cơ thể hắn, chuyển đến âm thanh như pha lê vỡ vụn. Đó là âm thanh vỡ vụn của bình cảnh. Tu vi của quân tiên giao trực tiếp đạt đến huyền tôn chi cảnh. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Huyền tôn tiền kỳ. Huyền tôn trung kỳ. Huyền tôn hậu kỳ, huyền tôn tiểu viên mãn, huyền tôn đại viên mãn. Quân tiên giao cứ như vậy lần lượt đột phá đến huyền tôn đại viên mãn, như một điều hiển hiên. Trường sinh thiên nữ ở gần đó nhìn thấy mà choáng váng. Đây là tu luyện chứ không phải cưỡi tên lửa, tại sao lại có thể đột phát đến huyền tôn đại viên mãn nhanh như vậy được? Trường sinh thiên nữ ngây ngốc. Không chỉ có nàng, thậm chí ngay cả bản thân quân tiên giao cũng có chút ngạc nhiên. Mục đích ban đầu của hắn, cũng chỉ là muốn từ bán huyền tôn đột phá đến huyền tôn mà thôi không ngờ rằng lại có thể trực tiếp đột phá đến đại viên mãn rõ ràng chỉ là muốn đột phá tầng ngăn cách cuối cùng lại xông đến tận cùng tại sao lại như vậy chẳng lẽ ngay cả bản thân mình cũng không cách nào khắc chế được đột phá sao như vậy sao được quân tiên giao khôi phục lại trạng thái bình thường rất nghiêm túc suy nghĩ trường sinh thiên nữ ở bên cạnh suýt chút nữa thì thổ huyết đây là đã được lợi còn khoe mẽ sao đời này nàng ta chưa từng gặp người như vậy cho dù là trường sinh đế tử mà nàng vẫn tôn thờ trong lòng tối đa cũng chỉ một lần đột phá hai tiểu cảnh giới mà thôi chỉ như vậy mà trường sinh thiên nữ đã vô cùng sùng kính rồi nếu như vậy quân tiên giao tính là gì chứ yêu nghiệt quái vật căn bản không đủ để hình dung suy tư một hồi quân tiên giao hơi lắc đầu nói được rồi lần sau khắc chế một chút là được quân tiên giao cũng không quan tâm lắm những thứ gọi là đột phá qua nhanh khí tức phù phiếm cảnh giới bất ổn đối với quân tiên giao những thứ đó căn bản không tồn tại. Nhục thể của hắn, chính là căn cơ mạnh nhất. Lần này, thứ mà quân tiên giao đạt được không chỉ là đột phá đến huyền tôn đại viên mãn. Bởi vì nhục thân của hắn, trải qua tẩy lễ của tiên đạo vật chất. Vì thế từng tế bào trong cơ thể hắn cũng biến thành tu di thế giới. Mà tiên đạo vật chất, không hổ là vật chất tu luyện thích hợp nhất. Thế giới tu di của quân tiên giao, tăng lên 6.000 cái. Cộng thêm 4.000 cái trước đó thì có tất cả là một vạn cái trong cơ thể quân tiên giao, tu luyện ra trọn vẹn một vạn tu di thế giới. Con số này nghe thì rất nhiều. Nhưng mục tiêu của quân tiên giao là muốn khiến cho hơn 840 triệu tế bào trong cơ thể điều hóa thành tu di thế giới. So sánh với con số đó thì một vạn thật sự không tính là gì. Cho dù không tính là gì nhưng ở giai đoạn hiện tại này, của quân tiên giao thì đây lại là một nguồn sức mạnh vô cùng kinh khủng. Dù sao bị sức mạnh của một vạn tu di thế giới nghiền ép, ngẫm lại quả thật đáng sợ cho dù như thế nào quân tiên giao lại tiến một bước dài về phía trước sau khi tu luyện hoàn tất quân tiên giao cũng chuẩn bị xuất phát đến lúc tiến về bất hủ tế đàn rồi đi thôi quân tiên giao dùng pháp tắc thần liên kéo trường sinh thiên nữ cho đến tận bây giờ trên mặt trường sinh thiên nữ vẫn còn vẻ chấn động vẫn chưa lấy lại được tinh thần mà nàng ta không biết rằng điều kinh hãi thực sự vẫn còn ở phía sau quân tiên giao mang theo trường sinh thiên nữ chạy tới bất hủ tế đàn nơi sâu nhất trong vùng đất quy khư Ngoài ra, quân tiên giao còn có nhiệm vụ đánh dấu. Chắc hẳn cũng chỉ có nơi sâu nhất trong vùng đất quy khư, mới có thể kích phát đánh dấu. Quân tiên giao dậm chân trong hư không, nhìn giống như là thuấn di cấp tốc. Theo lý thuyết, uy áp của bất hủ tế đàn đối với tất cả mọi người sẽ đều giống nhau. Ví như đám người trường sinh đế tử, thao vương, vương diễn, đến giờ vẫn còn cách bất hủ tế đàn một đoạn nữa. Mà quân tiên giao, thì lại dùng tốc độ nhanh nhất để vượt lên. Đối với việc mình miễn dịch với uy áp này, quân tiên giao cũng chỉ có thể phán đoán rằng là do tác dụng của chủ tế lệnh trên người hắn có một khối chủ tế lệnh có khắc ngũ mà trường sinh thiên nữ có lẽ là bởi vì đi theo bên cạnh hắn nên cũng không chịu ảnh hưởng của uy áp bất hủ tế đàn dưới sự truy đuổi như vậy trong lúc vô hình quân tiên giao đã vượt qua đám người trường sinh đế tử vương thao vương diễn nhưng bởi vì bọn họ không đi chung một tuyến đường nên cũng không gặp được nhau qua một thời gian ngắn nơi mà quân tiên giao đến vô cùng hoang vu mặt đất không có một ngọn cỏ chỉ có từng hố sâu và khe hở chảy rộng sự hoang vu lạnh lẽo giống như là ở bề mặt mặt trăng vậy mà đúng lúc này có gió mang huyết sắc thổi tới đó rõ ràng là cát bụi đỏ tươi trên mặt đất bị thổi lên đó là bụi đất màu máu bị động lại qua vô số thời gian không biết đã từng bị bao nhiêu máu tươi thẩm thấu qua đưa mắt nhìn lại nơi sâu trong vùng đất quy khư là một mảnh bình nguyên hoang vu huyết sắc và ở nơi sâu nhất một tòa kiến trúc to lớn thông thiên triệt địa cổ lão thần bí như chống đỡ cả trời đất đứng sừng sững ở nơi đó đó chính là bất hủ tế đàn tận cùng quy khư dường như là nơi kết thúc của thế gian vậy một tòa kiến trúc thông thiên đứng sừng sững ở đó giống như là thần trụ trèo chống thiên khung trong truyền thuyết thần thoại cổ đại giờ phút này cho dù là dựa vào kiến thức rộng rãi hay tầm mắt của quân tiêu dao cũng phải lộ ra tia kinh ngạc bất hủ tế đàn đó quá khổng lồ con người đứng trước nó còn nhỏ bé hơn cả con kiến không biết cao bao nhiêu dường như kéo dài đến vô tận tinh vũ toàn bộ bất hủ tế đàn được tạo thành từ một loại đá đen không biết tên nhìn qua giống như là tảng đá nhưng lại có cảm giác còn kiên cố hơn cả tiên kim hơn nữa trên đó dính đầy máu tươi ám trầm trải qua thời gian vô tận lắng đọng biến thành một tầng vết máu vật chất bám vào mặt ngoài bất hủ tế đàn đây là một tòa tế đàn tràn ngập cổ lão thần bí hoang vu trang nghiêm kinh khủng kiềm chế quỷ bí bình nguyên huyết sắc mênh mông vô bờ một tòa tế đàn cổ xưa mà quỷ dị có thể nói bất kỳ người nào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này trong lòng đều sẽ sinh ra một loại cảm giác kỳ dị hoang vu đây chính là bất hủ tế đàn sao ánh mắt quân tiêu do thâm thúy nơi này chính là nơi tổ chức nghi thức chủ tế từ xưa đến nay máu và hồn của hàng trăm triệu sinh linh tiên vực đều bị hiến tế ở đây có thể nói bất kỳ sinh linh tiên vực nào đứng trước tế đàn này trong lòng chắc chắn sẽ không bình tĩnh nổi dù là người như quân tiêu dao không có chủ nghĩa đại anh hùng không có ý thức cứu vớt thương sinh giờ phút này đều khó mà bình tĩnh bất hủ tế đàn vậy mà ta lại có thể thấy được bất hủ tế đàn trường sinh thiên nữ ở phía sau trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất mang trên mặt một loại thành kính điên cuồng rõ ràng là đối với nàng ta đây là một địa điểm thần thánh vị kia của trường sinh đảo bọn họ vị chủ tế đầu tiên không thể đề cập đến tên thật kia đã từng tế tự thành tiên môn ở đây. Đối với sinh linh cửu thiên, bất hủ tế đàn là một biểu tượng của nghi thức thần thánh. Nhưng đối với sinh linh tiên vực, lại là sự đau đỡ và tổn thương mãi mãi. Bái cái gì mà bái, đứng lên cho ta. Quân tiêu giao kéo trường sinh thiên nữ, dần dần tới gần bất hủ tế đàn. Càng đến gần bất hủ tế đàn, càng có cảm giác con người vô cùng nhỏ bé. Đồng thời, loại uy áp khủng bố kia cũng càng phát ra kinh người. Mà quân tiêu giao phát hiện ra, khối chủ tế lệnh mà mình cất giấu trong vũ trụ bên trong kia, lại bắt đầu có chút rung động giống như là cảm ứng được loại cộng minh nào đó quả nhiên có quan hệ à chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio quân tiêu dao cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đứng trước bất hủ tế đàn này ngay cả hắn cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé đồng thời có thể mang cho người ta một loại cảm giác tuyệt vọng không cách nào phản kháng được giống như không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản nghi thức chủ tế đúng lúc này trong đầu quân tiêu dao truyền đến âm thanh của hệ thống đinh Chúc mừng túc chủ đã đến địa điểm đăng nhập, túc chủ có muốn đăng nhập không? Nơi này chính là nơi sâu nhất trong vùng đất quy khư, vì thế hệ thống đã được kích phát, đăng nhập trong lòng quân tiêu giao mặc niệm. Trước đó hắn đã có cảm giác vùng đất quy khư này vô cùng đặc thù, phần thường đăng nhập chắc chắn không làm hắn thất vọng. Đinh, chúc mừng túc chủ, đăng nhập thưởng 10 sao, tiên pháp, tiểu túc mệnh thuật. Âm thanh của hệ thống vừa rơi xuống. Quân tiêu giao chỉ cảm thấy, một cỗ dòng lũ tin tức lớn đến không cách nào tưởng tượng được tràn vào trong đầu của mình khiến nguyên thần của hắn như muốn nổ tung. Lượng tin tức đó quá mức khổng lồ che phủ kiến thức như biển của quân tiêu giao. Trước kia quân tiêu giao cũng đã từng đăng nhập một vài đại thần thông đỉnh cấp ví như lục đạo luân hồi quyền, chư thiên sinh tử luân vân vân. Nhưng cho dù là những đại thần thông kia gộp lại cùng với nhau thì lượng tin tức cũng không bằng được một môn tiên pháp trước mắt này. Dù là quân tiêu dao cũng nhịn không được dùng tay để chặt lấy chán hàng xa cấp nguyên thần của hắn đang điên cuồng vận chuyển kiệt lực tiếp nhận tiêu hóa lượng tin tức này trường sinh thiên nữ ở bên cạnh cũng nhìn ra sự khác lạ của quân tiêu dao hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích nhưng trường sinh thiên nữ cũng không nghĩ quá nhiều chỉ cho là quân tiêu dao bị bất hủ tế đàn trước mắt làm cho chấn động sau một khắc đồng hồ quân tiêu dao mới chậm rãi mở hai mắt ra trong khoảnh khắc mà hắn mở mắt trong con mắt hắn dường như là có vô số đạo tác huyền ảo thâm thúy đang chảy tiên pháp lại là tiên pháp, lần này, thật sự là đánh dấu được một cơ duyên lớn rồi. Trong lòng quân tiêu giao lẩm bẩm nói, cho dù hắn vẫn luôn trầm ổn lạnh nhạt, nhưng giờ phút này vẫn không nhịn được là kích động. Tiên pháp? Cái gì gọi là tiên pháp? Tiên nhân chi pháp? Đây mới thực là tiên đạo đại thần thông. Thần thông này có bản chất khác với những thần thông trước đó mà quân tiêu giao, đăng nhập đạt được. Giống như cho dù là linh khí thiên địa cấp cao nhất, cũng không so sánh được với tiên đạo vật chất. Trước đó những thần thông kia, cho dù là những thần thú pháp thái cổ cường đại, như côn bằng, chân long đại thần thông vân vân. So với tiểu số mệnh thuật mà hiện giờ quân tiêu giao đang nhập đạt được, cũng có chất khác biệt. Có thể nói, thần thoại đế mà gặp được tiểu số mệnh thuật thì cũng phải động tâm. Đây mới thực sự là tiên tri pháp môn. Hơn nữa năng lực của tiểu số mệnh thuật cũng vô cùng nghịch thiên. Người tu luyện tiểu số mệnh thuật có thể nắm giữ số mệnh của vạn vật minh minh. Có được đủ loại huyền ảo, năng lực khó tin. Điều khiến quân tiêu giao cảm thấy nghịch thiên nhất là tiểu số mệnh thuật này có thể mượn nhờ một vài đồ vật có dính nhân quả để gọi chân linh trong minh minh, đến. Nói một cách đơn giản, chính là nếu như quân tiêu giao tu luyện được tiểu số mệnh thuật, sau đó mượn nhờ loạn cổ phủ có nhuộm nhân quả, thì có thể gọi ra một đạo chân linh của loạn cổ đại đế. Đây chính là năng lực vô cùng nghịch thiên. Trước đó, trong thời gian xảy ra cuộc chiến trung cực ách họa, quân vô hối dùng huyết tế chân linh vẩy máu tươi của bản thân mình, vẩy vào bên trên khí thiên pháp chỉ. Từ đó triệu hoán ra một đạo chân linh của khí thiên đại đế. Nhưng đó là bởi vì, quân vô hối và khí thiên đại đế đều là huyết mạch quân gia, giữa họ có huyết mạch kết nối. Nhưng nếu quân tiêu giao tu luyện tiểu số mệnh thuật, thì sẽ không có sự hạn chế về huyết mạch nữa. Nói cách khác, về mặt lý thuyết chỉ cần nhân quả chi vật đầy đủ. Hắn dường như có thể triệu hồi ra tất cả tiên vực đại đế từ xưa đến nay. Đó là một loại cảnh tượng như thế nào? và khủng bố đến mức độ nào. Sợ là một đám đại lão cửu thiên cấm khu nhìn thấy cảnh tượng này, cũng phải tê cả ra đầu a. À. Chủ tế cũng phải ngây ngốc. Một đạo chân linh, mặc dù không thể so sánh với bản tôn, nhưng cũng cực kỳ cường đại. Quân tiêu giao cảm thán không thôi. Loại năng lực có thể tùy ý nắm giữ và điều khiển số mệnh, gọi ra chân linh này quả thực vô cùng nghịch thiên. Không hổ là tiên pháp trong truyền thuyết. Điều này thậm chí còn khiến quân tiêu giao nghĩ đến vận mệnh cách, hư vô mờ mịt trong 3.000 pháp tắc nghe đồn ai có thể khống chế vận mệnh cách, người đó sẽ có thể khống chế vận mệnh vạn linh, thao túng dòng sông thời gian. Nhưng từ xưa đến nay, không có ai có thể làm được điều này. Theo quân tiêu giao có cảm giác tiểu số mệnh thuật này gần giống với vận mệnh cách. Đương nhiên, còn kém xa so với vận mệnh cách thực sự. Trong vận mệnh thì số mệnh là một phần của vận mệnh, bị vận mệnh bao phủ lấy. Ngoài ra, sự nghịch thiên của tiểu số mệnh thuật cũng cần phải trả cái giá lớn. Đó chính là, mỗi lần thi triển tiểu số mệnh thuật đều phải tiêu hao thọ nguyên cùng khí vận. Bởi vì cái gọi là, có được tất có mất, quà tặng của vận mệnh đều được viết giá ở trong bóng tối. Tiểu số mệnh thuật này quả thực nghịch thiên, có thể rút ra một tia số mệnh của vạn linh, gọi ra chân linh. Nhưng cùng lúc đó, người thi triển cũng phải trả một cái giá rất đắt. Mà cái giả phải trả này có thể nói là vô cùng lớn. Đối với một tu sĩ, điều quan trọng nhất trong tu luyện là gì? Có thể có người nói là công pháp, là thần thông, là thiên phú vân vân. Nhưng thật ra tổng kết lại, chính là hai thứ. Một, tuổi thọ. Một, vận may. Có đủ tuổi thọ, cho dù là một con lợn, tu luyện 100 kỷ nguyên, cũng có thể chứng đạo thành đế. Đây chính là sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất. Tu sĩ có thiên tư bình thường, vốn dĩ khó mà chứng đạo thành đế. Cũng chính là bởi vì, tuổi thọ của họ không đủ để họ tu luyện lâu dài. Vì thế mới cần dùng đến thiên phú và cơ duyên để bù vào thiên phú đủ cao, cơ duyên đủ nhiều, thì có thể giúp tu sĩ, trong thời gian ngắn nhất, đạt tới cảnh giới tối cao. Mà thiên phú và cơ duyên, lại liên quan đến một thứ khác, chính là vận may. Vạn vật đều có vận may. Giống như trước đó, quân tiêu giao đã từng diệt qua không ít kẻ có vận may. Từng người trong số họ đều là người có vận may trên mình. Đế Hạo Thiên cũng là người có vận may lớn. Vì thế bọn họ đều có thể đứng trên đỉnh cao thời đại. Quân tiêu giao thì càng không cần nói, vận may rõ ràng là nhiều đến áp đảo từ khi xuất thế đến bây giờ, trên cơ bản mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Về phần thân phận của người vận mệnh hư vô, không ai có thể nắm giữ, kiểm soát vận mệnh của hắn, hắn có năng lực thoát ra khỏi con sông dài vận mệnh. Không có nghĩa là bản thân quân tiêu giao không có vận may. Vận may và vận mệnh là hai việc khác nhau. Mà bây giờ, muốn thi triển ra tiểu số mệnh thuật, cái giá cần phải trả là tuổi thọ và vận may. Đối với một tu sĩ, việc này cần cẩn thận suy tính. Có được tất có mất sao, không hổ là tiểu số mệnh thuật nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha